Khương Phàm im lặng, ta đều là giao lưu với thứ bằng hữu gì đây? Trước khi đến Đoạ Lạc Thiên Quốc, phải đến Bắc Bộ tiếp Vô Hoa Cung trước. Từ hôm nay trở đi, ngươi giả làm đệ đệ của ta, ngươi tên Chu Thanh Thọ, ta tên Chu Thanh Nghị. Hướng Vãn Tình đóng vai tẩu tử của ngươi. Hai mắt Chu Thanh Thọ tỏa sáng. Vãn Tình tỷ tỷ sao? Sao lại không thể nào đóng vai đệ muội ngươi? Dù sao cũng đều là diễn. Khí chất các ngươi không đáp. Nói đùa. Đứng đắn một chút, tình cảnh bây giờ của chúng ta rất nguy hiểm. Ngươi ngàn vạn lần phải chú ý xưng hô, gọi ta là ca ca, gọi nàng là tẩu tử. Chiếm tiện nghi của ta, còn chiếm tiện nghi của Vãn Tình tỷ tỷ. Chu Thanh Thọ không phục lắm, trợn mắt chừng một cái, nói. Ngươi không thể nghỉ ngơi một chút sao, vừa mới rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành, lại muốn đi chơi đùa lung tung. Thanh Nguyên Cổ Thành, thành lớn mà mọi người đều biết ở Bắc Bộ, phạm vi khổng lồ, nhân khẩu đạt tới hơn 300 vạn người. Nơi này không có phủ thành chủ nhân chính là, một phủ hai cốc năm cung, của Bắc Bộ, Vô Hoa Cung. Lúc bọn người Khương Phàm đến nơi này, trong thành đang oanh động trước bí mật ngàn năm, cùng chiếu lệnh của Tổ Sơn. Bất luận là đầu đường cuối ngõ, hay là tử lâu lữ điếm, toàn bộ đều tràn ngập tiếng nghị luận. Chí Tôn Kim Thành và Vạn Đạo Thần Giáo nơi đó đang huyên náo khí thế ngất trời, Chu Tước Thần Cung lại hấp dẫn số lượng lớn cường giả tràn vào hải vực. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo thương huyền có thể nói là đều đang chuyển động. Hoàng tộc hoàng đạo bình thường đều cao cao tại thượng, lần này cơ hồ đã dốc hết toàn lực. Các ngươi nói, cái tên Khương Phàm kia thật sự là phần thiên thần hoàng chuyển thế sao? Vậy còn là giả, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Triều đều đã công khai xác nhận, người di chuyển Chu Tước Thần Cung chính là Thánh Linh Kiều Gia kia. Tiên tổ của Kiều Gia, lại còn là hoàng phi của phần thiên thần hoàng. Lúc trước Khương Phàm đi Cổ Hoa một chuyến, Cổ Hoa đã nhận tổ tông là hắn, sau đó càng mang theo phản bội chạy trốn khỏi Cổ Hoa, chinh chiến bốn chỗ, rất có thể chính là Khương Phàm đã cùng làm rõ thân phận với bọn hắn. Ta, thần hoàng, tổ tông các ngươi, đi theo ta đi. Cái này thì ai gánh vác được, đổi lại là ta đều trực tiếp quỳ xuống. Chuyện của Khương Phàm, các ngươi còn không rõ ràng sao? Người bình thường ai có thể điên như vậy? Ai dám cuồng như vậy? Ha ha, thần hoàng chuyển thế, đám người Cổ Hoa kia chết thật oan. Náo loạn nửa ngày, người ta lại là thần linh chuyển thế. Bởi vì Khương Phàm từng náo ra oanh động tại Bắc Bộ, nơi này hay thậm chí toàn bộ phương Bắc đều nghị luận vô cùng sốt ruột. Khương Phàm trèo đèo lội suối hơn 10 vạn dặm, rốt cuộc tìm được Thanh Nguyên Cổ Thành ở Bắc Bộ nghiêng về hướng Đông, mặc dù trên đường gặp chút phiền phức, nhưng coi như cũng không có gì quá nguy hiểm. Đây cũng là thành trì duy nhất bọn hắn cùng nhau đi tới. Chu Thanh Thọ càng nghe càng là lạ, nghiêng đầu đánh giá Khương Phàm. Trên đời này lại còn có người cuồng hơn so với ngươi, lại còn trùng tên với ngươi. Thần kỳ như vậy sao? Hướng Vãn Tình cười nói. Chính là hắn. Chu Thanh Thọ đưa tay chặn lại. Đừng làm rộn, người ta nghị luận chính là thần hoàng chuyển thế, là thần. Hắn chính là thần. Hắn là thần kinh. Từ từ thử tiếp nhận đi, người đời này có thể gặp được thần linh chuyển thế, là mộ tổ nhấc lên khói xanh, còn là cái chủng loại ừng ực kia. Chu Thanh Thọ từ từ dừng lại, kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, một lát sau, hắn bỗng giật mình một cái, trong mắt chừng đến căng tròn. Vừa vặn trên mặt tường bên cạnh lại dán chân dung của Khương Phàm. Chu Thanh Thọ chăm chú nhìn lại nhìn, toàn thân lại giật mình một cái nữa, cuống quýt đuổi theo, một phát bắt được Khương Phàm. Ca ca, đều là thật. Hướng Vãn Tình lắc đầu cười nói. Cái này âm thanh ca ca này kêu thật giòn tan. Khương Phàm hất hắn ra. Ta tại Vô Hồi Thánh Địa đã nói qua. Ngươi nói ngươi là chuyển thế, ngươi không nói ngươi là. Chu Thanh Thọ ngao một tiếng, lại tranh thủ thời gian im lặng, nhìn hai bên một chút, dùng sức kéo cánh tay Khương Phàm lại. Ca ca, loại bí mật này ngươi cũng có thể kìm nén được sao? Đổi lại là ta thì đã sớm tiết lộ rồi. Không được, ngươi nhất định phải chính miệng cam đoan cho ta. Cam đoan cái gì? Cam đoan nói chính là ngươi. Không phải ngươi đang đùa ta. Chính là ta. Lặp lại lần nữa. Chính là ta. Lặp lại lần nữa. Chính là ta. A. À. Chu Thanh Thọ nhắm mắt lại, say mê. Hướng Vãn Tình im lặng, gia hỏa này nhìn phong độ nhẹ nhàng, làm sao có đôi khi đầu lại đầy mỡ như vậy. Thả ta ra. Khương Phàm tránh khỏi tay Chu Thanh Thọ.
Ca, từ nay về sau, ngươi chính là huynh ruột của ta, ngươi muốn ta làm gì, ta tuyệt đối không mập mờ, một câu, cam đoan thỏa hiệp. Đi chết, ngươi không nỡ. Khương Phàm lắc đầu, đứng đắn một chút, khiêm tốn một chút. Điệu thấp không được, ta sao động. Mặt mũi Chu Thanh Thọ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ngẩng đầu lên với mặt trời, miệng cười tươi, hai mắt nhắm lại, say. Có phải cảm giác mộ tổ nhấc lên khói xanh hay không? Hướng Vãn Tình nhịn không được. Cái này không phải bốc khói, rõ ràng là tổ tông của ta đốt lên. Chu Thanh Thọ hạ miệng, vui vẻ đuổi theo Khương Phàm. Ca ca, mệt mỏi không, ta đấm bóp vai cho huynh. Ca ca, khát không, ta chuẩn bị nước cho huynh. Ca ca, một đường đều không có ngủ ngon, muốn tìm một chỗ, an bài cho huynh cùng tẩu tử một chút hay không? Tẩu tử, không phải ta nói tẩu, tẩu là thê tử thì nên đến tận chức tận trách đi, món lữ điếm phía trước kia giống như không tệ. Một đường cãi nhau, bọn người Khương Phàm cũng đã đi tới trước Vô Hoa Cung. Vô Hoa Cung ở trung tâm nội thành, là một dãy cung điện tráng lệ, bị tường thành đỏ tươi vây quanh, bên trong có vài chục cung điện khác nhau. Cung điện Bạch Ngọc đứng vững ở sâu bên trong tượng trưng cho thân phận chí cao. Từ bên ngoài nhìn vào, trình độ xa hoa không kém gì Hoàng Cung Hoàng Triều, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người tại Thanh Nguyên Cổ Thành, nơi đó lại là tuyệt địa giống như cấm kỵ, tường thành đều giống như bị máu tươi nhiễm đỏ. Khương Phàm đi đến trước cửa cung. Ta là Chu Thanh Nghị, xin gặp Phó Cung Chủ Bạch Tai của các ngươi. Liền nói là, số 3 tới. Số 3. Bọn thị vệ người khoác áo trắng, cưỡi xích luyện báo hung hãn, ánh mắt không thân thiện đánh giá bọn hắn. Các ngươi trực tiếp chuyển cáo, Phó Cung Chủ Bạch Tai tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩa bên trong. Khương Phàm không tiện làm rõ thân phận, xảo diệu dùng bài vị của 12 huyết sát Bạch Tai. Thị vệ đi vài báo cáo, Khương Phàm, Chu Thanh Thọ, Hướng Vãn Tình, thản nhiên đứng ở trước cửa cung, chờ đợi triệu kiến. Hướng Vãn Tình rất chờ mong vị huyết sát này có thể đến đây bái phỏng dưới loại tình thế này, nói rõ Khương Phàm ký thác kỳ vọng rất sâu đối với hắn. Khương Phàm chỉ giải rác gặp qua Bạch Tai mấy lần, không phải hiểu rất rõ, nhưng Bạch Tai là huyết sát thứ 3 gần với Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, là một trong 12 huyết sát đương đại được Kiều Vô Hối bồi dưỡng thời gian dài nhất, độ trung thành khẳng định không có vấn đề, mà bị Kiều Vô Hối an bài đi ra bên ngoài phát triển, còn có thể làm đến phó cung chủ, nói rõ năng lực rất mạnh. Không bao lâu, không có chờ đến Bạch Tai, bầu trời xa xa lại truyền đến tiếng kêu to rõ, năm con thiên mã trắng tuyết kéo lấy một chiếc xe lộng lẫy, phá tan mây mù, nở rộ ánh sáng, không chút kiêng kỵ vượt qua trời cao, đáp xuống trên quảng trường trước cung điện. Hai nam tử uy mãnh hùng tráng cao tới 5 mét bảo vệ ở hai bên, toàn thân bọn hắn đều phát ra kim quang, trên trán mọc ra kim giác xuyên trời, tràn ngập áp bách bức người. Kim giáp thánh văn. Khương Phàm kinh ngạc nhìn hai nam tử kia, Vô Hoa Cung lại có hai vị kim giáp thánh văn, còn bồi dưỡng đến niết bàn cảnh. Kim giáp thánh văn làm hộ vệ, ai kiêu ngạo như thế? Chu Thanh Thọ nói nhỏ. Bọn thị vệ trước cung điện toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, cao giọng la lên. Cung nghênh phó cung chủ trở về. Bạch Tai. Hướng Vãn Tình khẽ nói. Hẳn là một vị phó cung chủ khác. Khương Phàm suy đoán nói. Xe kéo mở vải mành lên, đầu tiên là có hai nữ tử xinh đẹp đi ra. Nữ tử bên trái nở nang màu mỡ, thành thục nóng bỏng, dáng người lồi lõm gần như khoa trương, đối với nam tử mà nói, quả thực là dụ hoặc chí mạng. Nữ tử bên phải cao gầy tinh tế, thanh xuân tịnh lệ, dung nhan đẹp đẽ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, chỉ là vẻ mặt hơi có vẻ lãnh diễm. Hai vị nữ tử hạ thấp thân phận hành lễ, nghênh đón nam tử bên trong đi ra. Nam tử phong độ nhẹ nhàng, phóng khoáng anh tuấn, mặt trắng không râu, có thể xưng là thịnh thế mỹ nhan. Áo dài trắng muốt, sáng rực, cùng với da thịt trắng tuyết như ngọc của hắn hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Bạch Tai trở về rồi sao? Nam tử nở nụ cười trên mặt, môi đỏ dương nhẹ, cho người ta mỹ cảm cảnh đẹp ý vui. Bọn thị vệ vội vàng nói. Bạch phó cung chủ một tháng trước đã trở lại, vẫn đang ở trong cung. Tà quân phủ nơi đó. A, à, nam tử đi chưa được mấy bước đột nhiên ngừng lại, sáng tỏ ánh mắt dừng lại trên thân Khương Phàm, Chu Thanh Thọ rất nhanh đã rơi xuống Hướng Vãn Tình, ánh mắt tỏa sáng. Không uổng công ta vạn dặm xa xôi gấp gáp trở về, còn không có tiến cung vậy mà đã gặp được mỹ nhân tuyệt mỹ như vậy. Ha ha, đừng nhìn ta như vậy,
con mắt của ta có thể phát hiện phong cảnh đẹp nhất thế gian, cho dù ngụy trang tốt cũng đỡ không nổi. Hướng Vãn Tình bất đắc dĩ, tỉ mỉ làm ngụy trang lại bị nhìn thấu dễ dàng như vậy. Khương Phàm ngăn ở phía trước Hướng Vãn Tình, thản nhiên nói. Nhìn thì có thể, đừng động ý đồ xấu. Nàng là của ngươi, là của ta. Nàng là niết bàn cảnh tứ trọng thiên, ngươi là niết bàn cảnh nhị trọng thiên, nàng quốc sắc thiên hương, dáng người hoàn mỹ, ngươi có tài đức gì dám nói một câu ngươi. Đi ra, lui ra. Hai người khổng lồ kim giáp lên tiếng hét lớn, tiếng như long trọng, giống như sóng cả màu vàng chân thực cuồn cuộn giữa quảng trường, những thị vệ kia kinh hãi đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Thị vệ trước cửa cung vội vàng cảnh cáo Khương Phàm. Vị này là một trong hai vị phó cung chủ Vô Hoa cung chúng ta, Lý Hoan Hỷ, còn không mau mau lui ra. Khương Phàm cười lạnh. Phó cung chủ thì có thể tùy ý thưởng thức nữ tử của người khác. Không có người dạy ngươi cái gì gọi là tôn trọng, cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi chán sống. Bọn thị vệ trước cung điện toát ra sát ý, tên ngu xuẩn này từ đâu xuất hiện, lại chạy đến trước mặt tổ chức sát thủ giảng cấp bậc lễ nghĩa. Trong thế giới sát thủ chỉ có cường giả là nhất, mạnh được yếu thua. Ha ha, ngươi hẳn phải biết là ngươi đang đứng ở nơi nào, nói cho ta biết ngươi lấy ở đâu ra lực lượng khiêu khích ta. Lý Hoan Hỷ vừa dứt lời, người khổng lồ kim giáp ở hai bên đã về bước phía trước, bước chân nặng nề chấn động mặt đất, tản mát ra uy thế hùng hồn như núi cao. Khương Phàm cười lạnh nói. Nhìn điệu bộ này của ngươi là muốn trắng trợn cướp đoạt nữ tử. Đường đường là phó cung chủ Vô Hoa cung, vậy mà lại như một thiếu gia ăn chơi, buồn cười, đáng thương. Có phải ngươi không hiểu rõ phó cung chủ chúng ta hay không? Bọn thị vệ trước cửa cung bỗng nhiên sửng sốt một chút, gia hỏa này lại có thể nói ra lời như vậy. Ta chỉ biết Bạch Tai, không biết Lý Hoan Hỷ gì cả. Khương Phàm nhíu mày, càng muốn điệu thấp, càng gặp phải phiền phức, ông trời đang chơi đùa với ta sao? Ngươi biết Bạch Tai? Lý Hoan Hỷ đánh giá đến nam tử này một lần nữa. Đương nhiên, ngươi và hắn có quan hệ như thế nào? Ta là bộ hạ hắn mời chào, bài vị của ta đứng ba, thê tử của ta là đầu tiên, đệ đệ ta là thứ chín. Ồ, Lý Hoan Hỷ đưa tay triệu hồi hai người khổng lồ kim giáp, một lần nữa đánh giá bọn người Khương Phàm. Gương mặt của bọn thị vệ Vô Hoa cung cũng hơi có phản ứng, phó cung chủ mời chào bộ hạ. Làm sao chưa nghe nói qua? Bạch Tai mời chào các ngươi lúc nào? Lý Hoan Hỷ âm thầm cảnh giác, bài vị thứ 9, nói cách khác chỉ ít có 9 người. Những kẻ khác không biết, nhưng ba người trước mắt tất cả đều là thánh văn. Ngươi quản tốt chuyện của chính ngươi là được rồi. Ha ha, nếu Bạch Tai mời chào người, là thuộc về Vô Hoa cung. Thuộc về Vô Hoa cung, ta có thể quyết định sinh tử của các ngươi. Ngươi đang lừa chính ngươi, ngươi dám động ta. Bạch Tai có thể đồ hai thánh văn kim giáp kia của ngươi. Làm càn. Hai người khổng lồ kim giáp trợn mắt trừng trừng, da thịt toàn thân căng cứng, giống như là kim lân áo giáp, hiện ra ý lạnh cứng rắn. Lý phó cung chủ, có câu nói không biết ngươi nghe từng nghe qua chưa? Chó không sủa, cắn người vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng chó hay sủa. Khương Phàm cười lạnh khiêu khích hai người khổng lồ kim giáp. Răng rắc. Mặt đất dưới chân hai người khổng lồ kim giáp vỡ nát, bọn hắn nở rộ kim quang, cuồng lực cuồn cuộn, không gian xung quanh mãnh liệt nhấc lên, hình thành hàng trăm hàng ngàn vòng xoáy kim sắc, rầm rầm, xiềng xích tráng kiện màu vàng nổ bắn ra, như kinh lôi đánh về phía Khương Phàm. Hướng Vãn Tình thoát một cái, đứng trước mặt Khương Phàm, tóc dài tung bay, áo bào rộng phất phới, khí tức thái em mờ cuồn cuộn giữa đất trời, nhiệt độ chợt hạ xuống, âm hàn tràn ngập. Toàn bộ xiềng xích màu vàng cuồng kích giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ giảm mạnh. Mê quang xen lẫn, ngưng tụ đường vân đồ đằng, chính giữa không phải ngọc thỏ, mà là thiên hồ hoa lệ. Thái M đồ đằng xoay tròn cực mạnh, khí tức Thái M tăng vọt mấy chục lần, xiềng xích đều vỡ nát, vòng xoáy màu vàng đều bị tách ra. Ngay sau đó, đồ đằng phân liệt, hóa thành hai con cá lớn, nhẹ nhàng đong đưa, lại tạo nên chiều cường ngập trời. Giống như côn bằng xuất thế, cuồng kích trời cao. Người khổng lồ kim giáp bị đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống lại chật vật nhấc lên, thẳng đến dưới chân Lý Hoan Hỷ. Sắc mặt bọn hắn tái nhợt, linh hồn đau đớn, gục ở chỗ này nửa ngày không có đứng dậy nổi. Bọn thị vệ Vô Hoa cung quá sợ hãi, nữ tử này thật mạnh. Lý Hoan Hỷ ngược lại tràn đầy vui mừng,
há miệng liền nói. Ta đã chấm ngươi. Ngươi xứng sao? Hướng Vãn Tình cười lạnh. Trong Vô Hoa cung này, ta nói liền có thể xứng. Lý Hoan Hỉ duỗi đầu lưỡi nhỏ dài ra, liếm qua bờ môi, mắt đầy tham lam. Khương Phàm, Chu Thanh Thọ, đồng thời kích phát lực lượng tinh thần, giằng co với Lý Hoan Hỉ. Lúc này, cửa cung ầm vang đẩy ra, Bạch Tai gầy gò tà ý tự mình chạy tới nơi này, thời điểm nhìn thấy Khương Phàm, tinh thần đại chấn, suýt chút nữa muốn hành lễ. Không đợi Bạch Tai mở miệng, Khương Phàm, Hướng Vãn Tình, Chu Thanh Thọ đã ăn ý chắp tay hành lễ. Số 1, số 3, số 9 gặp qua chủ gia. Bạch Tai phản ứng rất nhanh, tâm tư rất nhanh đã quay ngược trở lại, thuận thế hỏi. Những người khác đâu? Khương Phàm nói. Đang trên đường, dự tính mấy ngày nữa có thể đến. Rất tốt, cùng ta đi vào. Bạch Tai kiềm chế kích động trong lòng, chào hỏi bọn hắn liền muốn tiến cung. Dừng lại, Bạch Phó Cung Chủ, những bộ hạ này là ngươi tự mình chiêu mộ. Lý Hoan Hỉ đi tới, hai thị nữ Mỹ Lệ một mực cung kính phụng dưỡng ở hai bên, người khổng lồ kim giáp giằng co, theo sát ở phía sau. Ta mời chào bộ hạ, còn cần báo cáo với ngươi. Không biết cung chủ nàng có biết hay không? Ngươi quản nhiều rồi. Xem ra cung chủ không biết, chiêu mộ bộ hạ không tính trái với cung quy, nhưng ngươi không thông báo trước, còn chiêu mộ rất nhiều liền khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Ta cùng ngươi làm giao dịch. Thời điểm cung chủ thẩm vấn hỏi ngươi, ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi phải số một của ngươi cho ta. Ha ha, cho ngươi. Bạch Tai tức giận cười, quay người đi đến trước mặt hắn. Lý Phó Cung Chủ, từ trước tới giờ ta không quản những phá sự kia của ngươi, nhưng ngươi đừng đánh chủ ý đến người của ta. Nếu như ta kiên trì muốn thì sao? Mở điều kiện. Ta lặp lại lần nữa, đừng đánh chủ ý đến người của ta. Ta ở bên ngoài chờ đợi 5 năm, cuối cùng thu tập được 99 mỹ nhân trong mỹ nhân đồ, còn thiếu một người cuối cùng là gom góp cả trăm. Nhưng người cuối cùng này, ta sẽ chỉ để cho người hoàn mỹ nhất kia. Ta căn bản đã chuẩn bị kỹ càng để tìm kiếm, chậm rãi chờ đợi, không nghĩ tới vừa về Vô Hoa cung liền gặp được mỹ nhân mình hài lòng. Số một này của ngươi, có tư cách trở thành người được chọn sau cùng. Ngươi ra điều kiện, ta sẽ tận hết khả năng thỏa mãn. Lý Hoan Hỉ không chút kiêng kỵ nào mà đánh giá Hướng Vãn Tình, ánh mắt nóng bỏng không che giấu sự tham lam cùng chờ mong của hắn chút nào. Bạch Tai không nhìn đến Lý Hoan Hỉ, hắn mang theo bọn người Khương Phàm tiến vào cửa cung. Bạch Tai, ngươi rất rõ ràng, nữ tử mà Lý Hoan Hỉ ta coi trọng, cuối cùng đều sẽ vào mỹ nhân đồ. Lý Hoan Hỉ cất giọng hô to, ánh mắt nóng bỏng tà ác nhìn chằm chằm bóng lưng Hướng Vãn Tình, áo bào rộng lớn che khuất dáng người uyển chuyển. Lại che không được khí chất vũ mị. Thần Hoàng, để ngài chịu ủy khuất rồi. Có ta ở đây, hắn không dám lỗ mãng. Bạch Tai thoáng hạ giọng. Mỹ nhân đồ hắn nói là cái gì? Đáy mắt Hướng Vãn Tình hiện lên một tia âm lãnh. Từ trước tới giờ không để ý hiện ra dung mạo khí chất của mình, cũng không quan tâm được người tán thưởng, nhưng sau sự kiện hình phù đồ, đối với loại ánh mắt nóng bỏng kia nàng đã phản cảm đến cực độ. Một kiện yêu binh tà ác. Từng có tên là huyết chú yêu binh đồ, có thể bắt được yêu thú luyện thành yêu binh, đặt vào bên trong binh đồ, ý thức cùng linh hồn sẽ bị điều khiển như con rối, còn có thể tùy thời tế hiến, cung cấp huyết khí cho chủ nhân, điều trị thương thế. Là Lý Hoan Hỉ rất nhiều năm trước phát hiện được từ một cổ mộ trong bí cảnh. Yêu binh này rõ ràng có thể phát huy ra tác dụng lớn vô cùng, nhưng sau khi rơi xuống trên tay hắn, hắn không có thu thập qua một con yêu thú nào, ngược lại là đổi tên thành mỹ nhân đồ. Tìm kiếm mỹ nhân khắp nơi, còn thề muốn tập hợp đủ 100 mỹ nhân. Bạch Tai kỳ thật vô cùng chán ghét loại hành vi này của Lý Hoan Hỉ, thậm chí còn muốn diệt trừ, nhưng cung chủ không nỡ để mất một trợ thủ cường đại như thế này. Oa a, vẫn là một thanh niên có chí. Trong lòng Chu Thanh Thọ hâm mộ, 100 mỹ nhân. Hắn tàn nhẫn thị sát, tính cách vặn vẹo, từ sau khi đạt được yêu binh đồ, càng không cố kỵ gì. Bạch Tai không nguyện ý nói thêm về Lý Hoan Hỉ, mang theo Khương Phàm đi đến cung điện của hắn, sau khi cho lui hết người xuống, hắn quỳ một chân trên đất muốn hành lễ. Không cần những nghi thức xã giao này, ngươi hiểu rõ Đọa Lạc Thiên Quốc không? Khương Phàm ngăn hắn lại, đi thẳng vào vấn đề. Đã đi qua rất nhiều lần, không nói hoàn toàn hiểu, nhưng tình huống đại khái đều tính toán rõ ràng. Trong lòng Bạch Tai lộp bộp,
chẳng lẽ thần hoàng muốn đi đọa lạc thiên quốc thật sao? Biết Thiên Đãng Sơn không? Thiên Đãng Sơn ở phía nam đọa lạc thiên quốc, chỗ dài nhất có hơn 3.000 dặm, là dãy núi lớn nhất Nam Bộ, cũng là một trong những dãy núi cổ xưa nhất tại đọa lạc thiên quốc. Nơi đó có số lượng lớn yêu thú chiếm cứ, còn có ma thú hung hãn, đa số đều là giống loài cổ lão, vô cùng nguy hiểm. Xưng vương xưng bá trên mặt nổi có ô kim viên, thiên thanh xà, ám hắc ma lang, tam nhãn ma thiềm, đều là tộc đàn, số lượng khổng lồ, chiếm đất làm vua. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều yêu ma ẩn nấp đáng sợ. Lại trừ bọn chúng, cần kiêng kỵ nhất là Thiên Trọng Lâu, bọn hắn là một trong 7 đại tôn chủ của đọa lạc thiên quốc. Ký ức của ta đối với đọa lạc thiên quốc rất mơ hồ, nhưng kiếp trước nơi đó hẳn là có ngũ đại tôn chủ. Thiên Trọng Lâu trước đó đã rất cường đại, nhưng vẫn không đến vấn đề tôn chủ, cho đến hơn 300 năm trước, bọn hắn bồi dưỡng được một vị thánh linh, địa vị tăng vọt, đứng hàng tôn chủ, hơn 50 năm trước, bọn hắn lại thành công bồi dưỡng được truyền nhân thiên phẩm, địa vị được vững chắc. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn lại ký kết hợp tác cùng bá chủ ma tộc, ám hắc ma lang nơi đó. Bạch Tai lắc đầu, đọa lạc thiên quốc hỗn loạn lại nguy hiểm, giống như là vòng xoáy hắc ám mãnh liệt, không ngừng liên tục hấp dẫn kẻ chạy nạn các nơi tiến về tị nạn, cũng hấp dẫn sự âm u tà ác tới đó chiếm cứ. Trong đó có không ít linh văn đặc biệt, cường đại. Bởi vì hoàn cảnh đặc biệt, nơi đó còn biến thành chợ đen của toàn bộ Thương Huyền Đại Lục, hấp dẫn số lượng lớn bí bảo tràn vào, cung cấp cho thế lực nơi đó cơ duyên phong phú. Cho nên đọa lạc thiên quốc thực lực thật sự vô cùng cường đại, trừ ngũ đại tôn chủ đời đời cường thịnh ra, còn thường xuyên xuất hiện tôn chủ mới. Ở trong mắt cao tầng thế giới, kỳ thật địa vị của đọa lạc thiên quốc không khác xí thiên giới lắm. Xí thiên giới là bằng vào tài luyện đan cùng lực ảnh hưởng, trở thành đệ nhất hoàng tộc được công nhận, đọa lạc thiên quốc thì là bởi vì nguy hiểm cùng khủng bố, trở thành đệ nhất hoàng tộc trong lòng mọi người. Cũng may đọa lạc thiên quốc hỗn loạn cực độ, thế lực nội bộ từng người tự chiến, từ trước tới giờ không xâm lược với bên ngoài, nếu không thì nguồn lực lượng hắc ám này đủ để hoắc loạn đại địa Đông Bắc. Khương Phàm nói thẳng, ngươi tìm một cái cớ hợp tình hợp lý, lấy danh nghĩa vô hoa cung, mang ta tiến vào đọa lạc thiên quốc, tìm tới Thiên Đãng Sơn. Bạch Tai âm thầm nhếch miệng, thật muốn đi. Nhưng thần hoàn đã tự mình yêu cầu, hắn không thể ngỗ nghịch. Bây giờ chính là một cơ hội. Cổ Hoa Hoàng Thành muốn liên hợp tất cả tổ chức sát thủ phương Bắc, báo thù ngài, mục đích chính là đọa lạc thiên quốc. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Cổ Hoa Hoàng thất không phải xem thường tổ chức sát thủ sao? Làm sao lại đột nhiên muốn hợp tác với các ngươi? Bạch Tai nói. Có thể là không tín nhiệm những gia tộc kia nữa, cũng có thể là đang e ngại ngài lại đánh lén Hoàng Thành của bọn hắn, cần giữ bọn hắn lại đóng giữ Hoàng Thành, cho nên muốn cùng tổ chức sát thủ phương Bắc chúng ta hợp tác. Bắt đầu từ một tháng trước, các tộc lão hoàng thất tôn quý kia đã tự mình ra mặt, mang theo lễ vật phong phú cùng chúng ta chạm mặt. Hướng Vãn Tình nghĩ đến khả năng khác. Bọn hắn hẳn là còn có ý nghĩ, lấy ác chế ác. Cổ Hoa Hoàng Thành trung quy vẫn là thế lực trung lập, thái bình đã lâu, mặc dù nội tình cùng thực lực đều rất mạnh, nhưng lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu chỉ sợ chính bọn họ cũng tự mình cảm thấy xấu hổ. Muốn cứu danh dự, lại phải triệt để gạt bỏ trang. Tổ chức sát thủ phương Bắc chính là biện pháp cực đoan nhất mà bọn hắn có thể nghĩ tới. Bọn hắn có thể buông xuống mặt mũi hợp tác cùng tổ chức sát thủ, cũng là quyết định muốn diệt trừ chàng. Khương Phàm hỏi. Vô Hoa Cung các ngươi tiếp nhận rồi. Cung chủ có lo nghĩ của mình, không muốn nhúng tay chuyện này, ngay từ đầu đã từ chối Cổ Hoa Hoàng Triều, sau đó là ta nhiều lần chỉ dẫn, nàng mới quyết định mời phó cung chủ Lý Hoan Hỷ về. Nếu như hai vị phó cung chủ chúng ta đều đồng ý, nàng sẽ tiếp nhận lời mời, nếu như ý kiến của chúng ta không giống nhau, nàng cũng không tham dự. Trước đó Bạch Tai đã nghĩ kỹ muốn làm giao dịch cùng Lý Hoan Hỷ, cùng một chỗ thuyết phục cung chủ tiếp nhận lời mời, nhưng không nghĩ tới Lý Hoan Hỷ còn không có tiến cung liền tiếp cận nữ tử bên cạnh thần hoàng. Cho nên, giao dịch bị phế đi, phải nghĩ cách khác. Đây là vấn đề nguyên tắc, không thể nhịn. Khương Phàm hỏi. Các thế lực ngầm khác thì sao? Thế giới dưới đất tại phương Bắc rắc rối phức tạp, tổ chức sát thủ đông đảo, kẻ thống trị thật sự lại là, một phủ hai cốc năm cung, sau khi ác nhân cốc rời khỏi liền thành một phủ một cốc năm cung. Theo ta hiểu rõ, Tà Quân Phủ, Huyết Nguyệt Cốc đều cố ý tiếp nhận hợp tác, mà muốn bắt lấy cơ hội này cùng Cổ Hoa Hoàng Thành ký kết hợp tác càng sâu. Trong năm cung, Băng Tuyết Cung, Kim Xà Cung đã tiếp nhận,
hai cung khác đều đã từ chối. Tà quân phủ, huyết nguyệt cốc, băng tuyết cung, kim xà cung, ha ha, tổ chức sát thủ phương Bắc điều động 3/5. Khương Phàm cười lắc đầu, vốn định điệu thấp tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, không nghĩ tới lại đụng phải phương Bắc liên động. Cũng may mắn tới nơi này, hiểu rõ tình huống trước, nếu không thì hơn mấy ngàn vạn sát thủ tràn vào Đọa Lạc Thiên Quốc, bốn chỗ lùng bắt, hắn rất dễ bại lộ thân phận. Trong hoàn cảnh hỗn loạn nguy hiểm này, bọn sát thủ nguy hiểm còn hơn cả hoàng tộc. Chúng ta đi bây giờ còn kịp. Chu Thanh Thọ ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở Khương Phàm. Đều là sát thủ, con mắt độc, tính tình hung ác, thủ đoạn rất tàn nhẫn, đơn giản mà nói thì đó chính là đàn sói, hơi không chú ý liền có thể bại lộ thân phận. Tại sao phải đi, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến người mình muốn tìm sẽ ở trong đội ngũ của bọn hắn. Bạch Tai, tận lực thuyết phục cung chủ các ngươi, tham dự hành động, lại mang theo ta. Khương Phàm không chỉ cần phải có chỉ dẫn, càng cần thân phận hợp lý hơn. Nếu như tổ chức sát thủ phương Bắc liên hợp hành động, Đọa Lạc Thiên Quốc nơi đó khẳng định sẽ biết, đến lúc đó gặp được người của Vô Hoa Cung, cũng sẽ không tùy tiện ngăn cản đề ra nghi vấn. Mà, nếu như có thể trà trộn vào trong đội ngũ liên động phương Bắc, nói không chừng còn có thể tìm tới cơ hội chỉnh đốn cổ Hoa Hoàng Thành. Chu Thanh Thọ lắc đầu, đến chết cũng không đổi, gia hỏa này càng đâm hưng phấn mãnh liệt, càng nguy hiểm càng sao động, có khuynh hướng chịu ngược đãi nghiêm trọng. Bạch Tai nói, ta đi tìm Lý Hoan Hỷ nói chuyện, tận lực tranh thủ. Hướng Vãn Tình nói, ngươi trực tiếp giao dịch cùng hắn liền nói có thể đưa ta cho hắn, nhưng muốn hắn cùng hành động một chỗ, đi Đọa Lạc Thiên Quốc. Ta muốn giết hắn ở nơi đó. Phía sau lưng Chu Thanh Thọ chợt mắt lạnh, tỷ tỷ mỹ nữ thật hung ác, người ta chỉ là đùa giỡn hai câu, nàng liền muốn lấy mạng. Bạch Tai không có trả lời, mà nhìn về phía Khương Phàm. Khương Phàm nói, không cần trực tiếp giao dịch, trước tiên cứ mịt mờ đồng ý. Loại người như hắn kia, càng là nhử, càng có thể kích thích hắn hứng thú. Nếu như trực tiếp giao dịch, hắn không chỉ có cảm giác không thú vị, còn có thể hoài nghi ngươi là có mục đích gì đặc biệt hay không, có thể không tiếc mà từ bỏ bộ hạ, lại còn muốn tiến đến Đọa Lạc Thiên Quốc. Tóm lại, trước hết cứ để cho cung chủ đồng ý hành động của ngươi. Mang ta đến Đọa Lạc Thiên Quốc, phía sau nếu như hắn không biết tốt xấu lại xử lý sạch. Đã hiểu, ta sẽ khống chế phân tắc. Bạch Tai hành lễ liền muốn lui ra. Chờ một chút, bọn người Ngư Cung đâu? Sau khi ác nhân cốc rút khỏi cổ Hoa Hoàng Thành nửa năm, Ngư Cung đã mang theo hội sát thủ, Đao Vẫn, hắn khai sáng đi tìm huyết nguyệt cốc làm nơi nương tựa, nhận trọng dụng, rất được cốc chủ tín nhiệm. Lãnh Tuyền là cung phụng thủ tịch của băng tuyết cung, địa vị vô cùng vững chắc. Phu thê Hoàng Lâm Cẩm Tú kinh doanh Lâm Lang Các, là thương hội nổi danh ở Bắc Bộ. Trên mặt nổi là thương hội bình thường, vụng trộm buôn bán tình báo, cùng từng tổ chức đều có lui tới. Sau khi Bạch Tai rời khỏi, Khương Phàm ngồi vào bên cạnh trên ghế mây. Nghỉ ngơi một chút đi, một đường vất vả. Khụ khụ. Chu Thanh Thọ giật giật cuống họng, chỉnh thân thể ngay ngắn. Ca ca, ta đi đến Thanh Đồng Tiểu Tháp tu luyện, đã quen hoàn cảnh nơi đó. Bên ngoài không tĩnh tâm được. Tẩu tử, đoạn đường màn trời chiếu đất này, bị liên lụy, tắm nước nóng, nhẹ nhõm nhẹ nhõm. Khương Phàm, Hướng Vãn Tình cùng nhau khẽ giật mình. Chu Thanh Thọ nhìn bọn hắn lộ ra nụ cười với ý vị sâu xa, đệ đệ, sẽ không quấy rầy các ngươi. Khương Phàm buồn bực nhìn hắn, ngươi cũng đã nói như vậy, ta lại thu ngươi vào, há không cho thấy thật sự muốn phát sinh vài việc gì đó. Lúc đêm khuya, Bạch Tai về tới cung điện. Đang muốn đẩy mở cửa điện, Lý Hoan Hỷ ở đi theo phía sau kêu hắn lại. Bạch Phó Cung Chủ, chúng ta không phải nên nói chuyện. Nói chuyện gì? Bạch Tai dừng ở trước cửa điện. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm rồi? Những lời ngươi nói trước mặt Cung Chủ kia, tựa như có ý tứ cùng ta giao dịch. Bây giờ đến bàn bạc, còn sớm một chút, đến nơi đây bàn bạc, càng không thích hợp. Bạch Tai nói xong liền đẩy cửa điện ra. Ta có thể phối hợp với ngươi. Nhưng nếu như ngươi dám gạt ta, ha ha, ta lột da của ngươi ra. Lý Hoan Hỷ dùng tiếng cười cảnh cáo hai câu, biến mất trong đêm tối. Có phải tên xúc sinh kia lại lấy được bảo vật gì hay không? Bạch Tai nhìn lại bóng lưng Lý Hoan Hỷ, hơi nhíu lông mày. Trước đó mặc dù Lý Hoan Hỷ cũng rất phách lối, nhưng từ trước tới giờ không dám trực tiếp mạo phạm hắn, lần này trở về là đã xảy ra chuyện gì, là thật sự bị nữ tử kích thích. Hay là có lực lượng đặc biệt gì?
Khương Phàm từ bên trong minh tưởng thức tỉnh. Cung chủ Vô Hoa Cung các người nghĩ như thế nào, sao lại giữ lại loại rác rưởi này? Pháp tắc sinh tồn tại thế giới dưới mặt đất so thế giới hiện thực còn tàn khốc hơn rất nhiều, bất kỳ tổ chức nào muốn duy trì lâu dài, cần không phải chính sách lôi kéo, mà là thực lực cường hãn, uy hiếp tàn nhẫn. Trong Vô Hoa Cung, cung chủ quy ẩn phía sau màn, chủ yếu khống chế quyết sách, đồng thời tu luyện tăng thực lực lên, ta chủ trì sự vụ bên ngoài, quản lý trong ngoài cung điện, Lý Hoan Hỉ núp trong bóng tối, trấn nhiếp trong ngoài. Ba người chúng ta, xem như mỗi người quản lý chức vụ của riêng mình. Bạch Tai đóng cửa phòng, cung kính đáp lại, mặc dù rất chán ghét Lý Hoan Hỉ, nhưng Vô Hoa Cung muốn hình thành trấn nhiếp tại thế giới dưới đất ở phương Bắc, liền cần người như vậy. Linh văn của hắn là gì? Thi quỷ. Thi quỷ. Khương Phàm cùng Hướng Vãn Tình chăm miệng một lời, đều lộ ra kinh ngạc. Hướng Vãn Tình kinh ngạc là bởi vì tính nguy hiểm của thi quỷ linh văn, Khương Phàm kinh ngạc là bởi vì bên trong cận vệ tiền triều từng có qua, mà còn là của phụ tá Vi Khang. Thi quỷ linh văn loại linh hồn vô cùng đặc biệt, có thể di hồn đổi thể, có thể mượn thi hoàn hồn. Bạch Tai lắc đầu nói. Cũng là bởi vì thi quỷ linh văn quỷ dị ác độc, người bên ngoài càng kiêng kỵ Lý Hoan Hỉ nguy hiểm nhiều hơn, mà không quan tâm đến sự ti tiện của mỹ nhân đồ. Khương Phàm nói. Cung chủ các ngươi đồng ý. Đồng ý, cũng tiếp kiến đại biểu Cổ Hoa ở lại trong thành. Hành động lần này do ta cùng Lý Hoan Hỉ phụ trách, cung chủ không đi theo. Sáng mai chúng ta khởi hành, tiên tiến Đông Bắc Bộ, đến rừng cây Thiên Châm tập kết, Tà Quân Phủ, Huyết Nguyệt Cốc, Kim Xà Cung đã sớm đến. Trước mắt đang đợi Băng Tuyết Cung của vùng đất cực Bắc. Khương Phàm nói, tình huống của Cổ Hoa Hoàng Thành bên kia là như thế nào? Cổ Hoa Hoàng Thành đã mở ra phòng ngự toàn diện, đoạn tuyệt liên hệ trong ngoài, thánh tổ đầu tiên liên hợp các đại gia tộc Cổ Hoa, toàn diện trấn thủ Hoàng Thành, đề phòng bất trắc. Thánh tổ thứ hai cùng hai vị bán thánh, còn có nhân hoàng đương đại, tự mình chỉ huy liên minh sát thủ Bắc Bộ, chấp hành nhiệm vụ săn giết. Bạch Tai nói xong, hai đầu lông mày đều hiện ra vẻ sầu lo, cũng rốt cuộc mà không nhịn được, mở miệng nói. Thần Hoàng, không phải ngài không thể đến Đọa Lạc Thiên Quốc sao? Nơi đó không có chút trật tự nào, không có chút quy tắc nào, pháp tắc sinh tồn lại hoàn toàn khác biệt so với thế giới bên ngoài, bọn hắn mạnh được yếu thua xuyên qua đến cực hạn, tất cả đều vây quanh lợi ích sinh tồn mà vận chuyển. Nói một câu tàn khốc, người ở đó đã không thể nào xem như người được nữa. Tất cả những kẻ sinh tồn giữa mấy vạn dặm sơn hà của Đọa Lạc Thiên Quốc đều là yêu ma ăn thịt uống máu. Xích Thiên Thần Triều ép binh Phụng Thiên Sơn Mạch, uy hiếp Đọa Lạc Thiên Quốc, chính là kích thích thế lực khắp nơi chen chúc đến, rốt cuộc nơi đó sẽ loạn tới trình độ nào, ngay cả ta đều tưởng tượng không đến. Nơi đó có di cốt của ta, có tàn hồn của ta, cũng có chiến binh của ta nhất định phải bọn thu hồi chúng. Bây giờ kẻ biết phần thiên chiến vực đang ở Đọa Lạc Thiên Quốc chỉ có Xích Thiên Thần Triều. Nếu như Xích Thiên Thần Triều tiếp tục binh ép, chiếm cứ không đi, cuối cùng hoàng đạo khác đều sẽ sinh ra suy đoán, đến lúc đó, nói không chừng những lão tổ tông kia đều sẽ giáng lâm. Man hoang chiến tộc càng có thể lật tung thiên đãng sơn mạch, thăm dò phần thiên chiến vực. Bây giờ ta muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Bạch Tai, thề sống chết bảo vệ ngài. Bạch Tai không cần phải nhiều lời nữa, hắn liền quỳ một chân trên đất. Hắn có chút nhắm mắt. Làm xong chuẩn bị cho cái chết. Đó cũng đều là hoàng tộc hoàng đạo, không nói trước những thế lực khác, chỉ là một Cổ Hoa đã để cho người ta cảm nhận được tuyệt vọng. Khương Phàm cười. Không cần làm khẩn trương như vậy, ta không phải tới tìm ngươi để kéo ngươi đi chịu chết. Cũng đừng có áp lực, ngươi chỉ cần phối hợp với ta là được, sống chết của ta chính ta sẽ phụ trách. Ngươi xem một chút, từ lúc ta tiến đến, ngươi cũng không có cười qua. Bạch Tai giật nhẹ khóe miệng. Có thể không có áp lực à? Bây giờ thân phận Khương Phàm đã bại lộ, an toàn cực kỳ quan trọng, có thể tới tìm hắn, đã là tín nhiệm, càng là trách nhiệm. Nếu như Khương Phàm ở bên cạnh hắn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn thật sự không có cách nào bàn giao với sư phụ cùng các huynh đệ. Tặng cho ngươi. Khương Phàm lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Bạch Tai. Đây là... Bạch Tai hai tay nhận lấy. Bình ngọc sáng long lanh. Cường quang bên trong như sấm chiều chói mắt, nhìn kỹ thì mới mơ hồ thấy rõ bên trong là 13 giọt chất lỏng lơ lửng. Mỗi giọt chất lỏng đều chập trùng kịch liệt, vô cùng sao động, cứ như có được sinh mệnh cường hãn. Cách bình ngọc còn có thể như ẩn như hiện nghe được tiếng gáy to,
lực thấu mảng nhĩ, thẳng tới linh hồn. Yêu tổ thiên bằng thời đại hồng hoang bị trấn áp tại thượng thương cổ thành, chỉ còn lại có hài cốt, bị ta tinh luyện tổ dịch. Hết thảy 13 giọt, là giữ lại cho ngươi. Khương Phàm đều luyện hóa mãnh mã cự tượng, thái thản cự viên, hồng hoang man long, còn có thao thiết tổ nguyên, duy chỉ có còn lại thiên bằng. Một là hắn không cần, chủ tước truyền thừa đã đủ để nghiền ép thiên bằng, hai là muốn tới vô hoa cung, dù sao cũng phải chuẩn bị chút lễ vật. Yêu tổ thiên bằng. Bạch Tài cảm giác bình ngọc trên tay đều đột nhiên nặng nề gấp mấy chục lần, ép tới muốn nắm không nổi. Di cốt mai táng tại thượng thương cổ thành, thật đúng là cấp bậc tổ tông. Ngươi là hoa cốt linh văn, vừa hay rất phù hợp. Khương Phàm đối với cảm thấy rất hứng thú linh văn của Bạch Tai. Trước đó đã nghe Kiều Vô Hối giới thiệu, hoa cốt linh văn thuộc về linh văn loại xương cốt dị biến cực đoan, tiềm lực vô cùng lớn. Lúc phát hiện hắn, Kiều Vô Hối rất vui mừng, còn tự thân chỉ đạo, cẩn thận bồi dưỡng, đầu nhập số lượng lớn tâm huyết. Ban đầu chỉ là hy vọng bồi dưỡng thành huyết sát đầu tiên, nhưng hoa cốt linh văn quá đặc thù. Độ khó tu luyện cực lớn, mà không có võ pháp thích hợp, chỉ có thể tự mình tìm tòi, hạn chế trưởng thành của Bạch Tai cực lớn, cuối cùng chỉ có thể khuất tại vị trí thứ ba. Tạ ơn thần Hoàng Ân ban thưởng. Bạch Tai kích động toàn thân đều nhanh chóng nóng lên. Chỗ đặc biệt của hoa cốt linh văn là trong thân thể không còn khí hải, xương cốt toàn thân tương đương với năng lượng nguyên bản, cho nên, hắn có thể thao túng xương cốt mình tiến hành diễn biến các loại. Ví dụ như, người khác tan xương nát thịt. Chính là chết, còn xương cốt hắn nát, lại không hề ảnh hưởng. Ví dụ như, người khác phóng thích linh lực, diễn biến võ pháp, hắn là khống chế xương cốt, diễn biến thế công. Dựa theo dự đoán của sư phụ, nếu như hoa cốt linh văn được khai phát tiềm lực đến cực hạn, hắn còn có thể thao túng xương cốt người khác. Dù sao hắn cũng có thể lấy hài cốt của mình là năng lượng nguyên bản, là có thể xem hài cốt thiên hạ như năng lượng, tựa như hỏa nguyên lực, thủy nguyên lực như thế. Chỉ là, võ pháp, linh văn các loại đã hạn chế hắn trưởng thành, tất cả đều là tự mình tìm tòi. Khương Phàm nói, đêm nay người bế quan, thử hiệu quả một chút, trước đó ta đã dùng một chút loại khác, hiệu quả không tệ. Bạch Tai liên tục nói cảm ơn, cảm xúc kích động. Hắn tu luyện cần xương cốt, tựa như người khác tu luyện cần tinh thạch, xương cốt càng quý giá, càng là tương đương với tinh thạch cường hãn, đối với hắn mà nói quả thực là vật đại bổ. Còn có một chuyện. Khương Phàm gọi Bạch Tai đang muốn rời khỏi lại. Xin mời thần Hoàng phân phó. Cười cười. A, chớ khẩn trương, đừng có áp lực gì khác, ta sẽ không chết. Sau khi trời sáng, Bạch Tai mang tới ba vị sát thủ tâm phúc hắn tín nhiệm nhất, còn có bọn người Khương Phàm, cùng Lý Hoan Hỷ tụ hợp, khống chế xe kéo chạy tới Đông Bắc Bộ. Bên trong xe kéo của Lý Hoan Hỷ, hắn đang nằm ngửa ở trên giường mềm sa hoa. Hưởng thụ bảy vị mỹ nhân phụng dưỡng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mỹ nhân đồ, cũng chính là huyết chú yêu binh đồ, không chỉ là một loại vũ khí, càng tương đương với luyện lô, có thể không ngừng hấp thu huyết khí bên trong con rối, tẩm bổ bản thể của hắn. Bình thường mà nói, gom góp 100 con yêu thú liền có thể kích phát tiềm lực của yêu binh đồ, khống chế đối với con rối sẽ mạnh hơn, đối với huyết khí cũng rút ra càng nhanh chóng hơn. Nếu như có thể khống chế đến 1.000 con, yêu binh đồ liền có thể cùng chủ nhân dung hợp hoàn chỉnh, để những yêu thú kia trở thành một phần thân thể, giống như là thượng thương, chúa tể sinh tử của bọn chúng, khống chế ý thức bọn chúng, thậm chí hấp thu lực lượng của bọn chúng cho mình sử dụng. Lý Hoan Hỷ không có siêu tập yêu thú, mà là siêu tập nữ tử, hiệu quả sẽ khác nhau sao? Hắn không có thử nghiệm, cho nên rất chờ mong. Lúc bọn người Khương Phàm rời khỏi Vô Hoa Cung không lâu, chiến tranh hắn chờ đợi chỗ nhân gian ngục đã bộc phát đúng hạn. Ngày 20 tháng 9, Kiều Gia và Ác Nhân Cốc cũng đột nhiên hành động, dựa theo địa chỉ Niết Bàn Thạch Khương Phàm moi ra từ Thiệu Anh Vệ nơi đó, triển khai nghĩ cách cứu viện toàn diện. Nhưng, bởi vì lúc trước Hắc Ngục cũng đã được Lão Tổ chỉ lệnh, đã thông báo đến các trưởng lão phụ trách từng khu vực lập tức mang Niết Bàn Thạch về, cho nên hành động nghĩ cách cứu viện của Kiều Gia đã thất bại, cuối cùng chỉ cứu được 13 người, cướp đi 13 khối Niết Bàn Thạch. Ngày 20 tháng 9, tại cùng ngày hành động cứu viện triển khai toàn diện, bọn người Kiều Anh Tung, Chu Bất Dĩ đột nhiên xuất hiện bên ngoài tổng bộ Hắc Ngục, khởi xướng tập kích mãnh liệt. Bởi vì số lượng lớn cường giả Hắc Ngục đã sớm rời khỏi, tổng bộ Hắc Ngục không thể chịu được trận tập kích của Kiều Anh Tung, nên đã lọt vào tai họa ngập đầu. Trong lúc đó,
Tặc điểu hóa thân Chu Tước, nhiều lần xuất hiện tại chiến trường, bị mấy vị trưởng lão hắc ngục thoát khỏi từ mật đạo dùng tinh thạch ghi chép. Ngày 23 tháng 9, bọn người Kiều Anh Tung không dừng ngủ đêm, phóng tới 5.000 dặm, công nhiên xuất hiện gần Thiệu Gia, dùng máu tươi của hơn 1.000 bộ thi thể hắc ngục, viết xuống huyết thư báo thủ Thiệu Thanh Duẫn bên trên một ngọn núi cao nguy nga. Tặc điểu hóa thân Chu Tước, thét dài tại bầu trời đêm, sau khi hô to tên Thiệu Thanh Duẫn thì liền rời khỏi. Tin tức nhanh chóng dẫn phát oanh động. Khương Phàm đột nhiên xuất hiện tại trung vực Nam Bộ, xuất lĩnh Kiều Gia và ác nhân cốc tái chiến nhân gian ngục. Rốt cuộc Khương Phàm cũng hiện ra chân thân Chu Tước, lấy huyết thư tuyên cáo báo thù. Huyết thư minh xác, tiên tổ Thiệu Gia là người đã từng là đệ nhất hoàng phi vạn thế thần triều, từng phản bội thần triều trước khi đăng thiên kiều bộc phát. Huyết hải thâm thù, trận chiến đầu tiên sau khi Khương Phàm bại lộ thân phận, ổn định ở tình cảm đã từng chân thành. Bóng dáng Chu Tước, nội dung huyết thư, trong thời gian rất ngắn đã điên cuồng truyền khắp trung vực Nam Bộ, gây nên oanh động, đồng thời cũng khuếch tán đến những nơi khác. Chuyện này khiến các cường giả đang tuôn hướng Đông Bắc Bộ liền nhao nhao dừng bước lại, ngóng nhìn trung vực Nam Bộ. Khương Phàm không ở Đông Bắc Bộ. Vì sao Xích Thiên Thần Triều lại điều binh đến Đông Bắc Bộ? Là có hành động khác, hay là cố ý hấp dẫn lực chú ý? Liên tưởng đến thân thế Khương Phàm xuất thân từ Xích Thiên Thần Triều trong bí mật ngàn năm, rất nhiều người không khỏi sinh ra càng nhiều liên tưởng. Trong mấy ngày ngắn ngủi, số lượng lớn cường giả đang phóng tới đại địa Đông Bắc liền kéo nhau xuôi Nam. Khi tin tức truyền vào Đọa Lạc Thiên Quốc, sự lùng bắt Khương Phàm tự phát dậy sóng tại nơi này cũng dần dần bình phục. Nếu người không ở nơi này, còn tìm cái gì? Đọa Lạc Thiên Quốc, Tây Bộ, Phụng Thiên Sơn Mạch, kéo dài mấy ngàn dặm, núi lớn như rừng, cây cối tươi tốt, có vô số mãnh thú ác linh. Nơi này cổ lão nguy hiểm, là tấm chắn thiên nhiên của Thiên Quốc. Bên ngoài Phụng Thiên Sơn Mạch, cờ bay phần phật, đao thương chiếu cửu thiên. Tam đại quân đoàn của Xích Thiên Thần Triều trú đóng ở nơi này. Phạm vi triệu quân đội đóng quân đạt tới hơn trăm dặm, quy mô ô áp, khí thế tràn ngập đất trời, mang cho dãy núi tại Tây Bộ của Đọa Lạc Thiên Quốc sức uy hiếp mạnh mẽ. Ở phía trước nhất của đội ngũ, có 8 vị vương hầu, cùng tam đại quân đoàn thống soái đứng ngạo nghễ ở đó. Bọn hắn giống như mặt trời sáng chói, uy thế thịnh long, ánh sáng chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại Xích Thiên Thần Triều, vương hầu trấn thủ một phương, khống chế sinh tử của hàng tỷ người, thống soái uy hiếp một phương, thống ngự mấy triệu cường binh, bọn hắn đều là người cường đại nhất dưới trướng nhân hoàng, uy danh chấn thế, càng máu tươi đầy tay. Đứng tại phía trước nhất, chính là Xích Thiên Thần Triều, Vô Thượng Vương. Hai chữ Vô Thượng đại biểu cho tôn vinh vô thượng, thực lực vô thượng, dưới một người, trên vạn người. Hắn là đệ nhất vương của Xích Thiên Thần Triều, đứng hàng đỉnh vương hầu. Toàn thân hắn tỏa ra thánh huy vô tận, từng sợi lạc ấn tại hư không, phảng phất đều muốn hòa tan vùng đất trời này. Ánh sáng mãnh liệt càng khiến người ta thấy không rõ chân thân của hắn, chỉ có thể đôi mắt mơ hồ thấy được, nhưng so với cơ thể sáng chói của hắn, bên trong như có liệt hỏa phần thiên, có kinh lôi diệt thế để cho người ta sợ hãi tuyệt vọng. Bẩm Vô Thượng Vương, Khương Phàm hư hư thực thực xuất hiện tại trung vực Nam Bộ, muốn báo thù đệ nhất hoàng phi hoàng triều, Thiệu Thanh Duẫn. Tin tức truyền đến nơi này đã trực tiếp chuyển giao đến trên tay Vô Thượng Vương. Thiệu Thanh Duẫn, chẳng lẽ nàng còn sống? Chư vị vương hầu cùng thống soái quân đội đều là mới bù lại trận bí mật ngàn năm trước kia gần đây, ký ức đối với Thiệu Thanh Duẫn càng khắc sâu. Sau khi Khương Phàm bại lộ thân phận, trận đầu đã chọn Thiệu Thanh Duẫn, tựa hồ càng hợp tình lý. Huống chi còn là thời kỳ đặc thù đã tiến bọn hắn vào chiếm giữ Đông Bắc Bộ, hấp dẫn lực chú ý khắp thiên hạ, càng cung cấp cơ hội cho Khương Phàm. Vô Thượng Vương thờ ơ. Tiếp tục chuẩn bị, 38 chi đội tinh nhuệ, một đội cũng không thể thiếu, trong vòng 3 ngày, nhất định phải xông vào Phụng Thiên Sơn Mạch cho ta. Khương Phàm không ở nơi này, còn muốn đi đến sao? Hoàng Nguyên Vương mang theo vẻ mặt phức tạp, mặc dù là vương, nhưng giờ phút này vẫn đứng ở phía sau cùng. Thánh Linh Kiều Gia đã chạy đến hải vực, Xí Thiên Giới bị Thái Cổ Thần Miếu vòng vây, Khương Phàm lấy cái gì đấu cùng Thiệu Thanh Duẫn? Tất cả chỉ là giả, hấp dẫn lực chú ý mà thôi, mục tiêu trước mắt của hắn vẫn là phần thiên chiến vực. Vô Thượng Vương lạnh nhạt nói ra, đôi mắt kia như có bắn ra uy lực lôi hỏa, khủng bố kinh người, mang cho các vị vương hầu cùng thống lĩnh ở xung quanh uy thế lớn lao.
Kiếp trước Khương Phàm có thể khai sáng vạn thế thần triều, cũng không phải là hạng người ngu xuẩn. Lúc trước hắn tùy tiện, đó là tâm tính cho phép, bây giờ thân phận bại lộ, liền sẽ điệu thấp làm việc, không thể nào lại tùy tiện hiện hành tung. Trừ phi, hắn cố ý hành động, có tính toán khác. Người đang nói chuyện chính là huyền tôn của Vô Thượng Vương, Triệu Phong Niên, truyền nhân mạnh nhất trong mấy trăm năm nay của Vô Thượng Vương Phủ, cũng là Vô Thượng Vương tương lai của Vô Thượng Vương Phủ được Vô Thượng Vương cùng Nhân Hoàng liên danh khâm định. Khương Phàm muốn lợi dụng Thiệu Thanh Duẫn đến hấp dẫn lực chú ý, nhất định phải là chân thân, bây giờ hắn đang trung vực Nam Bộ không sai. Nhưng hẳn là chẳng mấy chốc hắn sẽ từ tin tức nơi đó, đi đường vòng lên phía Bắc. Chúng ta có thể mật lệnh Hoàng Cung, mật thiết giám sát mấy vạn dặm khu vực trung vực Đông Bộ. Hoàng Cung mà thống soái quân đoàn Dã Lang nhắc đến là chúa tể dưới mặt đất tại Bắc Bộ trung vực, cùng nổi danh như nhân gian ngục, nhưng lịch sử lại là dài lâu nhất, mấy ngàn năm hưng thịnh không suy. Về nguyên nhân căn bản chính là hơn 5.000 năm trước, Hoàng Cung đã bí mật đầu nhập Xích Thiên Hoàng Thất, trở thành ưng chảo của Xích Thiên Hoàng Triều ở hạ giới. Vô Thượng Vương lạnh lùng nói, nếu Khương Phàm muốn bí mật đi lên phía Bắc, khẳng định sẽ cẩn thận khắp nơi, muốn tung lưới lùng bắt, không khác gì mò kim đáy biển. Chúng ta không cần lãng phí tinh lực lùng bắt ở bên ngoài, liền trực tiếp đến Thiên Đãng Sơn Mạch mai phục, nhất định có thể đợi được đến khi Khương Phàm lộ diện, đợi đến khi hắn mở ra bí cảnh, triệu hoán phần thiên chiến vực. Trước khi đi Vô Thượng Vương đã tự mình tiếp kiến thần tôn, biết thứ thần tôn muốn không chỉ là Khương Phàm, càng quan trọng hơn là phần thiên chiến vực. Sau khi vạn thế thần triều hủy diệt, thần tôn đã tra ra được phần thiên chiến vực đã giấu ở Thiên Đãng Sơn Mạch của Đọa Lạc Thiên Quốc, nhưng bất luận tìm kiếm như thế nào, đều khó mà xác định được vị trí cụ thể. Cho nên sau khi biết phần thiên thần Hoàng Luân Hồi trở về, đầu tiên thần tôn đã nghĩ đến binh ép Đọa Lạc Thiên Quốc, kiến tạo không khí khẩn trương, khiến cho Khương Phàm tiến lên phía Bắc, triệu hoán phần thiên chiến vực đã bị phong ấn. Bọn hắn thật sự cần mạnh mẽ ra tay, bắt lấy phần thiên chiến vực. Phần thiên chiến vực, thần binh duy nhất làm bạn với phần thiên thần hoàng đi đến Đăng Thiên Kiều, đã bị thiên kiếp rèn luyện qua, chuẩn đế binh hàng thật giá thật. Kim Luân Vương là vương thân cận hoàng thất nhất, từ đầu đến cuối đều biết đoạn lịch sử kia, đối với món vũ khí bồi bạn phần thiên thần hoàng kia đã khắc sâu ấn tượng. Thần tôn, muốn phần thiên chiến vực. Hoàng Nguyên Vương bỗng nhiên đã hiểu nguyên nhân thần tôn để hắn tự thân tới. Binh ép, nhanh chóng làm Khương Phàm đi lên phía Bắc. Hắn xuất hiện, cũng là dẫn dụ Khương Phàm lên phía Bắc. Song trọng kích thích, bảo đảm Khương Phàm tiến đến Đọa Lạc Thiên Quốc. Nếu như Khương Phàm không đến, quân đội sẽ không rút lui, kéo dài binh ép Đọa Lạc Thiên Quốc. Kể từ đó, hoàng đạo các phương sẽ một lần nữa phỏng đoán mục đích thật sự của Xích Thiên Thần Triều, tiếp theo là nghĩ đến chiến binh của thần hoàng, phần thiên chiến vực. Khương Phàm hẳn là có thể đoán được điểm này, cho nên, hắn đến cũng được, không đến cũng được. Chờ 38 chi đội tinh binh xông vào phần thiên sơn mạch, Hoàng Nguyên Vương phủ các ngươi đuổi theo, phải tấp nập xuất hiện gần Thiên Đãng sơn mạch. Cụ thể nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời. Ánh sáng trên thân Vô Thượng Vương chiếu xa vạn trượng, tràn ngập uy thế làm cho người ta hít thở không thông. Hoàng Nguyên Vương buông thõng tầm mắt, trầm mặc không nói gì. Vẻ mặt của hai vị tộc lão Hoàng Nguyên Vương phủ thì ảm đạm, tâm tình phức tạp. Trước khi Tổ Sơn tuyên cáo thiên hạ, bọn hắn cũng không biết bí mật ngàn năm, càng không biết sự tích tổ tiên của bọn họ. Nhưng bọn hắn biết mình sống rất uất ức. Mặc dù được tôn làm vương, nhưng địa vị ngay cả người bình thường cũng không bằng, thậm chí giống như là tù phạm. Bởi vì hoàng thất vẫn luôn đang áp chế bọn hắn, ngay cả sinh sôi đều quản khống nghiêm ngặt, toàn phủ trên dưới đều không có vượt qua 5 người. Bọn hắn thực sự không rõ rốt cuộc đã làm sai điều gì, cũng đã từng thử hiệu chung, nhưng hoàng thất chưa từng có đáp lại. Bây giờ rốt cuộc cũng biết, thì ra bọn hắn là công cụ hoàng thất nuôi nhốt ngàn năm, chính là chờ thần hoàng kiếp trước trở về. Kim Luân Vương lạnh nhạt nhắc nhở. Hoàng Nguyên Vương, tất cả vương hầu Xích Thiên Thần Triều đều đang nhìn ngươi. Nhân Hoàng, thần tôn cũng đều đang nhìn ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho người còn có mong đợi đối với ngươi thất vọng. Hoàng Nguyên Vương phủ là trở lại cường thịnh, hay là đi đến diệt vong, liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Triệu Phong Niên, Từ Thát Lỗ. Sau khi Hoàng Nguyên Vương đi, các người cũng đuổi theo toàn bộ. Vô Thượng Vương khâm điểm Triệu Phong Niên và các vương hầu tử đệ. Hắn cùng Kim Luân Vương tới áp trận, không thể tùy tiện tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, nếu không sẽ bị coi là tuyên chiến man hoang chiến tộc,
cho nên chỉ có thể an bài những người khác bí mật chui vào. Sâu trong Phụng Thiên Sơn Mạch, giờ phút này tại một ngọn núi có số lượng lớn quái vật uy mãnh đang đứng đó, thân cao 10 mét, cõng theo đôi cánh to lớn, toàn thân hiện ra màu đỏ như máu, lộ ra sự hung hãn tàn bạo. Bọn hắn chính là Hoàng đạo Đông Bắc Bộ, Man Hoang chiến tộc. Bọn hắn không thể tính là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là tội tộc đời đời của Hồng Hoang. Tương truyền tại thời đại Hồng Hoang, một vị đế quân nhân tộc cùng đế quân ma tộc kết hợp, sinh ra quái vật cường hãn nhân ma dung hợp hoàn mỹ, mà trời sinh song đế mạch, khủng bố tuyệt luân. Đế quân nhân tộc muốn dùng cái này làm cơ hội, cùng tồn tại với ma tộc, thay đổi cục diện chém giết đời đời, lại bị nhân tộc và ma tộc cùng nhau phỉ nhổ. Hai vị đế quân bất đắc dĩ, chỉ có thể để quái vật lưu lạc tại vùng đất man hoang, tự sinh tự diệt. Nhưng quái vật cũng không có chết, ngược lại càng nhanh chóng sinh sôi lớn mạnh, xưng bá tại man hoang, tự xưng man hoang chiến tộc. Từ thời đại Hồng Hoang đến thời đại Viễn Cổ, từ thời đại Thái Cổ lại đến thời đại Thượng Cổ, man hoang chiến tộc đều hưng thịnh không suy, thậm chí từng nhiều lần quật khởi mạnh mẽ, giết ra vùng đất man hoang, liều mạng với cường tộc các phương. Nói bọn hắn là hoàng đạo cổ xưa nhất của Thương Huyền Tổ Địa cũng không quá đáng chút nào. Nói man hoang địa giới trăm vạn năm của bọn hắn là nơi kinh khủng nhất tại Thương Huyền, không đủ. Giờ khắc này, bọn hắn đang theo dõi quân đội Xích Thiên ở bên ngoài mê vụ. Ta không hiểu, bọn hắn gióng trống khua chiêng binh ép đến Đọa Lạc Thiên Quốc, rốt cuộc là vì sao? Nếu như biết Khương Phàm sẽ chạy đến nơi này, hẳn là nên bí mật hành động, mà không phải điều 3 triệu quân đội toàn bộ vượt đến, còn điều vô thượng vương tới. Huyên náo giống như sợ người khác không biết. Chẳng lẽ Xích Thiên Thần Triều thật sự hợp tác rồi cùng Khương Phàm? Đây là đang diễn trò cho Thương Huyền, hấp dẫn các phương chú ý, tạo cơ hội cho Khương Phàm sao? Không thể nào, nếu như thật sự là hợp tác, thu vào Thần Triều cũng được, lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể bí mật bảo đảm cho tên kia vài chục năm. Trước đó bọn hắn suy đoán Xích Thiên Thần Triều là muốn lùng bắt Khương Phàm, nhưng Khương Phàm rõ ràng xuất hiện tại Nam Bộ, vậy mà nơi này lại không có chút phản ứng nào, bọn hắn liền không thể không hoài nghi. Xích Thiên Thần Triều khẳng định có mục đích đặc biệt, xem tiếp đi, rất nhanh liền sẽ biết. Quái vật đứng tại phía trước nhất là đệ nhất chiến vương của man hoang chiến tộc, thân thể lẫm liệt, thẳng tắp hùng tráng, cứ như cự ma lay trời, có uy lực quét ngang vạn quân, hai cánh kiêu ngạo mở rộng, như được rèn đúc từ huyền thiết, tùy tiện mở ra liền có thể chấn vỡ khung trời. Một con quái vật hùng tráng khôi ngô theo sát sau lưng đệ nhất chiến vương, bộ ngực hắn rộng rãi, cơ bắp như mãng xà quay quanh, một đôi huyết nhãn hiện ra ánh sáng tàn nhẫn. Tin tức Khương Phàm xuất hiện Nam Bộ đã truyền ra, nhưng cũng không phải là tất cả thế lực đều xuôi Nam, 100.000 thú triều của yêu tộc Thao Thiết đã chia hai đội, 50.000 xuôi Nam, 50.000 xông đến Thiên Quốc. Còn có những thế Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Đại Quang Mang Thần Điện kia, đều có cường giả chú lưu, mật thiết quan sát đến Xích Thiên Thần Triều, tùy thời có khả năng tiến đến Thiên Quốc. Sư phụ, không phải chúng ta nên điều một số người từ trong tộc đến sao? Lấy danh nghĩa của ta liên hệ 7 tôn chủ Thiên Quốc, thông báo bọn hắn thỏa thích săn giết kẻ xông vào. Nhất là hoàng tộc cùng hoàng đạo, xem như con mồi màu mỡ, cố gắng hưởng dụng. Mặt mũi đệ nhất chiến vương tràn đầy dữ tợn, miệng rộng đang mở hí ẩn hiện răng nanh. Lệnh của thúc phụ, như bọn hắn mong muốn. Quái vật sau lưng đưa tay phân phó, có mật lệnh này, không chỉ có những tôn chủ kia sẽ điên cuồng lên, mấy bộ tộc thế lực tàn nhẫn còn lại bên kia cũng sẽ không có cố kỵ. 3 ngày sau, mượn nhờ thanh thế 3 triệu quân đội bày trận thật lớn, thay quân, 38 chi đội tập kích được tinh tuyển thành công biến mất. Bọn hắn phân tán đến những vị trí không rốn nhau, bí mật xông vào Phụng Thiên Sơn Mạch, vượt qua Sơn Nhạc Liên Miên, vượt qua những con sông lớn, xuyên qua độc chướng kinh khủng, xông vào Đọa Lạc Thiên Quốc. Dưới sự thống lĩnh của các đại tướng, dọc theo các quỹ tích khác nhau, nhào về phía Thiên Đãng Sơn Mạch. Hoàng Nguyên Vương thì mang theo hai vị tộc lão đứng phía trước quân đội, công khai, xông vào Phụng Thiên Sơn Mạch. Sau đó không lâu, Triệu Phong Niên, Từ Thát Lỗ và các truyền nhân Vương Hầu, được Bá Dương Hầu, Hoàng Lôi Hầu tự mình dẫn đầu xuống, tiến vào Phụng Thiên Sơn Mạch. Man Hoàng chiến tộc lập tức tập trung vào bọn hắn. Hoàng Nguyên Vương tới, quả nhiên là muốn hấp dẫn Khương Phàm. Dùng Từ Tôn Hậu Thế làm mồi dụ, Xích Thiên Thần Triều hắn liền không sợ bị phản. Mặc dù bọn hắn là hậu đại của phần Thiên Thần Hoàng, nhưng bọn hắn có tình cảm sao, có quan hệ huyết mạch sao?
Đều không có, dù sao cũng đã cách ngàn năm. Nếu Xích Thiên Thần Triều dám thả bọn họ đến, liền nhất định có nắm chắc. Coi như không vững vàng thì sao chứ? Bọn hắn muốn là Khương Phàm, mồi nhử là bị ăn hay là ném đi cũng không sao cả. A, à, Triệu Phong Niên, Vô Thượng Vương tương lai này lại muốn vào Đọa Lạc Thiên Quốc. Triệu Phong Niên, Thánh Vương Thiên Phẩm, 5 năm trước đã đăng lâm Thiên Khải chiến trường, huyết chiến thành danh. Triệu Phong Niên là Vô Thượng Vương tương lai được Vô Thượng Vương phủ cùng Xích Thiên Hoàng thất toàn lực bồi dưỡng, bọn hắn lại dám bỏ tới Đọa Lạc Thiên Quốc. Vậy chúng ta, thu chứ, hay là không thu? Bọn quái vật đều nhìn về Chiến Vương, chờ đợi chỉ thị của hắn. Man Khôi, Chiến Vương thoáng thu hai cánh lại, toát ra vận sức chờ phát động chiến ý bành trướng. Có, quái vật theo sát sau lưng Chiến Vương lập tức bước về phía trước, màu da huyết hồng nhúc nhích, tản ra lực cảm giác kinh khủng. Tiên tổ trở về, chính là cơ hội để hậu bối các ngươi biểu hiện, ngươi, đã hiểu ý của ta. Đã hiểu. Man Khôi thể hiện dữ tợn, lộ ra răng nanh đỏ như máu, hai cánh bỗng nhiên chấn động, không gian sụp đổ, biến mất trong nháy mắt. Chiến Vương đưa tay đơn giản, thị vệ ở hai bên đồng thời hành động, chấn vỡ hư không, biến mất tại đỉnh núi. Thiên Châm Tùng Lâm, cách biên giới bắc bộ của Đọa Lạc Thiên Quốc hơn 2.000 dặm. Tà Quân Phủ, Huyết Nguyệt Cốc, Kim Xà Cung, Băng Tuyết Cung, đều đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Bởi vì Hoàng Triều Tôn Quý tự mình bái phỏng, tăng thêm phần thưởng phong phú kích thích, bọn hắn đều mang đủ nhân thủ. Không chỉ có tinh nhuệ của mình, còn có đỉnh tiêm sát thủ bọn hắn khống chế ở bên ngoài. Có thể nói tại cánh rừng rậm rạp yên tĩnh này, nhân vật nguy hiểm nhất thế giới dưới đất của phương Bắc tụ tập lại, đều là hung danh ở bên ngoài, kiệt ngạo khó thuần. Nếu như không phải có thánh tổ cổ hoa ở đây, dùng uy thế kinh khủng trấn nhiếp bọn hắn, nói không chừng tràng diện đã sớm không có kiểm soát. Đến rồi. Khi tiếng kêu to rõ vang vọng phương xa, cường giả cùng bọn sát thủ trong rừng tùng đều dương mắt lên nhìn. Mây mù cuồn cuộn, cường quang rọi khắp nơi, 17 con ngựa mang theo cuồng phong, lôi kéo hai chiếc xe kéo từ trên trời giáng xuống. Bạch Tai, Lý Hoan Hỉ đi ra khỏi xe kéo, lại nhìn đám người phân tán trong rừng rậm, có người quen biết cũ, cũng có chưa từng thấy qua. Đám người trong rừng rậm cũng đều đánh giá bọn hắn. Hoa Cốt, Bạch Tai, Thi Quỷ, Lý Hoan Hỉ, hai vị phó cung chủ Vô Hoa Cung. Hoa Cốt ở ngoài sáng, Thi Quỷ ở trong tối, là mặt mũi cùng lớp vải lót của Vô Hoa Cung. Ha ha, còn gọi là Thi Quỷ, không phải lên nên gọi nhân chủng rồi sao? Nhân chủng? Hắn không phải đã lấy tới một kiện mỹ nhân đồ sao, mộng tưởng muốn vẩy khắp hạt giống 30 vạn dặm sơn hà phương Bắc. Trong rừng tùng vang lên vài tiếng trêu chọc, nhưng thanh âm không lớn, cũng không nhiều. Dù sao hung danh, Hoa Cốt, Thi Quỷ, tại thế giới dưới đất phương Bắc cũng quá thịnh, mà địa vị lại cực cao. Ánh mắt Bạch Tai thoáng dừng lại trên thân ngư cung của Huyết Nguyệt Cốc cùng lãnh tuyển của Băng Tuyết Cung, làm thủ thế chỉ có bọn hắn hiểu. Vẻ mặt lạnh lùng của hai người hơi đổi, tập trung vào nam tử mặc áo bào đen sau lưng Bạch Tai. Thần Hoàng! Trách không được cảm giác có chút quen thuộc. Khương Phàm lại gật đầu đối bọn hắn thật nhẹ đến không thể nhận ra. Quan sát tình huống trong rừng tùng. Thánh tổ cổ hoa ngồi ở phía xa, mặc dù thân thể già nua, nhưng huyết mạch thiên nhân, cùng uy lực thánh linh vẫn tràn ngập khí thế kinh khủng, giống như thủy triều vô hình cuộn trào mãnh liệt, mang cho tất cả mọi người áp bách nặng nề. Hai vị trưởng thượng hoàng thất cấp bậc bán thánh đang phân ra ở hai bên trái phải, uy lực thiên nhân mênh mông tràn ngập, phảng phất tùy thời liền có thể điều động linh khí đất trời, nhấc lên thế công giống như biển động. Trừ cái đó ra, còn có 5 vị cường giả hoàng thất, đều đang cúi đầu cung kính phụng dưỡng. Tổ chức sát thủ mạnh nhất phương Bắc, Tà Quân Phủ, đang ngồi ở phía trước thánh tổ cách đó không xa. Không chỉ có đích thân Tà Quân tới, còn có cường giả đỉnh cao của Tà Quân Phủ, cùng hàng trăm sát thủ. Nhìn tư thế kia, đây là muốn nắm lấy cơ hội ký kết liên minh cùng cổ hoa hoàng triều. Vô Hoa cùng Bạch Tai, Lý Hoan Hỉ gặp qua nhân hoàng điện hạ. Bạch Tai, Lý Hoan Hỉ đi tới hành lễ đơn giản với cổ hoa nhân hoàng. Cung chủ các ngươi đâu? Nhân hoàng thẳng tắp khỏe mạnh, bên trong mặc nhuyễn giáp, bên ngoài khoác hoa bào, lúc bước đi lại tràn ngập khí thế hùng hồn. Hắn đã không có nhàn nhã tự nhiên như lúc Khương Phàm nhìn thấy tại hoàng thành trước đó, mà toát ra khí tức sát phạt. Cung chủ đang lúc bế quan, không tiện tới. Chỉ có những người các ngươi đây. Chúng ta vừa làm quyết định,
không có nói trước mời chào nhân thủ, tuy nhiên nếu chúng ta đã tới, chắc chắn toàn lực phối hợp ứng phó. Tin tức về nhân gian ngục, các ngươi đều đã nghe. Bạch Tai nói, Khương Phàm xuất hiện tại Nam Bộ, tuyên chiến đệ nhất hoàng phi kiếp trước của hắn, chủ nhân phía sau màn của nhân gian ngục, Thiệu Thanh Duẫn. Lý Hoan Hỷ nói, chúng ta bây giờ liền xuôi Nam, trước đó nhân gian ngục luân phiên bị tập kích, là bọn hắn không rõ ràng đang đối mặt với ai, bây giờ nhìn thẳng lại tình huống, hẳn là rất nhanh liền có thể làm cho Khương Phàm kiến thức đến uy lực chúa tể dưới mặt đất trung vực, huống chi. Bọn hắn còn có một lão nữ tử ngàn năm không chết. Nếu như chúng ta đi chậm, chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Phàm bị nữ tử của hắn chém đầu. Người cảm giác khả năng đây là Khương Phàm. Trong huyết nguyệt cốc có người cười lạnh. Bên trong tinh thạch ký ức ghi chép rất rõ ràng, chính là Chu Tước trong truyền thuyết. Chu Tước, thần tổ vạn cầm, chủ nhân của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, có nhiều loại khác biệt, nhưng Chu Tước, chỉ có một. Đây không phải là Khương Phàm, còn có thể là ai? Ánh mắt Lý Hoan Hỷ bén nhọn đảo mắt qua nhìn. Huyết Nguyệt Cốc không còn lên tiếng. Liên quan tới chuyện này, bọn hắn đã cãi nhau rất lâu. Khương Phàm đột nhiên lại công khai xuất hiện ở trung vực, rất rõ ràng có chút không hợp, nhưng xác thực chính là Chu Tước không có sai, đã bị vô số người đã chứng minh. Giống như Lý Hoan Hỷ nói như vậy, Chu Tước không giống với tất cả yêu vật trên thế gian, hoặc là không giáng thế, giáng thế liền chỉ có một, mà nhất định sẽ thống lĩnh vạn cầm thiên hạ. Bạch Tai lập tức nói. Khương Phàm khôn khéo cường thế, làm việc không theo lẽ thường, chúng ta không thể dùng mạch suy nghĩ bình thường đi bình phán. Khương Phàm lựa chọn công khai đối kháng nhân gian ngục, rất có thể là có mục đích mà chúng ta không biết, thậm chí có khả năng có người âm thầm tương trợ. Chúng ta nhất trí với quan điểm của Bạch Tai Phó Cung Chủ. Lãnh Tuyền trong băng tuyết cung chủ động đáp lại, nàng không rõ ràng mục đích chủ yếu của thần hoàng, chỉ có thể thuận theo lời Bạch Tai nói. Trong huyết nguyệt cốc có người nói. Xích Thiên Thần Triều khẳng định đã nhận được tin tức, vì sao không có triệt binh, vẫn đặt ở Phụng Thiên Sơn Mạch. Kim Xà Cung lập tức có người đánh trả. Còn đang tranh luận vấn đề này, khẳng định là đang lừa dối, dùng 3 triệu quân đội hấp dẫn cường tộc các phương tiếp tục tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, tranh thủ cơ hội cho Khương Phàm. Không được ầm ĩ. Sắc mặt nhân hoàng trầm xuống, mênh mông uy lực thiên nhân tràn ngập trong cánh rừng, mang cho đám người áp bách lạnh thấu xương. Chờ sau khi tất cả mọi người an tĩnh, nhân hoàng lại nói với bọn người Bạch Tai. Chúng ta vừa chỉ định chiến thuật, Thánh Tổ sẽ mang Tà Quân Phủ, Kim Xà Cung, xuôi Nam đuổi bắt Khương Phàm. Ta mang theo Huyết Nguyệt Cốc, Băng Tuyết Cung, tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, các ngươi đi với ai? Ngư Cung trong Huyết Nguyệt Cốc, Lãnh Tuyền trong Băng Tuyết Cung, lập tức tiếp cận Bạch Tai, nếu như Bạch Tai nói là xuôi Nam, bọn hắn sẽ nhanh chóng nhắc lên câu chuyện, thay đổi chủ ý xuôi Nam. Bạch Tai nói thẳng, chúng ta chỉ đến phối hợp, chỗ nào cần chúng ta sẽ đi đó. Nếu thế lực xuôi Nam đã đầy đủ, chúng ta sẽ bồi nhân hoàng ngài tiến đến Đọa Lạc Thiên Quốc. Ta muốn, Lý Phó Cung Chủ không có ý kiến. Lý Hoan Hỷ thản nhiên liếc mắt nhìn Bạch Tai, không có nói ra dị nghị, ngược lại lộ ra nụ cười tả ý. Hắn nguyện ý tới, chỉ là phối hợp với Bạch Tai, mục đích càng là nữ tử thuộc hạ của Bạch Tai, tiến đến Đọa Lạc Thiên Quốc càng thích hợp để ra tay. Sau khi nhân hoàng hành lễ với Thánh Tổ liền triệu tập người của Huyết Nguyệt Cốc, Băng Tuyết Cung tới. Chúng ta đi đường vòng đến Tây Bắc Bộ, càn quét các nơi, lợi dụng liên quan giữa các ngươi trong thiên quốc, mật thiết chú ý thế cục các nơi thay đổi. Nhớ kỹ, nếu chúng ta tiến thiên quốc, liền muốn giả tưởng Khương Phàm sẽ tới nơi đó, đều xốc lại tinh thần cho ta. Nếu như, ta nói là nếu như, ai lấy được tin tức từ Khương Phàm trước, lập tức truyền lệnh cho đối phương. Khi nhân hoàng đang nói chuyện liền giao cho 3 miếng ngọc thạch phân cho bọn hắn. Đây là tinh tinh thạch, có khắc đạo ngấn. Nếu như trong đó một miếng bị đánh nát, tinh tinh thạch khác trong vòng mấy trăm dặm liền sẽ có phản ứng, đến lúc đó dùng nó truyền tin tức lại. Thánh Tổ Cổ Hoa đứng dậy, mang theo 2 vị bán thánh, còn có Tà Quân Phủ, Kim Xà Cung, nhanh chóng rời khỏi. Nhân Hoàng thì mang theo 5 vị tộc lão Hoàng Thất, Huyết Nguyệt Cốc, Băng Tuyết Cung, còn có Vô Hoa Cung, thẳng đến Đọa Lạc Thiên Quốc. Nửa ngày sau, tại biên giới vùng đất ngập nước ở Tây Bắc Bộ, Thiên Quốc. Chúng ta tách ra ở chỗ này, không nên kéo khoảng cách đến quá xa, tận lực điều động quan hệ của các ngươi trong thiên quốc. Sau khi nhân hoàng căn dặn lại lần nữa, liền dẫn đầu xông vào trong sương mù của vùng đất ngập nước.
Huyết Nguyệt Cốc, Băng Tuyết Cung theo sát. Bạch Phó Cung Chủ, số lần ngươi tiến Thiên Quốc nhiều, ngươi có thế lực mình quen thuộc, dẫn đường đi. Lý Hoan Hỉ rất lễ phép giơ tay lên một cái. Đuổi theo. Bạch Tai vừa muốn đi lên phía trước, lại bị Lý Hoan Hỉ giơ lên tay ngăn cản. Ha ha, chỉ có câu này sao? Trên khuôn mặt trắng nõn anh tuấn của Lý Hoan Hỉ lộ ra nụ cười sáng rỡ. Ngươi còn muốn nghe cái gì? Bạch Tai cưỡng chế cơn nóng giận, khống chế cảm xúc. Đây là lần đầu hắn chấp hành nhiệm vụ cùng làm với thần hoàng, thời điểm xác nhận hiện ra chính mình lại bị hỗn đản này luân phiên khiêu khích, nếu như là bình thường, đã sớm hung hăng dạy dỗ. Nhưng bây giờ hắn lo lắng thân phận thần hoàng sẽ bị bại lộ, chỉ có thể nhẫn nhịn. Không đúng, thế này hình như không phải Bạch Tai mà ta biết. Có ý gì? Ngươi đang giả bộ hồ đồ với ta sao? Ta nể mặt ngươi, có phải ngươi nên nói câu mà ta muốn nghe hay không? Ngươi không ngại nói rõ. Nói rõ, tốt, ta muốn nàng. Lý Hoan Hỉ đưa tay một đến hướng Vãn Tình, đáy mắt lấp lóe tà quang, chăm chú tiếp cận Bạch Tai. Trước khi vào Đọa Lạc Thiên Quốc, ta phải làm rõ cam đoan. Bạch Tai đón ánh mắt của hắn. Cũng bởi vì ngươi cho ta mặt mũi, ta phải cho ngươi bộ hạ của ta. Ngươi quá để mắt ngươi, ta khăng khăng phải tiếp nhận lời mời của Cổ Hoa, chỉ là hy vọng có thể cùng Cổ Hoa giữ gìn mối liên quan, để tránh sau đó Băng Tuyết Cung, Kim Xà Cung lưng tựa Cổ Hoa, chèn ép chúng ta. Ngươi cũng là phó cung chủ Vô Hoa Cung, có nghĩa vụ phối hợp với ta. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn nàng, ta chắc chắn phải có được. Lý Hoan Hỉ không có nửa câu nói nhảm, cứ nhìn chằm chằm Bạch Tai, chờ hắn tỏ thái độ. Hai người cứ im ắng rằng coi như vậy, ai cũng không nói lời nào, ai cũng không thỏa hiệp. Hai bên tâm phúc bọn họ âm thầm đề phòng, tùy thời có thể ra tay. Bầu không khí bắt đầu khẩn trương. Thật lâu, đáy mắt Bạch Tai hiện lên ý lạnh. Ngươi chơi nữ tử nhiều rồi, óc đều phun sạch sẽ hết sao. Cung chủ đã đồng ý phối hợp với Cổ Hoa, người của chúng ta cũng đã tới đây, ngươi còn uy hiếp ta. Biểu hiện của Lý Hoan Hỉ từ từ dữ tợn, cơ hồ cùng Bạch Tai mặt dán mặt. Nói như vậy, trước đó là ngươi lừa ta. Ta mặc kệ 5 năm này ngươi đã trải qua cái gì, nhưng ngươi không có tư cách ở trước mặt ta cuồng, xem về mặt tình cảm với cung chủ, ta đã nhịn ngươi, đừng không biết tốt xấu. Cút! Bạch Tai quát lớn một tiếng, bỗng nhiên đẩy Lý Hoan Hỉ ra. Những tâm phúc của Bạch Tai lập tức kích phát linh văn, rằng co với tâm phúc của Lý Hoan Hỉ. Xem giao tình giữa chúng ta vài chục năm, ta nhịn ngươi lần cuối cùng này, lập tức biến mất từ trước mắt ta. Bạch Tai dùng sức chỉ Lý Hoan Hỉ, mang theo bọn người Khương Phàm, hướng Vãn Tình đi đến mê vụ vùng đất ngập nước. Hướng Vãn Tình cố ý chậm mấy bước, lạnh lùng nói với Lý Hoan Hỉ. Ngươi chính là một tên xúc sinh thuần túy, đừng nói là người thế giới dưới đất đều như thế này, chỗ nào cũng đều không có người như ngươi. Mang theo mỹ nhân đồ của ngươi, có bao xa liền cút bấy xa, nếu không. Ta mượn dùng lời ngươi nói tại Vô Hoa Cung, lột da của ngươi ra. Chu Thanh Thọ nói với hai vị kim giáp thánh văn. Làm người, vẫn phải có chút tôn nghiêm tối thiểu, không thể cho sữa chính là phụ mẫu. Loại người như hắn đây, không đáng để các ngươi phụng dưỡng. Bọn hắn xông vào mê vụ, rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng. Lý Hoan Hỉ đứng tại chỗ, trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Bạch Tai ơi Bạch Tai, kẻ không biết tốt xấu chính là ngươi. Hắn phân phó thị vệ kim giáp ở hai bên. Các ngươi đuổi theo, giữ một khoảng cách, để lại vết tích chỉ dẫn chúng ta. Các sát thủ tâm phúc mà Lý Hoan Hỉ mang tới lập tức tản ra, chui vào trong sương mù truy đuổi theo Bạch Tai. Lý Hoan Hỉ ngồi vào trên tảng đá bên cạnh, triệu ra hai vị nữ tử mỹ lệ xoa bóp cho hắn, không nóng không vội mà hưởng thụ. Nửa ngày sau, bóng người lắc lư trong cánh rừng phía sau lưng hắn, hơn 100 vị sát thủ áo đen chạy tới nơi này. Gặp qua phó cung chủ. Ha ha, xuất phát. Lý Hoan Hỉ đứng dậy, đi đến mê vụ. Đêm hôm đó tại Vô Hoa Cung, hắn đã cho người bí mật điều động sát thủ, chính là phòng Bạch Tai đổi ý. Quả nhiên, Bạch Tai đã nuốt lời. Vậy hắn sẽ không khách khí. Vừa vặn nhân cơ hội này giáo huấn Bạch Tai, cho hắn biết mình cũng là phó cung chủ, lại còn là người mà cung chủ thật sự ỷ lại. Đọa Lạc Thiên Quốc. Mây đen đầy trời, nặng nề như biển như núi, bao phủ mấy vạn dặm sơn hà. Hắc ám vô biên, âm lãnh ẩm ướt. Sát khí,
chướng khí, tràn ngập ở trong không khí, trải qua nhiều năm không tiêu tan. Vùng núi liên miên, hoang dã rộng lớn, vùng đất ngập nước bừa bộn, thiết thụ cùng yêu hoa đều hấp thu lực lượng hắc ám đầy hơn, nở rộ hào quang nhỏ yếu, là nguồn sáng duy nhất tại thiên quốc mênh mông. Đây cũng là nhân tố biến đọa lạc thiên quốc thành vùng đất tội ác tự nhiên. Hoàn cảnh địa lý đặc biệt, tạo nên hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc, sau ngàn năm vạn năm, cuối cùng biến thành quốc gia tội ác. Nơi này đã là nơi hội tụ sau cùng của những kẻ chạy nạn, cũng là cõi yên vui cuồng hoan của những kẻ người điên cuồng, sống lại rất nhiều người tà ác bị bài xích cực độ ở bên ngoài, ví dụ như luyện độc sư, tìm kiếm hồn sư các loại. Các ngươi tản ra, về vô hoa cung thông báo với cung chủ, liền nói ta cùng Lý Hoan Hỷ cũng phải chết ở đọa lạc thiên quốc, để nàng sớm làm chuẩn bị. Bạch Tài phóng tới trong sương mù tại vùng đất ngập nước, ra lệnh năm sát thủ đi theo hắn. Chủ nhân, ngài, đây là chỉ lệnh sau cùng của ta. Vâng, năm vị tâm phúc quả quyết tản ra, biến mất trong sương mù. Tạm biệt, Bạch Tài mặc niệm trong lòng. Mục đích thực sự mà hắn đẩy bọn họ ra là bởi vì thời khắc xông vào đọa lạc thiên quốc này, hắn muốn nói tiếng vĩnh biệt cùng tất cả dĩ vãng. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là phó cung chủ vô hoa cung nữa, mà là huyết sát của ác nhân cốc, là tử sĩ của thần hoàng. Cầm thú, đi vào thông thiên tháp, Bạch Tài, tìm chiến trường thích hợp, mai táng Lý Hoan Hỷ. Khương Phàm lên tiếng kêu gọi, thu Chu Thanh Thọ vào. Trước tiên phải xuyên qua vùng đất ngập nước này, ở phía đông có cánh rừng, nơi đó rất thích hợp. Bạch Tài vặn vẹo xương cốt cả người, chấn mở cốt rực ở sau lưng, kéo dài tới 5-6 mét, phóng lên tận trời. Trắng tuyết như ngọc, tràn ngập cốt khí nồng đậm. Khương Phàm, Hướng Vãn Tình theo sát phía sau, tại mê vụ quay quanh vùng đất ngập nước bầu trời phi nhanh. Mờ tối vùng đất ngập nước trải rộng đất chúng, hồ nước, cây già, yêu hoa. Nơi này không có bên ngoài như thế uy mãnh yêu thú, lại chiếm cứ vô số yêu trùng rắn độc, còn có đáng sợ quái ngư. Ngay cả bốc hơi trong sương mù đều tràn ngập kịch độc khí tức, ăn mòn huyết nhục, độc hại linh hồn. Vùng đất ngập nước có phạm vi cực lớn, bao phủ tây bắc bộ đọa lạc thiên quốc mấy ngàn dặm, cũng là bình chướng bảo vệ tự nhiên. Bọn người Bạch Tài hoành hành hơn 300 dặm, đều không có xuyên qua vùng đất ngập nước, mê vụ trước mặt ngược lại càng ngày càng đậm hơn. Mê vụ vô sắc vô vị, giống như là bình thường hơi nước, nhưng, bọn hắn dần dần đã mất đi phương hướng. Ngay cả ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Là, ba người rất nhanh đã cảnh giác, đây không phải mê vụ quấy nhiễu tự nhiên, giống như là mê trận. Mê trận, chẳng lẽ nơi này có ác nhân thiên quốc đang đi săn? Bọn hắn xông vào liệp khu. Vào thời khắc này, phía trước mê vụ đột nhiên cuồn cuộn, một con quái vật khổng lồ giống như một tòa ngọc sơn đánh tới. Trước đó lại không có bất kỳ dấu hiệu gì. Ngay cả Bạch Tài là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đều không có chút phát giác nào, cứ như vậy đột nhiên cuồng dã nện vào trong tầm mắt. Lui ra! Bạch Tài hét lớn, cốt khí toàn thân cuồn cuộn, cuồng kích về phía trước. Thời gian cấp bách, chỉ có thể nhấc năng lượng lên. Cốt khí tuôn ra, trình độ bền bỉ có thể so với nham thạch, giống như sóng lớn lao nhanh, hung hăng đánh tới vật thể to lớn kia. Ầm ầm, cự vật run rẩy mãnh liệt. Thân thể to lớn bị cưỡng bức chống đỡ, phát ra tiếng kêu rên trầm muộn. Nhưng, theo thân thể chợt ngưng, xung quanh lại vung ra 8 cái xúc tu trắng kiệt, vòng qua cốt khí, đánh tới phía Khương Phàm, cuồng dã quăng tới Hướng Vãn Tình. Bạch tuộc. Hướng Vãn Tình khẽ nhếch môi, đây không phải là quái vật trong biển sao. Hô hô hô. 8 đầu xúc tu mềm dẻo trắng kiệt, mỗi cái đều dài đến 100 mét, rác hút phía trên khuấy động uy lực thôn phệ mạnh mẽ. Hung hăng quấn quanh qua phía Khương Phàm, Hướng Vãn Tình. Khương Phàm huy động 2 cánh, nhanh chóng nhấc lên, mạo hiểm tránh khỏi xúc tu. Đồng thời Hướng Vãn Tình lay động ra 9 tàn ảnh, giống như phân thân mê loạn trùng kích, cũng từ bạch tuộc bao vây tiêu diệt bên trong chạy đi. Giống, quái vật bị cốt khí bỗng nhiên chấn mở, nhưng dưới mê vụ nồng đậm, nó đảo mắt đã mất đi tung tích. Mang ta tới nơi này. Toàn thân Bạch Tài bò đầy huyết văn. Tăng vọt uy thế, cốt khí cuồn cuộn không ngừng liên tục phóng thích, xen lẫn ngưng tụ thành một bộ hơn 50 mét đầu lâu cốt đỡ, cầm trong tay cốt đao, cảnh giới mê vụ. Khương Phàm, Hướng Vãn Tình nhanh chóng xông vào bên trong khung xương, sợ hãi thán phục trước diễn biến thần kỳ. Bạch Tài sôi trào cốt khí, tràn ngập hài cốt các nơi, cùng nó hoàn chỉnh hòa làm một thể. Giống,
Quái vật to lớn lại lần nữa xuất hiện, đang ở ngay sau lưng. Bạch Tai là sát thủ thân kinh bách chiến, tính cảnh giác cực cao, trong chớp mắt, hắn lập tức quay người, đỡ lấy đầu lâu khổng lồ đồng thời xoay chuyển, không có chút trì hoãn nào. Đầu lâu xoay chuyển, trực diện với quái vật, cốt đao hơn 30 mét cứng cỏi sắc bén, mở ra mê vụ, đánh thẳng đến quái vật. Quái vật nháy mắt phanh lại, tám đầu xúc tu tráng kiện cường đại, hướng phía xương đao hoàn đi vòng qua. Gần như đồng thời, trong sương mù lại lần nữa cuồn cuộn, liên tiếp xông ra hai con quái vật to mọng, bao viên tới phía đầu lâu, đột nhiên lại tấn mãnh, đầu lâu lập tức quấn quanh rắn rắn chắc chắc, cũng dùng tốc độ nhanh nhất quấn chặt lấy hai đầu cẳng tay. Mắt thấy cốt đao đã phải bổ tới phía trước quái vật, nhưng bởi vì cánh tay bị kiềm chế, nên đã cưỡng bức dừng lại, ngay sau đó bị quái vật phía trước vung lên xúc tu cuốn lấy. Giống. Ba con quái vật hét lớn, thân thể to lớn che mất cái đầu lâu hơn 50 mét, bọn chúng cứng cỏi, lực lượng mạnh kinh người, cơ hồ muốn sống sờ sờ xoắn nát đầu lâu, giác hút xúc tu càng khuấy động vòng xoáy mãnh liệt, thôn vệ cốt khí bên trong hài cốt. Ngu xuẩn, các ngươi chọn sai đối thủ rồi. Đáy mắt Bạch Tai chợt hiện huyết quang, cốt khí toàn thân sôi trào trong nháy mắt, mặc cho giác hút không ngừng liên tục hấp thu. Răng rắc, răng rắc. Ba con quái vật điên cuồng nhúc nhích, 24 cái xúc tu quấn quanh các khớp nối, tùy thời có thể phá giải đầu lâu, tiếng xương nứt thanh thúy chói tai để cho người ta dùng mình. Khương Phàm và Hướng Vãn Tình đứng ở bên trong đầu lâu, đều cảm thấy cảm giác áp bách giống như ngạt thở. Răng rắc. Sau mấy hơi ngắn ngủi, toàn bộ khung xương bỗng nhiên sụp ra, toàn bộ vỡ vụn, ba con quái vật mở ra cái miệng to như chậu máu, lao tới phía Bạch Tai, Khương Phàm, Hướng Vãn Tình. Đâm. Mái tóc dài của Bạch Tai bay loạn, hai con người rướm máu, đưa tay thét lên một tiếng ra lệnh, cốt khí tràn vào trong thân thể quái vật trước đó lập tức ngưng tụ, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, bỗng nhiên quấy một phát trong cơ thể bọn chúng. Giống. Ba con quái vật đồng thời kêu rên. Xúc tu nhào tới đã hỗn loạn tại chỗ. Chém. Bạch Tai khống chế hài cốt vỡ vụn, ngưng tụ thành 36 chuôi cốt đao 10 mét, lưỡi kiếm sắc bén, cuồng kích khung trời, ba con quái vật bị chém giết vô tình. Tiếng kêu thảm thiết hùng hồn trong nháy mắt đã dừng. Thịt nát đẫm máu vẩy xuống đầy trời. Không. Bên trong vùng đất ngập nước truyền đến tiếng gào thét bi phẫn, một lão gia hỏa núp trong bóng tối muốn rách cả mí mắt, đó là chiến sủng hắn nuôi. Lỗ tai Bạch Tai khẽ nhúc nhích, khóa chặt vị trí, khống chế cốt khí đầy trời, ngưng tụ cốt mâu bén nhọn, tràn ngập đất trời đánh xuống. Người dám giết sủng vật của ta, người chán sống rồi. Vụ hải cuồng kích. Lão giả trợn mắt trừng trừng, hai tay cuồng vũ, khống chế pháp trận được bố trí tỉ mỉ dâng lên cường quang, mê vụ đầy trời nhận phải dẫn dắt, nhanh chóng ngưng tụ thành 9 tầng mây. Ầm ầm. Cốt mâu tiếp tục bạo kích, nhanh chóng sắc bén. Nhưng lại bị mây mù tầng tầng ngăn chặn, uy thế tốc độ tiếp tục hạ xuống, cuối cùng bị tầng mây mù thứ 9 tách ra. Lão phu khống chế mảnh mê vụ này đã 3 năm, còn chưa từng có người nào dẫm vào ta mà đào thoát. Lão giả lên cơn giận dữ, chiến sủng vất vả bồi dưỡng nửa đời vậy mà lại chết như vậy, hắn khống chế pháp trận, dâng lên mê vụ ngập trời, muốn đám gia hỏa kia triệt để bị vây ở trong lĩnh vực. Nhưng, sau khi Bạch Tai phóng thích cốt mâu liền nhanh chóng lao xuống, đánh tới vùng đất ngập nước, lần theo giọng lão giả giết tới đây. A, à, lão giả phát giác được vấn đề ở phía sau, nhưng cốt khí dâng trào đã sát mặt đất đang nhanh chóng lao tới, đánh thẳng vào tâm pháp trận mai táng trong vũng bùn. Cùng lúc đó, cốt mâu đầy trời một lần nữa cùng Bạch Tai thành lập liên hệ, tiếp tục bạo kích. Mây mù tán loạn, lão giả ngưng tụ con ngươi, bị cốt mâu xuyên thủng đến vỡ nát. Là ta chủ quan. Bạch Tai xin lỗi. Mang theo bọn người Khương Phàm nhanh chóng xuyên qua mê vụ, cố ý không có xử lý thi thể tản mát trong vùng đất ngập nước. Khương Phàm và Hướng Vãn Tình thì bắt đầu cảnh giác, còn không có chính thức tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc liền gặp phải nhân vật nguy hiểm như vậy, có thể nghĩ đến bên trong có bao nhiêu hỗn loạn. Sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, mấy bóng đen đã đuổi tới nơi này, nhìn quái vật toái thi đầy đất, lập tức để lại vết tích chỉ dẫn, cũng yên lặng đuổi tới. Ầm ầm. Bạo tạc mãnh liệt quanh quẩn sâu trong mê vụ. Sâu trong vùng đất ngập nước, hơn mấy ngàn vạn con cóc phun ra bọt khí kịch độc, nổ tung trong đất trời, chặn đánh bọn người Bạch Tai. Nơi này có thi cốt đầy đất, đều là gia hỏa không may bị độc chết. Bạch Tai khống chế hài cốt, ngưng tụ thành xương toa kín không kẽ hở, cường thế xuyên qua độc chướng,
chính thức xuyên qua vùng đất ngập nước. Lân cận vùng đất ngập nước chính là phiến hoang dã thê lương, phạm vi khổng lồ, khắp nơi đều có yêu hoa tà ác, tỏa ra ánh sáng u lãnh, có thể ảnh hưởng ý thức của con người. Nơi này cơ hồ không có vật sống khác, nhưng có rất nhiều đạo tặc tà ác. Bọn hắn ở lại nơi này là chờ đợi, con mồi, xông vào thiên quốc. Ví dụ như thương đội, ví dụ như kẻ chạy nạn. Tóm lại, bất kỳ vật sống gì xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn đều là mục tiêu đi săn cả. Thân phận gì, bọn hắn không quan tâm. Chỉ cần đánh thắng được, tuyệt đối không buông tha. Bọn người bạch tai mới xuất hiện liền bị rất nhiều cuồng đồ ẩn nấp trong hoang dã tiếp cận, lộ ra ánh mắt tham lam. Chỉ bằng ba người, vậy mà có thể xuyên qua vùng đất ngập nước. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn, đây không phải là tử thương thảm trọng bên trong vùng đất ngập nước, chỉ may mắn còn sống sót ba kẻ, chính là thực lực bọn hắn rất mạnh, mang theo vũ khí đặc biệt. Nhưng bất kể như thế nào, nếu đã đi ngang qua vài trăm dặm tại vùng đất ngập nước, khẳng định đều tiêu hao rất lớn. Có thể thử một chút. Nhưng, không chờ bọn hắn bắt đầu hành động, bạch tai đã đột nhiên lao xuống, nhấc lên cốt khí ngập trời, hóa thành lít nha lít nhít cốt mâu, cuồng oanh loạn tạc đối với hoang dã trước mặt. Một đám cuồng đồ còn chưa kịp hành động, bị vô tình oanh sát. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm liên miên. Cử động tàn nhẫn, lập tức trấn trụ xa xa cuồng đồ. Hoa cốt, bạch tai, là phó cung chủ vô hoa cung. Có người nhận ra thân phận của bạch tai liền lặng lẽ ẩn lui, đánh không lại, không chọc, chờ chút. Bạch tai mang theo Khương Phàm đi ngang qua hoang dã, năm lần liên tục lao xuống, oanh sát cuồng đồ đang ẩn núp, chẳng quản ngươi có ý đồ gì, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt thì cứ giết chết trước lại nói. Nơi này không có người tốt, chết chưa hết tội. Phía trước là được. Bạch tai xuyên qua mấy trăm dặm hoang dã, rơi vào phía trước một mảnh rừng già. So với hoang dã lờ mờ thê lương, nơi này rõ ràng còn muốn sáng lên hơn rất nhiều, khắp nơi đều có đóa hoa với màu sắc rực rỡ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, rất nhiều lão thụ cứng cáp hùng vĩ khổng lồ, rủ xuống ngàn vạn trạc cây, cũng tỏa ra đóa hoa mỹ lệ với màu sắc rực rỡ. Cánh rừng vô cùng lớn, bên dưới bầu trời tối tăm giống như không thấy được điểm cuối cùng, bên trong lại còn có một số linh điểu, thú nhỏ, nhìn sinh cơ bừng bừng, hoàn cảnh hài hòa. Cùng hoang dã xung quanh lại tựa như là hai thế giới. Nơi này thoạt nhìn như là tỉnh thổ khó có được trong đọa lạc thiên quốc, cung cấp cho người vượt qua hoang dã chỗ nghỉ chân. Nhưng, bạch tai chau mày, thời điểm lần đầu tiên tiến vào đọa lạc thiên quốc, chính là suýt chút nữa ngỏm tại đây. Nhưng cái gì? Hướng Vãn Tình khuếch tán ý thức, dò xét trong cánh rừng, không có khí tức đặc biệt mạnh, cũng không giống như là có độc khí. Kẻ săn mồi trong này là thụ yêu. Bọn chúng không ăn yêu thú, chuyên môn săn con người. Bạch tai đưa tay chỉ một gốc cây nhỏ trong cánh rừng hiện ra ánh sáng màu xanh lục. Ở xung quanh là đại thụ cường tráng như núi, một gốc cây nhỏ tinh tế 20 phân lộ ra vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, nếu như không phải có chỉ dẫn đặc biệt, đều rất khó chú ý tới. Mà cây nhỏ xanh biếc non mịn, yếu đuối, giống như tùy tiện liền có thể bẻ gãy. Nhìn nó rất yếu đuối, nhưng cành và rễ đều vô cùng cứng cỏi. Đao kiếm chém không đứt, mà lực lượng lớn đến lạ kỳ. Sau khi phát hiện con mồi, bọn chúng còn biết điều khiển đại thụ xung quanh khởi xướng tập kích hỗn loạn, sau đó thừa cơ đánh lén, trà cây sẽ trực tiếp cắm vào trong đầu ngươi, hút tủy não. Số lượng bọn chúng nhiều không? Khương Phàm và Hướng Vãn Tình nhíu mày, cái này có chút hung ác. Sau khi ta điều tra kỹ càng qua, số lượng thụ yêu nơi này có từ 1000 gốc, đều có lãnh địa của riêng mình. Cảnh giới. Những thụ yêu này ác độc chính là ở chỗ này, bọn chúng không thể dùng cảnh giới chính xác để định được. Bọn chúng am hiểu đánh lén, chỉ cần bị bắt lại, cành lá tinh tế, sợi rễ cứng cỏi liền sẽ giống như xúc tu tiến vào trong thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được khớp nối xương cốt, khe hở xương cốt, điên cuồng lan tràn, còn không ngừng rót vào kịch độc. Lần đầu tiên ta tới đây là niết bàn cảnh nhất trọng thiên, xương cốt đều bị nó bao trùm toàn thân, suýt chút nữa đã chết ở đây. Tuy nhiên bây giờ ta đã là niết bàn cảnh lục trọng thiên, hẳn là có thể chống đỡ được bọn chúng tập kích. Bạch tai nhìn Khương Phàm, nói. Nếu như có thể mang theo bọn người Lý Hoan Hỉ vào trong, ta có thể biến vùng rừng rậm này thành lò sát sinh, diệt trừ những thị vệ kia của hắn. Khương Phàm nói. Ngươi đi chuẩn bị, chúng ta ở bên ngoài làm mồi nhử. Chỉ cần bọn hắn lộ diện, các ngươi liền xông vào rừng rậm, do ta ứng phó.
Bạch Tai nhìn hướng Vãn Tình, ra hiệu nàng bảo vệ tốt Khương Phàm. Không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta không có yếu ớt như vậy, ngươi chuẩn bị đi. Hướng Vãn Tình triệu ra một chuôi lợi kiếm, phóng thích ra khí tức thái mờ âm trầm, cảnh giác hoang dã mờ tối. Thế nào? Khương Phàm kích thích bát hoang chiến trụ bảo vệ hài cốt toàn thân, ngồi ở bên cạnh rừng rậm, chờ đợi con mồi. Linh văn loại xương cốt rất có tiềm lực, nói thật, ta có chút ngoài ý muốn. Khương Phàm tưởng tượng hoa cốt linh văn là yêu thú, tự mình vũ trang thành hài cốt mãnh thú, ví dụ như gấu, hổ, mãng các loại, sau đó khởi xướng thế công hung mãnh. Nhưng, Bạch Tai rõ ràng còn mạnh hơn vấn đề cơ sở kia, xương cốt hoàn toàn biến thành năng lượng đến thi triển, giống như năng lượng có thể phóng thích bất cứ lúc nào, diễn biến trong phạm vi lớn. Cái này mang ý nghĩa Bạch Tai có không gian mở rộng càng lớn hơn, có phương hướng diễn biến cao hơn. Trách không được Kiều Vô Hối coi trọng Bạch Tai như vậy, trách không được thời điểm thoát khỏi cổ hoa lại khăng khăng để vị huyết sát thứ ba này ở lại tọa trấn phương Bắc. Độ khó để tu luyện hài cốt linh văn cực lớn, chủ yếu khó tại không có võ pháp tương ứng, toàn bộ đều nhờ vào tự mình tìm tòi sáng tạo, cái này đã hạn chế cảnh giới tăng lên. Nhưng, nếu như thật sự có thiên phú, có thể lục lọi ra phương hướng tu luyện cho mình, vẫn đáng để mong chờ. Hướng Vãn Tình đã gặp được linh văn loại xương cốt, nhưng chân chính thăng hoa xương cốt thành năng lượng lợi dụng giống như Bạch Tai, vẫn là đầu tiên, nói rõ thiên phú người này còn cao hơn rất nhiều. Đáng để mong chờ, đáng để bồi dưỡng. Khương Phàm quyết định giữ Bạch Tai ở bên cạnh. Nửa ngày sau, bóng người lắc lư trong hoang dã u ám, số lượng lớn sát thủ truy tung đến nơi này, cách hoang dã mênh mông, thấy được Khương Phàm cùng Hướng Vãn Tình đang ngồi tại bên rừng rậm. Là bọn hắn, nhưng không có thấy Bạch Tai, sau khi tiến vào rừng rậm liền không có đi ra. Còn có tên tinh thần linh văn kia, liền biến mất trong vùng đất ngập nước. Bọn sát thủ vây ở bên cạnh Lý Hoan Hỷ, cảnh giác rừng rậm. Ta nhớ không lầm, ở trong đó có thụ yêu. Số lần Lý Hoan Hỷ đến Đọa Lạc Thiên Quốc không nhiều, nhưng nơi nên hiểu rõ vẫn hơi hiểu biết. Bên trong có rất nhiều thụ yêu, hút tủy não, vô cùng nguy hiểm. Mà không sợ hỏa diễm, đau thương khó ảnh hưởng. Có một số còn sát thủ thường xuyên ra vào Đọa Lạc Thiên Quốc đứng ở phía trước, mặc dù không tiến vào qua, nhưng hung danh vùng rừng rậm này đã lan xa. Bạch Tai đi đến đây làm gì? Lý Hoan Hỷ cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn người Bạch Tai gặp được tập kích trong vùng đất ngập nước, chẳng lẽ bị thương rồi? Hắn trốn ở bên trong chữa thương. Bạch Tai là hoa cốt linh văn, lại là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, hẳn là có thể chống cự những thụ yêu kia tập kích, nơi đó đối với người khác mà nói là rất nguy hiểm, với hắn mà nói ngược lại là nơi tu dưỡng tốt. Ngươi nhìn hai người kia, ngồi ở bên ngoài hẳn là đang thay Bạch Tai canh gác. Lý Hoan Hỷ chậm rãi gật đầu, thật sự có khả năng. Ai vào xem? Hơn 100 tên sát thủ toàn bộ trầm mặc, nơi đó quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị thụ yêu bắt được mà hút khô tủy não. Tủy não? Nghĩ đến cái từ này, bọn hắn cũng cảm giác tê cả da đầu. Lý Hoan Hỷ hỏi. Không có cái gì có thể khắc chế những thụ yêu này. Một sát thủ lập tức nói. Bọn chúng cảm thấy hứng thú đối với tủy não con người. Thú linh văn có thể thử một chút. Đánh giám. Một thú linh văn bên cạnh lập tức quát tháo. Bọn chúng chỉ không hứng thú với yêu thú bình thường, linh hồn cảnh niết bàn cảnh đi đến, người nhìn nó hút hay không hút. Sắc mặt Lý Hoan Hỷ trầm xuống. Một đám thụ yêu liền dọa các ngươi sợ, thứ mất mặt xấu hổ, tản ra cho ta, đi qua vây, ta chỉ cần nữ tử kia. Bọn sát thủ thoáng hít một hơi, nháy mắt với nhau, chuẩn bị hành động. Dù sao cũng đều là sát thủ liếm máu trên lưỡi đao, có thể cảnh giác nguy hiểm, nhưng sẽ không thật sợ nguy hiểm. Lý Hoan Hỷ nhắc nhở. Vây quanh từ bên cạnh, đừng để bọn hắn tiến vào rừng rậm. Bọn hắn chỉ đang cảnh giác cuồng đồ trong hoang dã, không biết chúng ta đuổi tới, cũng không biết chúng ta có nhiều người như vậy. Một kích bắt lấy, mang theo rời khỏi. Nếu như đánh cỏ động rắn, sau này lại bắt bọn họ sẽ rất khó khăn. Lúc này, Khương Phàm. Hướng Vãn Tình làm bộ cảnh giác nhìn ra xa xa, bối rối, chạy vào trong rừng rậm. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Bọn sát thủ lập tức bạo động. Còn đứng ngây đó làm gì, bắt lấy cho ta. Lý Hoan Hỷ tức giận, tự mình bay lên không, giết tới nơi xa. 10 người một tổ, phối hợp hành động, chỉ cần không để cho thụ yêu gần mình, thụ yêu liền không đả thương được chúng ta.
Mục tiêu của chúng ta là nữ tử kia, Hoa Cốt Bạch Tai có Lý Phó Cung Chủ xử lý. Chúng ta có hơn 100 người, nếu như còn bắt không được một nữ tử, đều chết tại Đọa Lạc Thiên Quốc được rồi. Bọn sát thủ toàn bộ giống như mũi tên rời cung, dán chặt lấy mặt đất hoang dã, chạy thẳng về rừng rậm nơi xa. Khương Phàm xông vào rừng rậm không đến 300 mét, cây cổ thụ cứng cắp phía trước đột nhiên bạo động, từ tĩnh mịch đến nóng nảy, kịch liệt chuyển biến, để cho người ta sợ hãi kinh hồn. Ba cây cổ thụ giống như bị rót linh hồn vào, rút ra dễ dàng, vung lên dây leo, nhấc lên cuồng phong gào thét, bổ nhào qua phía Khương Phàm và hướng Vãn Tình. Trong lúc hỗn loạn, một gốc cây nhỏ 20 phân phiêu nhiên di động, nhẹ nhàng lại mạnh mẽ, xen lẫn bay lên trong trà cây vọt lên tới Khương Phàm. Toàn thân nó nở rộ ánh sáng màu xanh lục, trà cây mở rộng ra số lượng lớn sợi tơ tinh mịn, bên trong rễ cây cũng giơ lên sợi tơ. Ánh mắt sắc bén của Khương Phàm tập trung vào cây nhỏ kia, không có né tránh, ngược lại là đón giết qua. Răng rắc, toàn bộ trà cây sợi đằng mà các lão thụ cuồng kích đều vỡ nát, Khương Phàm giết tới gần dễ như trở bàn tay. Cây nhỏ kinh ngạc, nhưng không có bất luận cái gì để ngừng lại, lít nha lít nhít sợi tơ giống như là như kinh lôi đánh về phía Khương Phàm. Nhưng, ầm ầm, toàn thân Khương Phàm oanh minh, kim quang chói mắt, liệt diễm tuôn ra, Chu Tước Yêu Hỏa mãnh kích tám phương, che mất cây nhỏ. Chu Tước Yêu Hỏa, thần viêm phần diệt vạn vật. Cây nhỏ mặc dù không sợ lửa, lại gánh không được yêu hỏa bực này, nó kêu thê lương thảm thiết tiến vào dưới mặt đất. Khương Phàm rơi xuống đất, một loại khí tức táng diệt từ dưới chân va chạm địa tầng, cây nhỏ sụp đổ tại chỗ. Yêu thụ này xác thực lợi hại, nhưng cũng phải xem là đấu với ai. Khương Phàm bay lên, đạp trên lão thụ cứng cáp nhanh chóng an tĩnh, lao thẳng đến sâu trong rừng rậm. Hướng Vãn Tình nhún nhún vai, cũng không cho cơ hội biểu hiện sao. Khương Phàm dậm chân phóng tới, mạnh mẽ đâm tới trong rừng già, bất kỳ cái gì ngăn cản đều bị vô tình đánh xuyên, tất cả thụ yêu đánh lén đều bị oanh sát, chỉ trong vài phút, cuồng sông hơn 50 dặm. Vãn Tình, ở lại đây, hấp dẫn súc sinh kia. Khương Phàm rơi xuống đất, trực tiếp xung nhập bên trong địa tầng. Con mắt đóng chặt, ý thức trầm luân, không gian địa tầng mênh mông trải rộng ra trong đầu. Cho đến hôm nay, hắn đã không còn là người đứng xem. Cũng không phải con dân đến xin cầu nguyện, hắn càng giống như sứ giả của đại địa mẫu khí, có thể tùy tiện gảy tất cả năng lượng, khống chế hơn 10 dặm sơn hà rừng rậm. Cùng lúc đó, trong rừng rậm cách nơi này hơn 10 dặm, Bạch Tai đang phiêu phù ở giữa không trung. Mười mấy gốc cây nhỏ quấn quanh lấy hắn, lít nha lít nhít dây nhỏ đâm rách ra thịt, điên cuồng lan tràn dọc theo xương cốt, nhưng thủy chung không có tìm được khe hở. Bạch Tai mặt không biểu tình, định thần nhắm mắt, mở ra hai tay, khuấy động năng lượng cốt khí nồng đậm xung quanh, nở rộ ra từng đóa hoa màu trắng. Đóa hoa cực lớn, im ắng xoay tròn, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng cốt khí, ngưng tụ cốt mâu cứng rắn. Đây không phải những cốt mâu hắn phất tay thả ra trước đó kia, mà là đóa hoa tiếp tục ngưng tụ, tiếp tục áp chế cốt binh chân chính. Mật độ siêu cao, hình thành độ cứng cực mạnh, đủ để mạnh hơn huyền thiết, cùng một ít kim loại hiếm thấy. Trên trán Bạch Tai trượt xuống mồ hôi. Khống chế như thế này cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, càng cần khống chế tinh diệu hơn. 18 đóa cốt hoa, dựng dục 18 cây cốt mâu. Tiểu nương tử, ngươi là của ta. Lý Hoan Hỉ xông vào rừng rậm, dọc theo dấu vết Khương Phàm để lại, hắn xông ngang hơn 50 dặm, tập trung vào hướng Vãn Tình. Lời này nghe thật buồn nôn. Hướng Vãn Tình xem thường, lại thờ ơ. Lý Hoan Hỉ giết tới gần, con người bỗng nhiên khuếch tán, lấp đầy hốc mắt. Thi quỷ bí thuật vô hình vô chất, giống như gợn sóng không gian quấn về hướng Vãn Tình, muốn mạnh mẽ khóa chặt linh hồn của nàng. Đây là một loại thế công ác độc, khống chế người ta ở vô hình. Nhưng, ngay một khắc này, Bạch Tai ở hơn 10 dặm bên ngoài đột nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ đóa hoa xoay tròn nở rộ, 18 cây cốt mâu dài nửa mét như tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ, nổ bắn ra trời cao, dưới sự khống chế của Bạch Tai bỗng nhiên xoay chuyển, mang theo âm thanh xé gió chói tai. Đánh về phía Lý Hoan Hỉ. Sắc mặt Lý Hoan Hỉ hơi biến đổi, dùng tốc độ cao nhất rút lui. Hắn đã ở chung cùng Bạch Tai hơn 10 năm, quá rõ ràng uy lực cốt hoa nở rộ thả ra cốt mâu, thế như kinh lôi, cứng rắn như thần thiết. Bành bành bành, 18 cây cốt mâu nhanh chóng tiêu xạ, đánh xuyên lão thụ, nháy mắt đã tới. Mở cho ta. Lý Hoan Hỉ bay lên không,
cường thế ổn định, Triệu gia đại đao nặng nề, bổ về ngay cốt mâu phía trước. Keng! Tiếng tranh minh chói tai vang lên trong cánh rừng, lưỡi đao chính giữa mũi mâu, tinh chuẩn đối kích. Nhưng, cơ hồ trong chớp mắt, đại đao theo đó mà đứt, tốc độ cốt mâu không giảm, đâm về phía mi tâm Lý Hoan Hỉ. Sắc mặt Lý Hoan Hỉ lại biến đổi, kinh hồn quay đầu. Cốt mâu xẹt qua huyệt thái dương của hắn, đánh về cánh rừng phía trước. Lý Hoan Hỉ đổ mồ hôi lạnh, cốt mâu còn mạnh hơn so với hắn mong muốn, xảy ra chuyện gì? Đây chính là bách luyện chiến đao, tốn hao giá trên trời để mua. Một kích đã gãy mất. Siêu siêu siêu, cốt mâu gào thét phóng tới, cùng bạch tai ý thức giao hòa, từ từng phương vị bao vây tiêu diệt Lý Hoan Hỉ. Phốc phốc phốc, Lý Hoan Hỉ nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn bị cốt mâu vô tình đánh xuyên, để lại mấy chục cái lỗ máu. Tốc độ quá nhanh, nhuyễn giáp càng khó có thể ngăn cản hơn, tuy nhiên, ngươi không giết chết được ta. Toàn thân Lý Hoan Hỉ phát ra cường quang, vết thương nhanh chóng khép lại, mình mông huyết khí đến từ 99 nữ tử bên trong Mỹ Nhân Đồ, chính là kho máu tự nhiên của hắn. Bành bành bành, 18 chuôi cốt mâu toàn bộ va chạm mặt đất, trong chốc lát, mặt đất lay động, bụi mù bay lên, quy mô cốt mâu tăng vọt, sôi trào lên cốt khí cuồn cuộn, hình thành lồng giam xương trắng, Lý Hoan Hỉ bị nhốt ở bên trong. Bạch tai cõng dương cốt sực, nhanh chóng giết tới, thẳng đến cốt lao. Giữa chúng ta hẳn là đã sớm có cái kết thúc. Đang có ý này. Lý Hoan Hỉ quả quyết phùng Mỹ Nhân Đồ lên, trải rộng ra vài trăm mét, đón gió phần phật, toàn bộ nữ tử thiên kiều bá mị ở phía trên đều phục sinh, xông ra khỏi bức tranh, giáng lâm đến cánh rừng. Các nàng giống như tiên tử từ dị độ không gian đi ra, mỗi một người đều mỹ lệ làm rung động lòng người, mỗi một người đều có dáng người thướt tha, tóc dài phiêu giật, y phục đơn bạc, như ẩn như xuất hiện. Quang ảnh sáng chói lộng lẫy bên trong cánh rừng, đủ để trong nháy mắt liền mê say chúng sinh, để cho người ta hoảng hốt, trầm luân trong đó. Cuốn lấy hắn cho ta. Lý Hoan Hỉ thét lên ra lệnh các mỹ nữ chặn đánh, con người nhanh chóng khuếch tán, nhìn chằm chằm bạch tai, muốn lợi dụng di hồn thuật, quấy nhiễu linh hồn bạch tai. Thi quỷ linh hồn thả ra năng lượng vô hình vô chất, nhưng chỉ cần có thể cuốn lấy mục tiêu liền có thể triệt để thao túng. Giết! 99 vị nữ tử thiên kiều bá mị mang theo giọng dịu dàng quát tháo, kích phát linh văn, hiện ra võ pháp, lao thẳng đến bạch tai. Các nàng đều là được Lý Hoan Hỉ tỉ mỉ chọn lựa cho 5 năm qua, không chỉ có quốc sắc thiên hương, cũng đều có thực lực không tầm thường. Mỹ Nhân Đồ mãnh liệt nhấc lên, khuấy động lên yêu khí mênh mông, vẩy xuống đầy trời, phủ thêm cho các nàng y phục bảo vệ, có thể triệt tiêu thế công chí mạng. Lý Hoan Hỉ không hy vọng xa vời các nàng thật sự có thể giết được bạch tai, chỉ cần cuốn lấy, dù là hơi mấy giây liền đã tranh thủ cho hắn cơ hội, chỉ cần có cơ hội, bạch tai chính là mồi của hắn. Đây chính là chỗ ác độc, chỗ kinh khủng của thi quỷ linh văn, cũng là thứ để hắn ỉ vào tung hoành tại thế giới dưới đất phương Bắc. Nhưng, cốt khí bạo động trong lồng giam bạch cốt, như gió lốc, như biển gầm, cuồng dã mà cường thế, quát các mỹ nữ thất linh bát lạc. Cốt khí cực kỳ mạnh mẽ, giống như có tuyệt thế thiên bằng trùng kích ở bên trong, thế như cuồng phong, cuồng như biển gầm, ngay cả Mỹ Nhân Đồ đều bị tung bay ra ngoài, ánh sáng lập tức mất đi liên hệ cùng tất cả mỹ nữ. Cho các ngươi thống khoái, giải thoát đi. Bạch tai nói nhỏ, sâu trong cốt khí tuôn ra 99 cốt thứ dài nhỏ, nhanh chóng tiêu xạ, toàn bộ lao thẳng đến các mỹ nữ. Không, ngươi dừng tay cho ta. Lý Hoan Hỉ bỗng nhiên biến sắc. Cực lực khống chế Mỹ Nhân Đồ dâng lên hào quang óng ánh, bao phủ tới phía 99 vị Mỹ Nhân. Nhưng, tốc độ cốt thứ lại cực nhanh, tại lúc ánh sáng Mỹ Nhân Đồ bao phủ tới, muốn hình thành y phục mới, trước một giây, toàn bộ các nàng đều bị xuyên thủng mi tâm. Máu tươi như bão táp, lao ngục bạch cốt thêm Mỹ. 99 vị nữ tử bị giam cầm nhiều năm, bị bạch tai đánh giết toàn bộ. A, Lý Hoan Hỉ đau đớn kêu rên. Không chỉ là đau lòng, càng là bởi vì Mỹ Nhân Đồ cùng ý thức hắn tương liên, 99 vị con rối đồng thời chết thảm, mang đến cho hắn ý thức phụ tải cực lớn. Bạch tai nhanh như thiên bằng, giết tới trước mặt Lý Hoan Hỉ, bay lên gắt gao nắm trọng quyền đánh thẳng đến trán Lý Hoan Hỉ. Bành! Răng rắc! Lý Hoan Hỉ không kịp né tránh, bị đối diện đánh trúng, ngửa mặt bay ra ngoài, đánh tới phía mặt đất. Một quyền này mạnh mẽ lại càng đặc biệt. Hòa với xương văn ba động, trong chớp mắt đã chấn động hài cốt toàn thân Lý Hoan Hỉ,
cái sự đau đớn xuất hiện từ đầu khớp xương kia còn đau đớn gấp trăm lần từ huyết nhục. Bành bành bành. Lý Hoan Hỉ đập ầm ầm trên mặt đất, liên tục nảy lên, ý thức đau nhói, hài cốt đau từng cơn, để hắn chết cứng ở đó, con mắt trừng lớn, miệng mở to, suýt chút nữa liền hít thở không thông mà ngất đi. Dừng tay, đủ, đủ, ngươi ra tay quá độc ác, ta không muốn, không cần người của ngươi, ta sẽ rời khỏi nơi này. Lý Hoan Hỉ thất khiếu rớm máu, cứng ngắc cuộn mình, ý thức cùng đầu khớp xương nổi lên đau đớn, để hắn từ bỏ. Ngươi hiểu lầm, ta không phải đang cùng ngươi so cao thấp, là đang cùng ngươi định sinh tử. Bạch Tai dừng ở không trung, quan sát Lý Hoan Hỉ, trong ánh mắt lộ ra sát ý tàn nhẫn. Tỉnh lại đi, ngoan thoại coi như xong. Chúng ta đều là phó cung chủ, có thể cạnh tranh, nhưng người nào cũng không có tư cách giết chết ai. Lý Hoan Hỉ run rẩy đút lấy đan dược vào trong miệng, khuôn mặt anh tuấn bởi vì đau đớn cùng tức giận mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. 99 vị mỹ nhân, thời gian 5 năm đi khắp mấy chục vạn dặm sơn hà Bắc Bộ, tuyển chọn nữ nô, cứ như vậy mà bị oanh sát. Thù này về sau khẳng định phải báo. Nhưng, không đúng. Làm sao năng lượng cốt khí của Bạch Tai lại mạnh đến trình độ này, coi như phải mạnh hơn mình, cũng không trở thành trực tiếp áp chế. Bạch Tai lạnh lùng nhìn xuống hắn, không nói gì. Ta về Vô Hoa Cung chờ ngươi, chỉ mong ngươi có thể còn sống đi ra khỏi Đọa Lạc Thiên Quốc. Lý Hoan Hỉ chậm làm dịu, quay người muốn rời khỏi, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt hơi rung nhẹ, gian nan cúi đầu. Không biết từ lúc nào, hai gốc cây nhỏ màu xanh lá đã quấn quanh đến trên chân của hắn, sợi tơ mảnh khảnh đâm xuyên qua da thịt, quấn lên xương cốt của hắn. Trước đó chỉ lo đau đớn, cũng không có chú ý đến những vấn đề này. Bạch Tai, cứu ta, nhanh dùng cốt khí của ngươi đuổi bọn chúng đi, nhanh nhanh nhanh. Lý Hoan Hỉ ngưng tụ con ngươi, toàn thân ớn lạnh, cực lực muốn đuổi thụ yêu đi. Nhưng sợi rễ của thụ yêu so với độc châm còn muốn lanh lảnh, lít nha lít nhít quấn chặt lấy hai chân, tiến vào da thịt, đâm vào chỗ khớp nối, điên cuồng tìm kiếm vết nứt. Nhanh đi, ngươi thất thần làm gì? Ta không truy cứu chuyện mỹ nhân đồ, ngươi ngược lại là nhanh đi. Lý Hoan Hỉ điên cuồng kéo thụ yêu ra, nhưng chúng nó giống như là gân rồng kéo chặt lấy. Làm thế nào cũng đều kéo không xuống. Bạch Tai lạnh lùng nhìn hắn, âm thanh giống như trời đông giá rét chấn động rớt xuống vụn băng. Ta ném qua. Ngươi nói cái gì? Lý Hoan Hỉ bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta nói, ta ném qua. Chúng ta mặc dù là sát thủ, nhưng không phải là súc sinh không có giới hạn thấp nhất, kết quả của ngươi. Đáng ra nên như thế. Ngươi điên rồi, ngươi sẽ bàn giao cùng cung chủ thế nào? Lý Hoan Hỉ đột nhiên điên cuồng kêu thảm, bởi vì hắn đã rõ ràng phát giác được có những sợi dây nhỏ chui vào chỗ xương hông, nơi đó vừa mới bị thương nên đã xuất hiện vết nứt nhỏ xíu, sau khi bị những sợi tơ kia khóa chặt, đã bắt đầu điên cuồng xé rách, số lượng lớn sợi tơ lao thẳng đến cốt tủy bên trong. Nàng đang ở kia. Số lượng lớn sát thủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông vào rừng rậm, xa xa khóa chặt hướng Vãn Tình tung bay ở không trung. Nhưng ầm ầm, đại địa chập trùng, cây rừng di chuyển. Phạm vi rừng cây hơn 50 dặm phạm vi bị chìm ở dưới mặt đất nơi Khương Phàm toàn diện điều khiển, giống như là đại địa mẫu khí đang cải tạo núi sông. Mặc kệ là sát thủ vừa xông vào cánh rừng, hay là sát thủ vừa mới vọt tới trước mặt, đều theo mặt đất trọng chỉnh, cánh rừng di chuyển, bị tầng tầng vây quanh, khó phân biệt được phương hướng. Hơn 100 tên sát thủ liên tiếp dừng lại, khẩn trương nhìn cánh rừng rậm rạp thâm thúy xung quanh. Cây rừng hoa tỏa ra tia sáng, phản chiếu lấy gương mặt dần dần chảy ra mồ hôi lạnh của bọn hắn. Bọn hắn dám đi đến, là không có ý định xâm nhập quá xa, cũng dự đoán có thể nhanh chóng rút đi, nhưng bây giờ... ầm ầm, số lượng lớn cây rừng đột nhiên bạo động, rút ra dễ dàng, giơ lên nhánh cây dây leo, đánh về phía các sát thủ. Từng cái cây nhỏ mười mấy 20 phân tung hoành xê dịch giữa khu rừng, dưới đất nhanh chóng lao vùn vụt. Nhào về phía, mỹ vị, đột nhiên đưa đến trước mặt. Chúng ta bị bao vây. Giết ra ngoài. Lân cận thành đoàn, 10 người trở lên một tổ. Bọn sát thủ bừng tỉnh, toàn bộ nhanh chóng phóng thích năng lượng điên cuồng chặn đánh, trùng sát ra ngoài. Nhưng, bọn hắn bị tầng tầng rừng cây vây quanh, căn bản không biết nơi nào là bên ngoài, có người thậm chí chật vật phóng tới chỗ càng sâu, nghênh đón bọn hắn lại chính là cánh rừng bạo động tàn khốc hơn.
Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng cánh rừng, liên tục có sát thủ bị mầm cây cuốn lấy. Dây nhỏ giống như độc châm đâm vào xương cốt, phóng thích độc tố, thuận cốt tủy thẳng đến đầu. Có người thử chạy trên trời, lại bị Hướng Vãn Tình đang chờ đợi đánh giết. Cánh rừng hỗn loạn, dần dần biến thành lò sát sinh. Bạch Tai, người đang làm gì, người điên rồi sao, nhanh đuổi thụ yêu đi cho ta. Lý Hoan Hỉ kêu gào thảm thiết, điên cuồng kéo lấy đầu mình, chỗ đầu của hắn có vết nứt, mấy chục sợi tơ đang lan tràn bên trong xương cốt cả người, thẳng đến đầu. Hắn là võ giả loại linh hồn, hoàn toàn ép không được loại thụ yêu quỷ dị này. Bạch Tai lạnh lùng đứng đấy, thờ ơ, mặc cho Lý Hoan Hỉ giãy giụa kêu rên ở trước mặt hắn. Bọn chúng tiến vào đầu óc ta, ta sai rồi, nhanh cứu ta, từ nay về sau, ngươi là đệ nhất phó cung chủ, ta nhận thứ hai. Được rồi, a, nhanh đi. Lý Hoan Hỉ ôm đầu, tiếng hét thê lương, con mắt, cái mũi, lỗ tai, cũng bắt đầu rớm máu. Cho tới bây giờ, hắn còn tưởng là Bạch Tai muốn trừng phạt hắn, muốn hắn khuất phục, dù sao hai người cũng đều là phó cung chủ, đều là trụ cột Vô Hoa cung không thể rời bỏ. Nhưng, Lý Hoan Hỉ giãy giụa đột nhiên cứng ngắc cả người, con mắt trừng lớn, gương mặt dữ tợn. Lít nha lít nhít sợi tơ toàn bộ đều chui vào trong đầu, điên cuồng thôn phệ lấy bộ óc bên trong. Cứu, cứu ta! Lý Hoan Hỉ người cứng ngắc vặn vẹo, gương mặt cơ bắp nhúc nhích. Con mắt gắt gao chừng nhìn Bạch Tai ở không trung. Chỉ sau chốc lát, sợi rễ từ sọ não khuếch tán, lan tràn đến xương cốt toàn thân, hút cốt tủy. Lý Hoan Hỉ co quắp mấy lần cuối cùng, ngửa mặt ngã quỵ, triệt để không còn hơi thở. Tình trạng cái chết cực kỳ thê thảm. Bạch Tai lấy đi mỹ nhân đồ, lao thẳng đến rừng rậm hỗn loạn, tuyệt đối không thể để bất cứ một tên sát thủ nào chạy đi. Các ngươi là muốn chôn cùng Lý Hoan Hỉ, hay là quy thuận Bạch Tai? Khương Phàm rời khỏi mặt đất, đứng trong cánh rừng hỗn loạn, toàn thân bao trùm lấy chiến giáp cứng cỏi, chống cự lại một gốc thụ yêu ăn mòn. Rốt cuộc ngươi là ai? Hai người khổng lồ kim giáp máu me khắp người quỳ trên mặt đất, vừa tức giận lại càng sợ hãi, bọn họ là hai kim giáp thánh văn niết bàn cảnh tam trọng thiên, lại bị gia hỏa nhị trọng thiên này ngược cho. Ta có một vị bằng hữu là kim giáp thánh văn, cho nên nhìn các ngươi ta cảm thấy rất đáng tiếc, cho các ngươi một cơ hội. Bây giờ trả lời ta là chết, hay là sống. Không gian xung quanh Khương Phàm rung chuyển, ánh sao lấp lóe, giống như kết nối với hư không vô tận, chín ngôi sao đang vận sức chờ phát động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xô ra tới. Lý Hoan Hỉ là ân cứu mạng chúng ta, cận kề cái chết. Hai vị kim giáp giãy giụa lấy đứng lên, bổ nhào đi qua phía Khương Phàm. Đáng tiếc, Khương Phàm đưa tay, chín ngôi sao đột nhiên bạo động, ù ù lao đi. Cường thế va chạm, nổ lên vòng xoáy lỗ đen đáng sợ, hai vị kim giáp thánh văn bị ném vào hư không. Trận chém giết trong rừng rậm rất nhanh đã kết thúc, hơn 100 tên sát thủ toàn bộ đều chết thảm. Có một số bị Hướng Vãn Tình, Bạch Tai chém giết, có một số bị thụ yêu hút khô, thi hài đầy đất, vô cùng thê thảm. Hướng Vãn Tình từ trên cao rơi xuống, một gốc thụ yêu quấn ở trên thân, nhưng vì khí thức thiên em mờ ăn mòn nên nó đang nhanh chóng khô héo. Bạch Tai dò xét thật lâu trong rừng rậm, sau khi xác định không có bỏ sót bất kỳ người nào, mới trở lại nơi này. Các ngươi ai muốn huyết chú yêu binh đồ? Lý Hoan Hỉ là vô dụng đến chính đồ, nếu như dùng để luyện chế yêu thú, hẳn là có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Ngươi giữ lại trước, gặp được người thích hợp thì sẽ suy nghĩ thêm. Khương Phàm triệu Chu Thanh Thọ ra đến, để tinh thần linh văn chân chính hắn đây làm hỗ trợ. Kết thúc, mỹ nhân đồ đâu? Hai mắt Chu Thanh Thọ tỏa ánh sáng. Ngươi thật sự muốn, loại đồ tà ác này, hoặc là trực tiếp hủy đi, hoặc là giao cho người đứng đắn, tuyệt đối không thể rơi xuống trên thân người tâm thuật bất chính. Chu Thanh Thọ vỗ ngực một cái, cười nói. Bản công tử, là người đứng đắn. Hướng Vãn Tình nói. Tiêu chuẩn duy nhất phán đoán nam tử không đứng đắn, chính là còn có khí thế hay không. Phàm là còn sống liền không có kẻ nào nghiêm chỉnh. Khương Phàm lúng túng nói. Đừng cực đoan như vậy, vẫn có người đứng đắn. Hướng Vãn Tình cười như không cười liếc mắt nhìn hắn. Không có nam tử nghiêm chỉnh, chỉ có nam tử không đè ép được. Chàng đây, biểu hiện cũng không tệ lắm. Chu Thanh Thọ ở bên cạnh nói thầm. Món đồ kia ai đè ép được? Khương Phàm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói với Bạch Tai.
cảnh giới của ngươi bị kẹp lại bao lâu? 2 năm. Bạch Tai là phó cung chủ Vô Hoa Cung, tài nguyên tu luyện rất phong phú, nhưng Vô Hoa Cung cuối cùng cũng chỉ là tổ chức sát thủ dưới mặt đất tại Bắc Bộ, có thể bồi dưỡng hắn đến ngũ trọng thiên đã là cực hạn. Muốn đạt tới trung giai đỉnh phong lục trọng thiên như thế này, cần từ từ tích lũy, chờ đợi cơ duyên tốt hơn. Bình thường khả năng cần 3 đến 5 năm, cũng có thể là cần 8 năm 10 năm. Tuy nhiên tổ nguyên dịch của Thiên Bằng Thủy Tổ suýt chút nữa đã đẩy cảnh giới của hắn lên tới lục trọng thiên, tin tưởng thời gian đột phá thật sự hẳn là sau đó không lâu. Ta đây còn có một khối hài cốt, là đầu lâu Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Khương Phàm có chút chần chờ, bởi vì đầu lâu cùng thú nguyên kim loại là chuẩn bị cho Cơ Lăng Huyên, nhưng tiềm lực Bạch Tai lại để cho hắn động tâm, hoàn cảnh nguy hiểm tại Đọa Lạc Thiên Quốc cũng cần thích hợp tăng tiềm lực của Bạch Tai lên. Tổ Kỳ Lân. Bạch Tai phấn chấn càng rung động, không hổ là thần hoàng kiếp trước, tiện tay tặng đồ đều là cấp bậc tổ tông. Cái đầu lâu này bị một nương môn nhi tai họa, tuy nhiên cũng đầy đủ để ngươi tăng thực lực lên. Khương Phàm lấy đầu lâu Tổ Kỳ Lân ra ngoài, phóng tới trong cánh rừng bừa bộn. Thuộc tính đầu lâu so với những cái khác thì cái này rõ ràng lại ảm đạm hơn rất nhiều, không cần nghĩ cũng khẳng định là bị vạn linh huyết thụ hấp thu năng lượng. Tạ ơn thần hoàng ban thưởng. Bạch Tai ngước nhìn đầu lâu khổng lồ giống như một ngọn núi cao, dùng sức nắm chặt nắm đấm, hài cốt toàn thân đều nóng lên. Thay cách xưng hô, người trước người sau đều không cần câu nệ như vậy. Bọn người Khương Phàm dừng lại trong rừng rậm 3 ngày. Bạch Tai hoàn chỉnh luyện hóa đầu lâu Tổ Kỳ Lân, mặc dù hiệu quả kém xa so với thuộc tính đầu lâu khác, nhưng vẫn đẩy cảnh giới Bạch Tai lên niết bàn cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách cao giai niết bàn cảnh cách xa một bước, ngay cả linh văn đều đẩy lên chí tôn thánh phẩm. Hiệu quả kinh người để Bạch Tai có cảm giác hoảng hốt như đang nằm mơ, khó có thể tưởng tượng được trên thế giới lại có cơ duyên như kỳ tích thế này. Khương Phàm rất hài lòng trước sự trưởng thành của Bạch Tai, độ siêu cường ngạnh đặc hữu bên trong hài cốt kim thuộc tính, hẳn là còn có thể tăng thế công của Bạch Tai lên trên diện rộng. Sau 5 ngày, bọn hắn tiến vào phía Nam Thiên Quốc. Có Bạch Tai dẫn đường, bọn hắn đã có thể tránh khỏi rất nhiều nơi nguy hiểm, cũng ứng phó được mấy thế lực cấp bá chủ bên trong Thiên Quốc. Cho dù như thế thì trên đường đi vẫn gặp phải vài chục lần phục sát, ngay cả Hướng Vãn Tình đều nhận phải trọng thương. Bọn hắn vừa mới tiến tới địa giới Nam Bộ liền thấy chém giết kịch liệt ở xa xa, thanh thế vô cùng to lớn. Khương Phàm không để ý đến, sớm thành thói quen trước hỗn loạn cùng giết chóc dưới hắc ám của Thiên Quốc, nhưng, ba loại liệt diễm đột nhiên bộc phát ở nơi đó lại khiến cho linh hồn chu tước của hắn xúc động. Nam Minh Ly Hỏa. Khương Phàm đứng bên trong tầng mây hắc ám, ngắm nhìn liệt diễm quen thuộc nơi xa. Liệt diễm tuôn ra, bên trong ngọn lửa màu đỏ như máu ẩn hiện những tia sáng bàng bạc, xua tan hắc ám đầy trời, đốt cháy khí tức âm sát vô tận, chấn động mảnh thế giới hắc ám kia. Ở sâu trong liệt diễm, ba vị cường giả như hỏa thần hàng lâm, liên thủ cuồng chiến với một ma viên cường hãn. Ma viên thân cao trăm trượng, ma khí tuôn ra, mở rộng cái miệng dữ tợn đầy răng nanh, đang điên cuồng giết tới bên trong liệt diễm ngập trời. Nam Minh Ly Hỏa, mẫu tộc của ngươi sao? Đan Hoàng khẽ nói, xuyên qua ý thức Khương Phàm, nhìn đến nơi xa, rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao kiếp trước Khương Phàm có thể thức tỉnh truyền thừa Chu Tước. Chu Tước yêu hỏa, lại có một cái tên khác là Diệt Thế Phần Thiên Viêm, là yêu hỏa đầu tiên sau khi đất trời được sinh ra, có uy lực phần diệt thiên địa kinh khủng. Sau khi Chu Tước Thủy Tổ vẫn lạc, yêu hỏa gánh chịu lấy ý chí Thủy Tổ, tại thời khắc dập tắt đã tiến hành diễn biến sau cùng, sinh ra hai loại, thần viêm, đến gần Chu Tước yêu hỏa vô hạn. Một là Nam Minh Ly Hỏa, một là Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa được vinh dự, xen lẫn yêu hỏa, Chu Tước, có uy thế hủy diệt cực mạnh, có thể xưng không gì không thiêu cháy, nhất là đối với quỷ vật âm tà, có tổn thương chí mạng. Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa được xưng là, nguyên hỏa truyền thừa, Chu Tước, có được thần uy Niết Bàn trùng sinh, giao phó uy lực trùng sinh của bộ tộc Phượng Hoàng, đối kháng Hồng Hoang yêu tổ. Bắt đầu từ khi Hồng Hoang Chu Tước Thủy Tổ vẫn lạc, sau này sinh ra Chu Tước, cũng đều là xuất hiện bên trong Nam Minh Ly Hỏa, hoặc là bộ tộc Phượng Hoàng. Nếu như mẫu tộc của Khương Phàm có được Nam Minh Ly Hỏa, xác thực có hy vọng dị biến thành Chu Tước yêu hỏa, tiến tới thức tỉnh linh hồn Chu Tước. Hoàng Nguyên Vương Phủ. Khương Phàm nhíu mày, nhận ra loại liệt diễm kim sắc hỗn tạp ánh sáng trắng kia, cũng trở về nhớ tới những quá khứ đã từng. Đan Hoàng nói, Xích Thiên Thần Triều trực tiếp đưa vào Đọa Lạc Thiên Quốc.
hẳn là muốn dẫn ngươi xuất hiện. Bạch Tài còn tưởng rằng Khương Phàm đang chăm chú nhìn con ma viên kia, lập tức giới thiệu nói. Hẳn là bạo quân của Đọa Lạc Thiên Quốc, cảnh giới tại bán thánh cảnh, không phải con người, là ma thú chân chính. Nó không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà là hoành hành các nơi, vô cùng nguy hiểm. Bán thánh cảnh giới. Khương Phàm chú ý tới thân ảnh hùng tráng mang theo liệt diễm ngập trời đang cuồng chiến với ma viên kia, Xích Thiên Thần Triều cũng không có khả năng để Hoang Nguyên Vương phủ sinh ra thiên phẩm cùng thánh linh, nếu là bán thánh, hẳn là gia chủ đương thời. Đan Hoàng nói, Nam Minh Ly Hỏa chân chính là màu trắng tinh, bên trong kim quang của hắn hòa với bạch quang, hẳn là thánh văn. Nhưng bằng mượn uy thế đặc biệt của Nam Minh Ly Hỏa, hẳn là có thể chống đỡ ma thú chém giết. Ngươi, không cần lo lắng. Khương Phàm mang theo vẻ mặt phức tạp, nhìn vài lần cuối cùng, sau đó vọt vào trong mây mù hắc ám, tiếp tục xuôi nam. Hoàng Nguyên Vương Phủ đúng là đã từng là mẫu tộc của hắn, nhưng chuyện ngàn năm trước. Lúc đó Xích Thiên và Vạn Thế chuẩn bị kết minh, hắn cực lực muốn Hoàng Nguyên Vương Phủ đi đến Vạn Thế, lại bị Xích Thiên Thần Tôn nhiều lần phản đối. Lý do chính là hai bên kết minh không chỉ cần phải minh ước điều lệ, càng cần thực chất kiềm chế lẫn nhau hơn. Hoàng Nguyên Vương Phủ, Trạch Thiên Các đều ở lại Xích Thiên Thần Triều, hai vị công chúa cao quý nhất xinh đẹp nhất của Xích Thiên lấy chồng ở xa Vạn Thế Thần Triều, trưởng công chúa gả cho hắn, tam công chúa thuộc về Tu La. Đây cũng là điều kiện hàng đầu để hai bên kết minh, cũng là cơ sở để đàm phán. Hướng Vãn Tình mẫn cảm đã nhận ra cảm xúc Khương Phàm thay đổi, hồi tưởng lại lời phó giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo nói tại Thượng Thương Cổ Thành, mơ hồ đã đoán được cái gì đó. Ầm ầm. Phía trước mây mù đột nhiên cuồn cuộn, mười mấy con em mờ lôi cự mãng bao quanh, bổ nhào tới phía bọn người Khương Phàm. To như lão long, tráng kiện cuồng dã, bộ dáng kinh khủng nhìn thấy mà giật mình. Chu Thanh Thọ kinh hô một tiếng, toàn thân lấp lóe tinh quang, cưỡng ép di chuyển vài trăm mét. Bảo mệnh là quan trọng. Tốc độ của Khương Phàm cũng không giảm, đối diện đã đánh tới lôi mãng phía trước nhất. Lôi mãng há mồm hét giận dữ. Toàn thân sôi trào em mờ lôi trong nháy mắt, xé tan bóng đêm, lao thẳng tới Khương Phàm. Thanh thế kịch liệt giống như một con sông lôi cuồng dã lao nhanh, muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ trước mặt. Liệt diễm quấn quanh Khương Phàm, tốc độ tăng vọt trong nháy mắt, lấy uy lực lăng thiên đánh xuyên lôi chiều, thẳng đến cái miệng đang mở lớn của lôi mãng. Lôi mãng không có tránh khỏi, ngược lại còn trực tiếp nuốt xuống, nội tạng trong cơ thể của nó cũng không phải yếu ớt, mà là lôi hải mênh mông. Nhưng, nó ăn sai đồ. Khương Phàm xông vào trong bụng lôi mãng, chu tước yêu hỏa toàn diện phóng thích, không có giữ lại bất kỳ cái gì, cường quan chói mắt chiếu thấu lôi hải, yêu hỏa chu tước dương cánh giống như phần thiên diệt địa, toàn diện sôi trào. Giống. Lôi mãng ngẩng đầu kêu rên, thân hình khổng lồ gần trăm mét đang đau đớn nhấc lên trong mây mù, lôi chiều toàn thân vậy mà bắt đầu xuất hiện ánh lửa. Khương Phàm hét lớn ở trong bụng lôi mãng, tóc ngắn bay loạn, y phục phần phật. Liệt diễm chu tước bá đạo cường thế xua tan lôi chiều, đốt cháy lôi hải. Lôi mãng giãy giụa, da thịt cứng cỏi bắt đầu hòa tan, giống như khí cầu bị khuấy động, liệt diễm hòa với lôi chiều mãnh liệt lao ra. Sau khi Bạch Tai và Hướng Vãn Tình giải quyết hết những con lôi mãng khác, thì yên lặng nhìn lôi mãng đang kêu rên ở phía trước, đều phát giác được Khương Phàm có cái gì đó không đúng. Chu Thanh Thọ ở phía xa nhếch miệng, người nói những tiểu trùng các ngươi đây. Trước khi săn mồi cũng không bói một quẻ, nhìn xem hôm nay có phải là ngày may mắn không phải. Dòng dã 5 phút đồng hồ, lôi mãng bị đốt sống thành cho bụi, vẩy xuống đầy trời. Khương Phàm đứng ở trên không, ngữ khí lạnh nhạt. Vẫn còn rất xa. Bạch Tai vội vàng nói. Dự tính 5.000 dặm có thể tiếp cận Thiên Đãng Sơn Mạch. Đi thôi. Khương Phàm khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, vọt vào mây mù. Ngươi ở phía sau. Ta đến phía trước. Sau khi Bạch Tai nhắc nhở Hướng Vãn Tình liền vây quanh đến trước Khương Phàm, toàn thân dâng lên cốt khí mãnh liệt, ngưng tụ ra 36 cây cốt màu trắng kiện, giống như chiến binh hoành hành. Mây mù nặng nề khổng lồ ở không trung giống như biển mây vô tận, mãnh thú hay cuồng đồ hung hãn mạnh tới đâu cũng sẽ ẩn núp ở nơi này, chờ đợi con mồi mắc câu. Khương Phàm chui vào nam bộ không lâu sau, một nữ tử mà Khương Phàm không tưởng được. Hoặc tất cả mọi người không tưởng tượng được vậy mà lại xuất hiện ở biên giới nam bộ của Thiên Quốc. Nơi này là một mảnh dãy núi lửa liên miên vô tận, biển dung nham dưới mặt đất va chạm mãnh liệt, mặt đất tiếp tục phun trào dung nham, núi lửa to to nhỏ nhỏ liên miên bất tuyệt,
khói đặc cuồn cuộn tiếp tục phiêu đãng về sâu trong thiên quốc, che khuất bầu trời, vô biên vô hạn. Mấy trăm vạn mãnh thú liệt diễm sinh hoạt tại mảnh thế giới núi lửa giống như nhạc viên này, sinh cơ bừng bừng, nguy cơ tứ phía. Một nữ tử nhìn nhỏ yếu, đứng trong dung nham tùy ý chảy xuôi, xuyên qua liệt diễm vô tận, nhìn mê vụ nồng đậm bao phủ xuống đọa lạc thiên quốc. Nàng, chính là Thiệu Thanh Duẫn. Mặc dù có huyết thư chiêu cáo thiên hạ, mặc dù có ngọc thạch ghi chép thân ảnh Chu Tước, nhưng nàng biết bây giờ Khương Phàm không thể nào chủ động khiêu chiến với nàng. Nhất là sau khi biết Xích Thiên Thần Triều dùng quy mô lớn binh ép đến đọa lạc thiên quốc, nàng đầu tiên liền đoán được mục đích thật sự của Xích Thiên, phần thiên chiến vực. Liên quan tới Khương Phàm, liên quan tới phần thiên chiến vực, nàng đều hiểu rất rõ. Cho nên mặc kệ trước mắt Khương Phàm bày ra trận thế gì, mục đích thực sự đều là muốn triệu hoán phần thiên chiến vực. Trạng thái Xích Thiên Thần Triều binh ép, cũng ép Khương Phàm không thể không đến đọa lạc thiên quốc. Cho nên, Thiệu Thanh Duẫn để lão tổ Thiệu gia lại, cố ý mang theo Thiệu gia cùng nhân gian ngục lùng bắt Kiều gia tại trung vực Nam Bộ, thậm chí phân phó bọn hắn cố ý náo ra mấy trận chiến tranh hư giả, chứng minh với xung quanh thậm chí Thương Huyền, bọn hắn đang cùng Khương Phàm chém giết lẫn nhau, Khương Phàm đang ở phương Nam. Dùng cái này mê hoặc các tộc Thương Huyền, hấp dẫn bọn hắn tiếp tục xuôi Nam. Cứ như vậy, cường tộc tràn vào đọa lạc thiên quốc sẽ giảm bớt trên diện rộng, cũng sẽ không có người bắt lấy Khương Phàm ở ngay trước mặt nàng. Thần hoàng của ta, 1000 năm, ta lại tới đây. Thiệu Thanh Duẫn mặc màu bào lông cừu đen áo, đi đến thế giới dung nham. Sau đó không lâu, yêu tộc bá chủ thôn thiên tước nơi này vỗ cánh bay lên không, mãnh liệt nhấc lên, kêu đau đớn thảm thiết, nhưng rất nhanh bị bắt áp chế được, chở Thiệu Thanh Duẫn thẳng đến sâu trong thiên quốc. Thiên Đãng Sơn, dãy núi nguyên thủy nhất rộng lớn nhất tại phía nam đọa lạc thiên quốc, nguy nga bằng bạc, khí thế hùng hồn, xa xa nhìn lại, đen nghịt không có điểm cuối cùng. Mỗi ngọn núi đều đặc biệt hùng vĩ, áng mây cao vút, cùng biển mây nặng nề đầy trời đụng vào nhau, ở trong bóng tối vô tận không phân rõ đâu là bầu trời, đâu là núi cao. Nơi này đã từng bị yêu ma chiếm lấy, thuộc về cấm khu nhân tộc, ngay cả ngũ đại tôn chủ mạnh nhất của thiên quốc cũng không dám tùy tiện xâm chiếm. Cho đến mấy trăm năm trước, Thiên Trọng Lâu bắt lấy cơ hội ám hắc ma lang tộc bị thương nặng, ký kết hợp minh, mới lấy thành công vào ở. Thiên Trọng Lâu có thể sau khi sinh ra thánh linh bước vào hàng vị trí tôn chủ, trình độ rất lớn chính là dựa vào uy danh ám hắc ma lang, cùng hoàn cảnh đặc biệt của Thiên Đãng Sơn. Trong mấy ngày gần đây nhất, Thiên Đãng Sơn mạch vô cùng náo nhiệt. Bởi vì 38 đường tinh binh của Xích Thiên toàn bộ đều đã đến nơi này, cường thế giết vào Thiên Đãng Sơn. Điên cuồng chém giết với yêu ma bên trong, còn đối kháng chính diện Thiên Trọng Lâu. Vạn dặm núi sông ở phía nam thiên quốc nhanh chóng sao động, mấy vạn mười mấy vạn cuồng đồ lặn lội đường xa, chạy tới Thiên Đãng Sơn Mạch. Đối với những kẻ sống tại Nam Bộ như bọn hắn mà nói, Thiên Đãng Sơn Mạch là cấm khu của người sống, tuyệt địa tử vong. Mặc dù nơi đó khắp nơi trên đất đều mọc dược liệu linh bảo nguyên thủy cổ lão, nhưng lại có yêu ma kinh khủng chiếm cứ, nếu như không có nhu cầu đặc biệt. Thực sự không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng, Xích Thiên Thần Triều lại giết vào. Vậy còn không mau chóng tới đến náo nhiệt một chút. Nhưng, khi bọn hắn chen chúc mà tới, Thiên Đãng Sơn Mạch rộng lớn vô biên cũng không có hỗn loạn như bọn hắn dự đoán, thật giống như Thiên Trọng Lâu ngầm cho phép tinh binh Xích Thiên, đến thăm. Nhưng theo mấy cường tộc liên tiếp đến Nam Bộ, cũng cưỡng ép xông vào, số lượng lớn cuồng đồ bắt đầu từ từng hướng tràn vào Thiên Đãng Sơn Mạch. Bình thường một mình không dám vào, bây giờ có mấy vạn người tụ tập, còn có cái gì không dám, tiến. Thiên Đãng Sơn Mạch nhanh chóng náo nhiệt, càng nhiều cuồng đồ nhận được tin tức lại không ngừng liên tục kéo đến, phải bắt lấy cơ hội khó có được, thăm dò cẩn thận mảnh rừng rậm nguyên thủy này, đoạt chút bảo vật từ trong miệng yêu ma. Thiên Trọng Lâu đang thỏa hiệp cùng Xích Thiên sao. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Như Yên trốn ở trong hư không, nhìn qua dãy núi mênh mông đụng vào tầng mây. Bên trên đỉnh ngọn núi cao nhất ở phía trước kia có một chi đội tinh binh Xích Thiên chiếm cứ ở đó, ánh mắt lợi hại không ngừng quan sát bọn cuồng đồ xông vào dãy núi, rõ ràng là đang tìm kiếm người nào đó. Đông Hoàng Như Ảnh nói, mục tiêu của Xích Thiên không phải Thiên Trọng Lâu lại không dám đổ sát tinh binh Xích Thiên, hai bên liều mạng mấy trận, chỉ cho thấy thái độ cường ngạnh, ai cũng không nguyện ý thật sự giết đến ngươi chết ta sống. Mà Thiên Trọng Lâu chỉ là khống chế không đến 1/10 phạm vi. Chỉ cần tinh binh Xích Thiên không giao thiệp với bọn hắn nơi đó là được rồi.
không biết tình huống nhân gian ngục nơi đó như thế nào, có phải Khương Phàm đã lên phía Bắc hay không? Đông Hoàng Như Yên khẩn trương nhìn cảnh vật xung quanh, càng đang mong đợi Khương Phàm đến. Nếu như Khương Phàm thật sự đến nơi này, chính là lần xuất hiện đầu tiên sau khi công bố thân phận, khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Dù sao hắn cũng là đã từng thần hoàng, lại còn là chủ nhân Thương Huyền. Đông Hoàng Như Ảnh trầm ngâm nói. Rốt cuộc mục đích thật sự của Xích Thiên Thần Triều là cái gì? Tinh binh của bọn hắn đều chui vào Đọa Lạc Thiên Quốc từ các phương hướng khác nhau, nhưng mục tiêu sau khi đi đến lại vô cùng minh xác, đều là thẳng đến Thiên Đãng Sơn Mạch, sau đó bí mật đóng giữ, quan sát bốn chỗ. Tỷ tỷ là nói, nơi này có ý nghĩa đặc biệt. Xích Thiên Thần Triều hẳn là hiểu rõ Khương Phàm nhất. Sau khi xác định thân phận Khương Phàm, chuyện đầu tiên chính là điều động quân đội ép đến Đọa Lạc Thiên Quốc, bây giờ xem ra mục tiêu hẳn là mảnh Thiên Đãng Sơn Mạch này. Nhưng bọn hắn còn không phải điều động thánh linh bí mật chui vào, mà là 3 triệu quân đội tạo thế. Đông Hoàng Như Ảnh mơ hồ cảm thấy đã nghĩ thông suốt cái gì đó, nhưng lại không tiện xác định. Tỷ tỷ, mau nhìn. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên chỉ vào mảnh mây mù hắc ám xa xa kia. Mây mù đột nhiên gạt ra, giống như rộng mở một cánh cửa hắc ám, hai bóng người từ bên trong đó bước ra. Một người tóc trắng xóa, thân hình còng xuống, trong tay trụ quải trượng. Trên cổ treo một quả cầu đen to lớn, nhìn rất già nua, nhưng hai con ngươi lại rạng rỡ, tinh thần quắc thước, mặt mo nghiêm túc lạnh nhạt đầy nhăn nheo. Một người khôi ngô hùng tráng, hai mắt đỏ hồng, rõ ràng vô cùng anh tuấn nhưng lại cho người ta cảm giác vặn vẹo dữ tợn sợ hãi, rõ ràng vô cùng an tĩnh, lại cho người ta khí tức sát lục kiềm chế tuyệt vọng. Lão nhân, các nàng không biết, nhưng cũng có lẽ là biết. Đại trưởng lão tiền nhiệm của Cửu Thiên Thần Giáo. Quy ẩn đã gần đến 100 năm, quả cầu lớn đeo trên cổ kia chính là tiêu chí tiên minh. Luận bối phận, càng là tổ gia gia của các nàng. Nhưng vị nam tử kia, các nàng chưa thấy qua, càng không có chút ấn tượng nào. Hắn là ai? Đông Hoàng Như Yên rất kinh ngạc. Sau khi đại trưởng lão tiền nhiệm Quy ẩn đi phụng dưỡng thần tôn, trừ phi chuyện vô cùng quan trọng thì sẽ không tùy tiện xuất hiện, nam tử kia là ai, vậy mà lại có thể bồi bạn ở hai bên như thế. Dựa theo truyền thống, sau khi Quy ẩn liền không được rời khỏi tổ từ, lão nhân gia ông ta lại bí mật tới nơi này. Đông Hoàng Như Ảnh càng hiếu kỳ. Lần hành động này của tổ gia gia rất có thể là phụng lệnh thần tôn, người cùng có thể là thân lệnh của thần tôn. Người như vậy, các nàng lại không biết. Là người của thế lực bên ngoài, hay là người mà thần giáo che giấu? Hắn hẳn là sẽ tới đây. Đại trưởng lão tiền nhiệm của thần giáo nhìn qua Thiên Đãng Sơn Mạch mờ tối. Hắn, thật sẽ tới sao? Vẻ mặt lạnh nhạt của nam tử oai hùng hiện sơ qua sự phức tạp. Xích Thiên Thần Triều đều bức thành như thế này, hắn đến cũng được, không đến cũng phải đến. Chúng ta đi đến. Đi thôi. Lão nhân phất tay cuốn lấy mây mù che mất bọn hắn, biến mất từ trong vùng không gian kia. Bọn hắn đi không lâu. Hoang dã bên ngoài mấy chục dặm liền xuất hiện bạo động. Huyết quang trải trúc đầy trời phá tan mây mù, giáng lâm đến bên ngoài Thiên Đãng Sơn. Huyết khí cuồn cuộn, giống như liệt diễm, hơn 10 vị cường giả đứng ngạo nghễ trong đó, ánh mắt lạnh nhìn dãy núi chập trùng liên miên. Yêu huyết cung, bọn hắn cũng đến. Trong hoang dã, đám cuồng đồ nhanh chóng an tĩnh, lặng yên ẩn núp, sợ đã quấy rầy bọn hắn giáng lâm. Yêu huyết cung. Tôn chủ đứng sừng sững mấy ngàn năm tại Đọa Lạc Thiên Quốc, từ đầu đến cuối đứng 3 vị trí đầu, bất luận là địa vị hay là thực lực, đều không phải là tôn chủ mới như Thiên Trọng Lâu có thể sánh được, lực ảnh hưởng của bọn hắn trong Đọa Lạc Thiên Quốc, tương đương với chúa tể. Huyết khí cuồn cuộn, ngưng tụ đại đạo huyết hà lao nhanh, chở hơn 10 vị cường giả thẳng đến Thiên Đãng Sơn Mạch. Sau đó không lâu, lại một chi đội ngũ tôn chủ Thiên Quốc giáng lâm từ Đông Bộ, kinh động lấy tán tu khu vực này. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, trong mấy ngày kế tiếp, thế lực cấp tôn chủ của Đọa Lạc Thiên Quốc, cùng thế lực cấp chuẩn tôn chủ đều điều động tinh nhuệ đến Thiên Đãng Sơn Mạch. Một là tài nguyên phong phú ở nơi này, cơ hội khó có được, đương nhiên muốn tới thử một chút. Hai là Xích Thiên Thần Triều xác minh mục tiêu, thẳng đến Thiên Đãng Sơn, bọn hắn tự nhiên muốn đến xem tình huống. Theo bọn hắn đến, các cuồng đồ Nam Bộ đã lâm vào cuồng hoan trước nay chưa từng có. Càng không cố kỵ mà lao tới Thiên Đãng Sơn, cái này cũng kích thích các yêu ma bên trong Thiên Đãng Sơn thật sâu. Một trận chém giết hỗn loạn, dẫn bạo trong nội bộ Thiên Đãng Sơn, quét sạch mấy ngàn dặm núi rừng.
nơi này chính là Thiên Đãng Sơn. Bạch Tai mang theo bọn người Khương Phàm vượt qua trời cao, đến Thiên Đãng Sơn mạch, ẩn thân trong mây mù nặng nề, ngắm nhìn tràng diện náo nhiệt. Khương Phàm nhìn Cuồng Đồ Thành đàn tiến vào ở phía dưới, lại nhìn dãy núi hắc ám hỗn loạn. Rất có thể Xích Thiên Thần Triều biết phần Thiên Chiến Vực đang ở Thiên Đãng Sơn mạch, bọn hắn trên mặt nổi là tập trung hỏa lực tại Tây Bộ, nhưng hẳn là vụng trộm phái tới tinh anh, bây giờ liền núp ở sâu trong núi. Chúng ta lách qua hướng này, tìm nơi an tĩnh trà trộn vào. Bạch Tai đề nghị, càng là nơi náo nhiệt, càng không dễ dàng hoài nghi. Nơi an tĩnh, thuận tiện ra tay. Ra tay. Đoạn đường tiến vào thiên quốc này, thân phận Vô Hoa Cung là đủ rồi, nhưng phải vào Thiên Đãng Sơn mạch, tốt nhất chúng ta nên thay thân phận khác. Đổi thân phận gì? Tinh binh Xích Thiên. Làm sao đổi? Tinh binh Xích Thiên phái tới cũng đều là chi đội đặc chiến bên trong quân đoàn Dã Lang, Thiên Võ, Thánh Kiếm, bọn hắn đều có tọa kỵ đặc thù. Ngươi muốn dùng mỹ nhân đồ. Hướng Vãn Tình giật mình hiểu ra. Gọi là huyết chú yêu binh đồ. Bạch Tai, giao cho ngươi, mau chóng dung hợp. Ý của ngài là, ta dung hợp mỹ nhân. Không, yêu binh đồ, sau đó khống chế chi đội tinh binh Xích Thiên nào đó. Bạch Tai có chút kháng cự loại yêu binh này. Nhưng nhìn thấy Khương Phàm rất kiên trì, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Có áp lực khác, thực sự không nguyện ý muốn, sau khi rời khỏi Đọa Lạc Thiên Quốc lại cho người khác. Khương Phàm tiến vào trong mây mù, vòng quanh bên ngoài Thiên Đãng Sơn, tìm kiếm nơi an tĩnh. Thiên Đãng Sơn mạch quá lớn, bọn hắn đi trọn vẹn nửa ngày, mới tìm được lối vào hài lòng, cảnh giác đi đến. Núi cao núi lớn bên trong dãy núi ở bên ngoài nhìn đã rất rung động. Đi đến bên trong càng là có thể cảm nhận được cái khí thế cao nhập trời kia, bọn hắn nhỏ bé tựa như ruồi trùng trong cánh rừng. So với nơi khác náo nhiệt ồn ào, vùng núi này xác thực an tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là đất trời lờ mờ, cây rừng hoa cỏ tỏa ra tia sáng yêu dị, bầu không khí có chút khẩn trương, giống như trong bóng tối đang có một loại yêu vật đáng sợ nào đó đang ẩn núp. Bọn hắn vừa mới xâm nhập hơn 10 dặm, trên vách đá nguy nga đụng vào mây đen nơi xa đột nhiên cuồn cuộn mây mù. Chuyển đến tiếng gầm gừ trầm muộn. Số lớn mãnh thú bay lên không, chân đạp hắc triều, lao thẳng đến bọn người Khương Phàm. Hai con người Hướng Vãn Tình biến thành mắt dọc, ngưng tụ nhìn ra xa. Là Hắc Lân Ngao, tinh nhuệ bên trong quân đoàn Dã Lang của Xích Thiên Thần Triều, Hắc Lân Ngao là tọa kỵ mang tính tiêu chí. Dựa theo chúng ta thương lượng mà làm, Bạch Tai, giao cho ngươi. Khương Phàm kịp thời kích phát tinh thần, quang huy mặc giáp trụ toàn thân. Chu Thanh Thọ tháo thắt lưng gấm trên trán, lộ ra tinh thần linh văn, cầm tinh thần kiếm trong tay, theo sát sau lưng Khương Phàm. Bạch Tai đứng ở phía trước, đưa tay nắm 36 chuôi cốt mâu trong tay, cảnh giác Hắc Lân Ngao đang đạp không phóng tới. Hống hống hống. Hơn 80 con Hắc Lân Ngao từ trên trời giáng xuống, chấn động đến mặt đất lay động. Bọn chúng to như dã tượng, hùng tráng uy mãnh. Toàn thân bao trùm lấy vảy đen giống như cương giáp, nhìn cực kỳ hung hãn bạo ngược. Đại tướng cầm đầu mang theo trọng đao, cả người đầy khí tức túc sát, ánh mắt lạnh lùng đang xẹt qua trên người bọn người Bạch Tai. Bạch Tai cảnh giác nói. Ta là phó cung chủ Vô Hoa Cung phương Bắc, Bạch Tai. Nhận lời mời của Cổ Hoa Nhân Hoàng, tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, lùng bắt Khương Phàm. Các ngươi biết Khương Phàm tại Đọa Lạc Thiên Quốc. Khí tức sát phạt tràn ngập trên người đại tướng giao hòa cùng sát khí của Hắc Lân Ngao, mang đến áp bách giống như ngạt thở, ngay cả Hướng Vãn Tình cũng đều không thể không thừa nhận những lão tướng chiến trường này khí thế quá mạnh. Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, Thánh Tổ Cổ Hoa mang Tà Quân Phủ, Kim Xà Cung xuôi Nam, Cổ Hoa Nhân Hoàng mang Huyết Nguyệt Cốc, Vô Hoa Cung, Băng Tuyết Cung tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc. Cổ Hoa Nhân Hoàng chỉ định cho chúng ta phạm vi điều tra, mục tiêu của ta là Nam Bộ. Mấy ngày trước vừa mới vào Nam Bộ, liền nghe nói Thiên Đãng Sơn rất náo nhiệt, tới xem tình huống một chút. Các ngươi đều thấy cái gì rồi? Nhìn thấy Thiên Đãng Sơn mạch xác thực rất náo nhiệt. Tin tức truyền cho Cổ Hoa Nhân Hoàng rồi. Vừa tới nơi này, cần điều tra tình huống lại truyền đi. Đại tướng lạnh lùng nhìn bọn hắn, ngữ khí bất thiện. Nơi náo nhiệt không vào, vì sao tại đi từ nơi này? Ta thích an tĩnh, các ngươi thì sao? Sao lại trốn ở chỗ này? Một sát thủ nho nhỏ, cũng xứng để chất vấn chúng ta. Bảo ngươi cút, liền cút cho ta. Phó tướng lạnh quát. Chúng ta chỉ vào xem mà thôi, nơi khác cũng không có ngăn cản. Người khác làm thế nào,
ta mặc kệ, nhưng con đường này, không cho vào. Vì sao? Ở đâu ra lời nói nhảm, cút, cút. Hơn 50 vị binh vệ cùng quát tháo, Hắc Lân Ngao dưới thân lên tiếng gào thét, thanh trấn dãy núi, quanh quẩn không dứt. Bạch Tai lạnh lùng rằng co một lát, mang theo bọn người Khương Phàm lui ra khỏi sơn lâm. Đại tướng nhìn bọn hắn yên lặng rút đi, hừ lạnh nói. Cổ Hoa Hoàng thất lại điều dụng tổ chức sát thủ phương Bắc, mặt mũi hoàng tộc đều mất hết. Phó tướng bên trái nói. Bọn hắn không trông cậy vào những gia tộc kia, gìn giữ cái đã có thừa, vũ dũng không đủ, thực sự không mang ra nổi. Cổ Hoa Hoàng thất vừa hận Khương Phàm tận xương, càng không nguyện ý nhìn thấy Khương Phàm trưởng thành, chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Tiếp tục tăng cường đề phòng, Khương Phàm hẳn là phải thoát khỏi trung vực, chẳng mấy chốc sẽ đến Đoạ Lạc Thiên Quốc. Chúng ta tận lực duy trì cửa vào an tĩnh này, nói không chừng Khương Phàm có khả năng tiến vào từ nơi này. Đây chính là cơ hội thật tốt để chúng ta lập công, đều trừng sáng tròng mắt lên cho ta. Đại tướng thét lên một tiếng ra lệnh, Hắc Lân Ngao hùng tráng đạp tan mặt đất, nhảy vọt lên, chạy tới cảnh giới cao nhất. Hơn 80 vị tinh nhuệ khống chế Hắc Sơn Ngao hung hãn, cũng bay lên không đuổi theo. Xung quanh đều là núi cao nguy nga che trời, hơn mấy ngàn vạn mét, hùng vĩ đến rung động, phía trên mọc đầy lão thụ tráng kiệt, nở rộ đóa hoa yêu dị, còn có thác nước lao nhanh. Bọn hắn bay lượn trong dãy núi, chạy tới ngọn núi cao nhất ở bên ngoài hơn 10 dặm kia. Nhưng, ầm ầm, đột nhiên xuất hiện bạo tạc chấn thiên động địa, vang vọng dãy núi, không có bất kỳ dấu hiệu gì, liền oanh minh đến cực hạn, đinh tai nhức óc. Hắc Lân Ngao đều bị chấn động đến kinh hoàng gào thét, hỗn loạn cảnh giác. Mặt đất sụt lún, vết nứt cuồng dã lan tràn, thổ triều cuồn cuộn giống như là núi lửa phun trào giữa trời cao. Núi cao lay động mãnh liệt, cùng với tiếng oanh minh một ngạt tuyệt vọng, giống như ầm vang vỡ nát, hóa thành đá vụn thổ triều vô tận như bài sơn đảo hải bao phủ tới phía Hắc Lân Ngao. Đại tướng bỗng nhiên biến sắc, trọng đao hoành không, vạch ra đao cương cương mãnh, dài đến 100 mét, nặng nề bá liệt, tùy tiện xé rách bụi mù đầy trời. Hắc Lân Ngao giận dữ gào thét, tốc độ tăng vọt, từ cái khe trong bụi mù giết ra ngoài. Hai vị phó tướng, năm vị đội trưởng, đều phản ứng tấn mãnh. Trước tiên đã kích phát võ pháp, cường thế trùng kích, giết ra khỏi bụi mù cuồn cuộn. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, thủy triều cuồn cuộn phóng lên tận trời, bụi mù mãnh liệt, tất cả mọi thứ trong phạm vi hơn 30 dặm đã bị bao phủ, hình thành triều dâng táng diệt, nuốt sống tất cả binh sĩ tinh thiêu tế tuyển khác còn có Hắc Lân Ngao của bọn hắn. Khương Phàm đang gào thét trong cuồng triều hủy diệt, dẫn dắt Hắc Lân Ngao cùng các binh vệ rơi xuống tiếp tục chìm xuống, mai táng sâu trong tầng đất. Ầm ầm. Mây mù hắc ám trên bầu trời đột nhiên nổi lên ánh sáng chói mắt, cốt khí mãnh liệt cuồn cuộn, ngưng tụ thành chiến binh đầu lâu hơn 10 mét, trong tay cầm cốt đao, chém về phía đại tướng. Ngươi dám đánh lén chúng ta, chán sống. Đại tướng gầm thét, khống chế Hắc Lân Ngao phóng lên tận trời, toàn thân oanh minh lôi chiều, ngưng tụ lôi đao, nóng nảy bá liệt, cường quang chiếu thấu hắc ám. Ầm ầm, cốt đao ngạnh kháng lôi đao, âm vang tranh minh, đinh tai nhức óc. Trận đối kháng ngắn ngủi, lôi đao bị chấn vỡ, hóa thành lôi chiều đầy trời, cốt đao bị cưỡng bức sốc lên, đầu lâu cũng xoay tròn. Nhưng, đầu lâu không có mất khống chế, mà lại còn mượn tình thế xoay tròn, lần nữa bổ cốt đao đến đại tướng đang ở phía dưới. Cùng lúc đó, hài cốt toàn thân huy động cốt khí mãnh liệt cuồn cuộn, liên tiếp ngưng tụ ra hoàn toàn mới 4 cái cẳng tay, 4 chuôi cốt đao, gào thét lên phách chạm xuống dưới. Đại tướng kinh mà chưa loạn. Hắn giống to vang động cả trời, lôi chiều bạo động mãnh liệt, hóa thành ngàn vạn lôi đao bá liệt giống như lôi hải nghịch trùng giữa khung trời. Linh văn của hắn chính là lôi đao, lại thân kinh bách chiến, chiêu thức đại khai đại hợp, cuồng dã hung mãnh. Nhưng, hắn đã đánh giá thấp thực lực của vị sát thủ này. Cốt đao liên tiếp hấp thu thiên bằng thủy tổ cùng cốt khí tổ kỳ lân đã trở nên vô cùng cứng rắn, càng giống như có hư ảnh thiên bằng cùng tổ kỳ lân bao quanh. Đây là tình huống trước đó Bạch Tai chưa bao giờ thi triển ra, giờ khắc này, năm chuôi cốt đao lại giống như yêu tổ xen lẫn, hung mãnh cường thế. Ầm ầm, lôi chiều bị vô tình đánh tan, năm chuôi cốt đao dễ như trở bàn tay xuất hiện trong tầm mắt đại tướng, cốt khí cuồn cuộn, yêu tộc vần quanh. Sắc mặt đại tướng đột nhiên biến đổi, lôi chiều tiếp tục cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, ở trước mặt ngưng tụ ra đầu rồng cuồng bạo, sinh động như thật, giống như đầu cự long xô ra lôi chiều. Gào thét với trời cao,
sóng âm lôi uy sôi trào. Ầm ầm, va chạm lại lần nữa dẫn phát bạo tạc thảm liệt, ba thanh cốt đao vỡ nát, nhưng còn hai thanh cốt đao khác theo sát ở phía sau, bổ về phía đại tướng. Không, phó tướng và đám người lo lắng, muốn cứu người, nhưng lại bị lôi chiều cùng cốt khí bắn nổ bao phủ, chật vật bay lên, đánh xuống phế tích. Chỉ đội tinh binh xích thiên này phụng mệnh đóng ở phía ngoài vậy mà cứ mơ mơ hồ hồ đã toàn diệt. Khương Phàm chỉ điểm đại tướng, hai vị phó tướng, còn có một vị trong năm vị đội trưởng, nói. Khống chế bốn người bọn họ, toàn bộ tám con hắc lân ngao. Bạch Tai trải rộng huyết chú yêu binh đồ ra, bao phủ bọn hắn. Bọn người đại tướng đau đớn giãy giụa trong hôn mê, máu tươi toàn thân bốc hơi từ vết thương, ấn về phía yêu binh đồ lập tức tuôn ra cường quang, bao phủ bọn hắn, hình thành huyết chú lạc ấn đặc biệt trong thân thể. Khương Phàm, Hướng Vãn Tình, Chu Thanh Thọ đều nắm chặt thời gian rút ra chiến bào từ những đội trưởng kia, mặc ở trên người. Sau một tiếng, bốn người đại tướng mệt mỏi đứng lên, máu me khắp người, tinh thần hoảng hốt, nhưng còn giống như có chút kháng cự. Người có thể làm không, không được đổi ta thử một chút. Chu Thanh Thọ vẫn cảm thấy đáng tiếc. Hướng Vãn Tình ở bên cạnh nói một câu. Rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa đã lâu như vậy, muốn na yêu sao? Chu Thanh Thọ thể hiện cứng đờ. Ngày nhớ đêm mong. Hướng Vãn Tình dịu dàng cười yếu ớt, mềm mại đáng yêu động lòng người. Chờ ngày nào đó gặp mặt, ta sẽ cùng nàng tâm sự, trong khoảng thời gian này ngươi nhớ nàng như thế nào? Vẻ mặt Chu Thanh Thọ đau khổ nói. Để tẩu tử phí tâm. Bạch Tai lần đầu khống chế huyết chú yêu binh đồ, xác thực gặp chút phiền phức, nhất là khống chế đại tướng không cùng cảnh giới của hắn. Cũng may không có làm nhục sứ mệnh, huyết chú thành công kết nối ý thức với hắn, thao túng linh hồn huyết nhục của bọn hắn. Khương Phàm hỏi. Các ngươi đã tới bao nhiêu người? Bạch Tai khống chế đại tướng đáp lại. 38 chi đội tinh nhuệ, mỗi chi đội 80 đến 90 người. Dẫn đội đều là cấp bậc tướng, cảnh giới tại niết bàn cảnh lục trọng thiên đến thất trọng thiên, phân biệt đóng giữ những khu vực khác nhau. 6 chi đội mạnh nhất do 6 vị quân trưởng tự mình dẫn đội, cảnh giới quân trưởng là niết bàn cảnh cửu trọng thiên, bọn hắn đóng giữ trong dãy núi sâu nhất. Bạch Tai âm thầm hít một hơi, 38 chi đội tinh nhuệ thiết huyết, lại còn là do quân trưởng dẫn đầu, muốn thuận lợi vào sâu bên trong chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Khương Phàm hỏi. Biết vị trí cụ thể mà bọn hắn ẩn thân không? Đều là các quân đơn độc an bài, giữa nhau đều không rõ ràng. Ba vị thống soái tam đại quân đoàn thì sao? Bọn hắn đi cùng vô thượng vương lưu thủ ở bên ngoài, hấp dẫn lực chú ý của man hoang chiến tộc. Trừ quân đội bọn ngươi ra, còn có người nào tiến đến rồi? Chúng ta chỉ à tiếp nhận mệnh lệnh, chấp hành nhiệm vụ, chuyện khác đều không hiểu rõ. Chu Thanh Thọ đứng ở bên cạnh nhìn đến sợ hãi. Thán phục, đồ tốt thật, vậy mà lại có thể điều khiển người đến trình độ này. Hướng Vãn Tình cảm thấy ngoài ý muốn, yêu binh này có chút bá đạo. Đáng tiếc vị Lý Hoan Hỉ kia lại dùng để thao túng nữ tử, đúng là phung phí của trời. Tăng cường khống chế. Khương Phàm gật đầu với Bạch Tai, cưỡi lên hắc lân ngao to như dã tượng, sờ lấy, chìa khóa, treo trên cổ, cẩn thận cảm nhận được vị trí phần thiên chiến vực. Bạch Tai khống chế các đại tướng lên hắc lân ngao. Dùng đan dược điều trị thương thế, tinh khí thần từ từ khôi phục. Chu Thanh Thọ thì nắm chặt thời gian thanh lý chiến trường để tránh lưu lại vết tích. Đại khái đã xác định được. Sau mười mấy phút, Khương Phàm giấu kỹ chiếc nhẫn, chỉ phía bên trái đằng trước. Khoảng cách bao xa? Hướng Vãn Tình cưỡi hắc lân ngao, sửa sang chiến bào không quá vừa người. Hẳn là ở trong sâu nhất, bây giờ còn khó xác định, xâm nhập một đoạn lại điều tra thêm. Chỉ là, Chu Thanh Thọ leo lên hắc kỳ lân. Chỉ là cái gì, bây giờ chúng ta là tinh binh của Xích Thiên, không người nào dám chọc, phách lối xông đến. Gặp được cuồng đồ cường tộc, không có người nào dám ngăn cản, nhưng đoạn đường này, ta sợ xui xẻo gặp phải tinh binh khác. Khương Phàm trầm ngâm suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Ta có một chủ ý hỗn đản. Ý định gì? Hướng Vãn Tình còn chưa có thấy qua nụ cười này của Khương Phàm. Trong bóng đêm lại có chút khiếp người. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là đội ngũ quân đoàn dã lang. Thái độ phách lối chút, khô khốc một chút. Khương Phàm lên tiếng hô to, cưỡi hắc lân ngao vọt ra ngoài. Bọn người Bạch Tai không hiểu thấu, cũng cưỡi hắc lân ngao nhanh chóng đuổi theo. Bên ngoài mấy chục dặm,
đất rung núi chuyển, đá vụn bắn tung trời, một con cự xà trăm mét đang hoành hành ở một ngọn núi cao nguy nga, điên cuồng rít gào. Mấy trăm vị cuồng đồ đang hô hoán đánh giết, nhiều loại võ pháp tràn ngập đất trời đập tới, cường quang chiếu thấu hắc ám, càng đảo loạn năng lượng đất trời. Bành bành bành. Bọn người Khương Phàm cưỡi hắc lân ngao vào tới nơi này, thả người nhảy lên núi đá trước mặt, khí thế phách lối trấn trụ không ít cuồng đồ. Hắc lân ngao là tinh binh của Xích Thiên. Rất nhiều cuồng đồ tranh thủ thời gian trốn đi. Là Long Cân Xà. Hướng Vãn Tình liếc mắt một cái liền nhận ra con cự xà nóng nảy kia, thân thể cũng không tinh tế, mà tráng kiện cường tráng, phía trước còn mọc ra hai cái móng vuốt màu đen giống như vuốt rồng, trên đầu lại mọc ra hai cái sừng rồng, đó là điểm đặc thù tươi sáng Long Cân Xà. Yêu vật như thế này ngay cả thiên khải chiến trường đều hiếm thấy, vậy mà lại đụng phải ở nơi này. Long Cân Xà, toàn thân đều là bảo vật, nhất là gân bên trong lưng. Nếu như đụng phải huyết mạch thuần chính, gân rồng trong thân thể hoàn toàn có thể so với gân rồng chân long, cứng cỏi không gì sánh được, khí thế đặc biệt còn có thể áp chế rất nhiều mãnh thú. Đan Hoàng nhắc nhở ở trong đầu Khương Phàm. Khương Phàm khống chế sao động hắc lân ngao, dừng ở trên núi đá lạnh lùng nhìn xuống. Bọn người Bạch Tai không rõ tình huống, cũng đều yên lặng bồi tiếp. Đám cuồng đồ nhìn bọn tinh binh Xích Thiên này không có ý muốn nhúng tay, liền nhao nhao xuất hiện, tăng cường thế công. Hống hống hống. Long Cân Xà phát ra tiếng long ngâm, thân thể khổng lồ đang cuồng dã hoành hành trên núi cao, cùng đám cuồng đồ hung tàn chém giết. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, tràng diện hỗn loạn cực độ. Cuối cùng, Long Cân Xà ầm vang ngã xuống, thân thể hơn 100 mét lăn xuống núi cao, đập vào trong hẻm núi. Đám cuồng đồ chết thảm hơn phân nửa, nhưng đều giết đỏ cả mắt, không lo được bi thống, tranh nhau chen lấn nhào về phía hẻm núi. Đoạt gân rồng. Đều cút đi, đó là của ta. Long Cân Xà cuối cùng bị chúng ta đánh chết, nên thuộc về chúng ta. Mẹ kiếp, ai cướp được chính là của người đó. Hẻm núi nhanh chóng hỗn loạn, giết tới điên cuồng. Nhưng ngay tại thời điểm bọn hắn sắp phân ra thắng bại, Khương Phàm lại cưỡi hắc lân ngao thả người nhảy xuống núi đá, giết tiến vào sơn cốc. Bọn người Bạch Tai theo sát phía sau, triển lộ khí thế. Đều lùi xuống cho ta, Long Cân Xà, Xích Thiên chúng ta thu. Khương Phàm lên tiếng gào thét, chấn nhiếp đám cuồng đồ đang tức giận. Cái gì? Có xấu hổ hay không? Mặt mũi đám cuồng đồ tràn đầy dữ tợn, sao động, kích động, nhưng bọn hắn đều trồng chất vết thương, lại kiêng kỵ uy danh Xích Thiên thần triều, không dám làm càn. Khương Phàm ở ngay trước bọn hắn mặt của mọi người, phách lối rút gân rồng ra, cũng thu vào thanh đồng tiểu tháp, tiếp tục đâm kích. Đồ chúng ta coi trọng, chính là của chúng ta, mặc kệ là tại Trung Vực, hay là tại Tây Bắc Bộ này, chúng ta đều là chủ tử. Xích Thiên thần triều luân lạc tới mức giật đồ cùng chúng ta rồi. Không sợ ném mặt hoàng đạo đi sao? Có cuồng đồ cả gan hô to. Xích Thiên thần triều chúng ta chính là không biết xấu hổ như vậy. Ngươi có thể thế nào? Khương Phàm hơi ngửa đầu, cưỡi hắc lân ngao thoát ra khỏi hẻm núi. Bọn người Bạch Tai hơi sững sờ, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn theo sát cùng ra ngoài. Chỉ có Chu Thanh Thọ sờ đến được mưu kế của Khương Phàm, trước khi đi liền hô lớn một tiếng. Ngay cả Thiên Trọng Lâu đều bị chúng ta giết tè ra quần, những kẻ như các ngươi thì tính là thứ gì, không phục sao, đều chịu đựng cho lão tử. Quá ghê tởm, muốn Long Cân Xà thì tự mình ra tay đi. Xích Thiên Thần Triều không phải tự xưng là tôn quý sao, vậy mà lại có thể làm ra chuyện ti tiện như thế. Tức chết ta rồi. Trong hẻm núi vang lên từng trận gầm thét. Sau đó không lâu, Khương Phàm ngăn ở phía trước một chỗ động sâu. Một đám cuồng đồ máu me khắp người leo ra, từ bên trong lôi ra một khối huyết thạch to lớn giống như cái cối xay. Huyết thạch sáng long lanh, hiện ra huyết quang, mơ hồ bày biện ra hình dáng cự ngạc. Đây là yêu huyết thạch, tinh huyết di cốt đại yêu sau khi chết biến thành, hoàn chỉnh giữ lại năng lượng khi còn sống. Tương đương với hóa thạch tươi sống, vô cùng quý giá. Bình thường mai táng dưới đất, cần hoàn cảnh đặc biệt, thời gian thật lâu. Đồ tốt! Khương Phàm cưỡi hắc lân ngao, ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn. Tinh binh Xích Thiên! Sắc mặt đám cuồng đồ hơi biến đổi, vội vàng muốn giấu đi, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Giao ra đi! Khương Phàm cố ý thể hiện ra sự hung ác. Đừng nói đùa,
loại này đồ chơi nhỏ này sao các ngươi lại nhìn ở trong mắt? Loại này đồ chơi nhỏ có thể ngộ nhưng không thể cầu, bên ngoài có thể bán được giá trên trời, giao ra, tha các ngươi không chết. Các vị, các ngươi đều là tinh binh hoàng đạo, còn thiếu bảo vật sao? Chúng ta đều là dùng mệnh đổi lấy. Giao ra, nếu không sẽ lấy mạng của các ngươi. Các ngươi là hoàng đạo, không phải thổ phỉ. Không phải bên trong đọa lạc thiên quốc thừa hành mạnh được yếu thua sao? Chúng ta là đến trải nghiệm cuộc sống, giao ra đây cho ta. Khương Phàm vừa dứt lời, Hắc Lân Ngao dưới thân đã phát ra tiếng gào thét trầm muộn, móng vuốt to lớn chợt vỗ mặt đất, tản ra sát khí đáng sợ. Rốt cuộc bọn người Bạch Tai cũng đã hiểu rõ, cũng đều phách lối uy hiếp, cưỡi Hắc Lân Ngao tới gần phía trước. Đám cuồng đồ liên tục giãy giụa, vẫn giao ra yêu huyết thạch, nhưng trong ánh mắt đều đung đưa sát ý khắc cốt. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn ăn cướp của người khác, hôm nay lại bị đánh cướp, bọn tinh binh xích thiên đáng chết này, sao thiên trọng lâu lại không thu thập bọn hắn. Khương Phàm thu yêu huyết thạch, cưỡi Hắc Lân Ngao biến mất tại trong núi rừng, để lại đám cuồng đồ tức giận mở miệng mắng to. Đều hiểu chưa, chúng ta bôi xấu thanh danh tinh binh của xích thiên, kích thích những tên cuồng đồ có lòng trả thù cực mạnh kia đánh lén. Như thế này liền có thể kiềm chế tinh lực xích thiên giấu ở chỗ tối. Một hai tên cuồng đồ không dám khiêu khích tinh binh xích thiên, nhưng nếu là mấy chục hay trên trăm người, tạo thành thủy triều liền không có gì mà bọn hắn không dám làm. Khương Phàm cưỡi Hắc Lân Ngao phóng tới trong rừng già thâm thúy, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Hướng Vãn Tình nói, nếu ngươi đều đã như vậy, dứt khoát tập kích những cường tộc thiên quốc kia đi, ví dụ như yêu huyết cung gì đó. Bọn hắn cũng không sợ tinh binh của xích thiên, nếu như bọn hắn bị đánh đau, cái gì cũng đều làm được. Ý kiến hay, quả thật rất hay. Khương Phàm cưỡi Hắc Lân Ngao bỗng nhiên tăng tốc. Loại cảm giác này thật sảng khoái, ha ha ha. Chu Thanh Thọ rất ưa thích loại cảm giác khi dễ người khác này. Sau 3 ngày ngắn ngủi, bọn hắn quanh co hoành hành hơn mấy trăm dặm, ngụy trang xích thiên thần triều đi giật đồ khắp nơi, làm tiếng oán than dậy đất, tức giận không ngừng quát mắng. Chỉ là nhiếp tại uy danh tinh binh của xích thiên, bọn hắn cứ việc hận đến nghiến răng, cũng không dám thật sự làm cái gì. Cho đến khi, ầm ầm, rừng rậm phía trước hỗn loạn rung chuyển, thanh thế cực kỳ to lớn, cách hơn trăm dặm đều có thể mơ hồ nghe được. Bọn người Khương Phàm lập tức thay đổi tuyến đường vào tới. Ở sâu trong mảng núi cao lớn nguy nga, một con tử đồng ma ngưu khổng lồ đang mạnh mẽ đâm tới, đụng nát cây già, rung chuyển u cốc. Cuồng nộ gầm thét với một nam tử mặc y phục màu đỏ thẫm. Ma ngưu cao trăm mét, không thể phá vỡ, toàn thân cuồn cuộn ma khí, tựa như cuồng triều, như biển gầm. Mỗi lần hai cái đồng mâu màu tím lấp lóe, đều giống như thượng cổ ma hồn phụ thể, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Phía sau lưng nam tử là một đôi huyết dực, tốc độ nhanh kinh người, mạo hiểm tránh né, đồng thời không ngừng khởi xướng tập kích. Cột máu thông thiên. Giống như núi lớn từ trên trời giáng xuống, va chạm cuồng bạo với tử đồng ma ngưu, chấn động huyết khí toàn thân, hàng ngàn hàng vạn huyết nha quả máu bay múa, tràn ngập đất trời bao phủ tới tử đồng ma ngưu, để lại huyết chú ấn ký tàn khốc, đất rung núi chuyển, huyết khí cuồn cuộn giống như dung nham đều phun ra từ dưới mặt đất, hình thành xiềng xích màu máu tráng kiện, giống như roi lôi điện mãnh liệt quất lấy ma ngưu. Hỗn chiến kịch liệt đặc sắc, mang theo vô số cuồng đồ kéo nhau tới xem chiến. Tử đồng ma ngưu là bá chủ vùng núi này, cao giai niết bàn cảnh, nhanh nhẹn dũng mãnh cuồng bạo, cực kỳ khó chơi. Nam tử mặc y phục đó kia thì chính là đại trưởng lão yêu huyết cung, ở phía Nam Thiên Quốc có thanh danh cực thịnh. Thời điểm trận chiến đấu đang giết tới bạo tẩu, bọn người Khương Phàm lại không e dè xuất hiện trên núi cao, ngắm nhìn chiến trường xa xa. Trừ vị nam tử mặc y phục đỏ kia ra. Còn có 20-30 vị cường giả khác cũng mặc y phục đỏ đang phân tán ở xung quanh chiến trường, bọn hắn ngồi xếp bằng cúi đầu, nhắm mắt niệm chú, răng môi nhanh chóng đóng mở, xông ra sóng gợn vô hình. Chú ngữ liên tiếp vang lên, quanh quẩn tại chiến trường hỗn loạn, kích thích huyết nha lưu huyết chú trên người ma ngưu. Mỗi khi chú ngữ cao vút, huyết chú sẽ kịch liệt vặn vẹo, kích thích máu tươi bạo động hỗn loạn trong thân thể ma ngưu. Ma ngưu đau đớn kêu rên, càng thêm trở nên cuồng bạo. Cũng bực bội hỗn loạn. Bạch Tai giải thích nói. Đó là tội ác huyết chú của yêu huyết cung. Một khi khắc ở trên thân thì rất khó thanh trừ. Mỗi khi chú ngữ vang lên, huyết chú sẽ phát tác, máu tươi toàn thân sẽ ngược dòng, đau đớn không chịu nổi, người nghiêm trọng còn có thể bạo thể mà chết.
Ma Ngưu sắp không chịu đựng nổi nữa, chúng ta ngang nhiên xông qua. Khương Phàm cưỡi Hắc Lân Ngao lui đến trong bóng tối. Bọn người Bạch Tai theo sát phía sau, từ vị trí khác nhau, bao vây tiêu diệt chiến trường. Giờ khắc này, trận chém giết kịch liệt đã đạt tới trạng thái điên cuồng, ai cũng nhìn ra Tử Đồng Ma Ngưu đã muốn tới cực hạn, nó chỉ nương tựa theo cái cuồng tính kia của mình mà bão nổi, khả năng chỉ cần mấy lần bạo tẩu liền có thể ngã xuống. Các đệ tử và trưởng lão Yêu Huyết Cung đã ngẩng đầu toàn bộ, tiếp cận ma khí cuồn cuộn bên trong Ma Ngưu, gương mặt dữ tợn, vẻ mặt cuồng nhiệt, chú ngữ trong miệng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng cao. Huyết chú giống như chống trận bị kích hoạt kịch liệt cổ động, tiếp tục đánh thẳng vào huyết nhục Ma Ngưu. Giống. Ma Ngưu đau đớn, toàn thân cứng ngắc, trái tim run rẩy, số lượng lớn mạch máu ở trong cơ thể đang bạo liệt, da trâu dày đến 8 mét đều nổi lên huyết văn. Đại trưởng lão nắm lấy cơ hội, bàn tay trái khống chế xiềng xích màu máu quấn lên Ma Ngưu, gắt gao lôi kéo, tay phải chỉ về bầu trời phía xa, phóng thích cột máu. Huyết phụ cuồn cuộn đầy trời, hình thành vòng xoáy khổng lồ, khí tức huyết tinh vô tận tràn ngập thiên địa. Ầm ầm ầm, một cây cột máu xô ra khỏi huyết phụ, thô 20-30 mét, cao từ 3 đến 500 mét, phía trên quay quanh lấy xiềng xích màu đen, giống như là trật tự. Cùng huyết khí của vô số yêu thú và cuồng đồ trong rừng rậm, dãy núi sinh ra cộng minh. Chấn. Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, thanh chấn dãy núi, cột máu trắng kiện bỗng nhiên rơi xuống, giống như là ánh sáng thiên phạt, cuồng bạo đánh về phía Ma Ngưu. Trong dãy núi, vô số cuồng đồ chịu đựng huyết khí sao động đau đớn, chứng kiến lấy một khắc đặc sắc này. Không hổ là Yêu Huyết Cung, vậy mà lại có thể hàng phục Ma Ngưu như thế này, mặc kệ là giết hay là bắt về làm tọa kỵ, đều có tác dụng lớn. Nhưng, đang tại thời khắc cực kỳ quan trọng này, bọn người Khương Phàm lại đột nhiên xuất hiện ở biên giới chiến trường, giết tới phía các đệ tử và trưởng lão Yêu Huyết Cung. Giết! Đại tướng đi đầu, lôi chiều cuồng kích, hóa thành vô số lôi đao, vô tình bổ về phía những trưởng lão cùng đệ tử kia. Niết bàn cảnh lục trọng thiên mang theo uy thế cường đại, đối với những kẻ không có chút chuẩn bị nào như bọn hắn mà nói quả thực là uy hiếp chí mạng. Chú ngư im bặt mà dừng, biến thành những tiếng kinh hô kêu thảm, vang vọng rừng rậm. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, khiến cho đại trưởng lão Yêu Huyết Cung chú ý, ảnh hưởng đến Tử Đồng Ma Ngưu. Chú ngư biến mất, huyết chú uy hiếp cũng tiêu tán theo, huyết khí toàn thân Ma Ngưu khôi phục bình thường. Giống. Ma Ngưu cuồng bạo gào thét, huyết liên quấn quanh toàn thân đã vỡ nát tại chỗ, nó kích phát ma hồn cổ lão yên lặng trong cơ thể. Ầm ầm. Ma khí kịch liệt cuồn cuộn, hình thành hư ảnh Ma Ngưu to lớn, ma khí sôi trào, ngẩng đầu lên trời gào thét, sóng âm ma hống cùng ma khí đều như cuồng chiều bay lên trời, ngạnh kháng cột máu từ trên trời giáng xuống. Ma Ngưu bạo tẩu, đạp tan sơn cốc, vọt tới cột máu. Một tiếng bạo hưởng, như long trời lở đất, cột máu vỡ nát tại chỗ, hóa thành huyết chiều vô tận tuôn ra. Đại trưởng lão bởi vì phân thần, trở tay không kịp nên đã bị đánh bay. Ma Ngưu bạo tẩu cuồng nộ, tiếng gào thét không dứt, trực tiếp rời khỏi mặt đất, thân hình khổng lồ hơn 100 mét hung hăng đánh tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão giống như bị một ngọn núi thép nguy nga đánh trúng, toàn thân như tượng mà tan ra thành từng mảnh, kêu thảm bay ra ngoài. Ma Ngưu cuồng nộ đến cực hạn, nắm lấy cơ hội liên tiếp vọt mạnh, điên cuồng trà đạp. Tràng diện kinh khủng giống như một con trâu rừng đang giày xéo chuột đồng. Tất cả cuồng đồ đều ngây ngẩn cả người. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Đám người kia là tinh binh của Xích Thiên. Đang thật tốt tại sao muốn đánh lén Yêu Huyết Cung? Chẳng lẽ là... ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Đại trưởng lão Yêu Huyết Cung liều chết một kích, nổ nát vụn hai tay, diễn biến thành hai trọng quyền màu máu, hung hăng đánh vào trên đầu Tử Đồng Ma Ngưu. Tự phế hai tay đưa tới trùng kích, tương đương với huyết tế, hiện ra sức mạnh cấm kỵ cường hãn. Đánh bay Ma Ngưu ra ngoài. Cơ thể hơn 100 mét ngửa mặt bay lên, kêu thảm đánh tới ngọn núi cao trước mặt. Ma Ngưu sớm đã đến cực hạn, một kích đột nhiên này để nó bạo tẩu cũng im bặt mà dừng, nện vào nơi đó suýt chút nữa ngất đi. Đại trưởng lão cũng bị tàn phá huyết nhục mơ hồ, đứng cũng không vững. Cảm tạ quà tặng của Yêu Huyết Cung, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Bạch Tai kịp thời vọt tới phía trước, một phát bắt được sừng trâu tráng kiện. Kéo lấy Ma Ngưu bay đi, xông về sơn cốc. Bọn người Khương Phàm vừa mới rời khỏi chiến trường, cưỡi Hắc Lân Ngao vào tới sơn cốc nơi đó.
tiếp được Ma Ngưu, thu vào thông thiên tháp, rất nhanh đã biến mất ở trong rừng già hắc ám. A! À, tiếng gầm thét bi phẫn vang vọng trong phế tích, đại trưởng lão thứ giận, những chỗ bị thương phun đầy máu, quỳ trên mặt đất. Xích Thiên Thần Triều, chúng ta còn không thu nhặt các ngươi, vậy mà các ngươi cũng dám đến ăn cướp của chúng ta. Các đệ tử và trưởng lão yêu huyết khung may mắn còn sống sót tức giận không kiềm chế được, con mắt đều bò đầy tơ máu. Bọn người Khương Phàm phóng khoáng rời khỏi, tiếp tục làm loạn khắp nơi, khi dễ xong cái này, lại đánh lén cái kia, sau khi xông ra hơn 100 dặm, lại tập trung vào một đám người. Một trong những tôn chủ Đọa Lạc Thiên Quốc, Thanh Quỷ Điện. Đội ngũ của Thanh Quỷ Điện xông vào một trong những cấm địa của Thiên Đãng Sơn Mạch, Tam Nhãn Bích Thiềm khống chế phạm vi khổng lồ tại vùng đất ngập nước. Tam Nhãn Bích Thiềm không chỉ có được kịch độc, mà con mắt thứ ba còn có thể câu thông u minh, phóng xuất ra thế công khủng bố có thể chôn vùi linh hồn. Bọn chúng chiếm cứ tại Thiên Đãng Sơn đã lâu nhất, huyết mạch càng cổ lão, thời gian một nửa trong năm đều ngủ say, nhưng sau khi thức tỉnh liền ra ngoài đi săn tập thể. Bây giờ chính là thời điểm Tam Nhãn Bích Thiềm ngủ say, mang theo rất nhiều cuồng đồ hâm mộ danh uy chui vào. Bởi vì trong thân thể Tam Nhãn Bích Thiềm sẽ kết xuất độc đan, sau khi ăn có thể bách độc bất xâm, khỏe mạnh gân cốt, còn có thể tăng cường lực lượng linh hồn, là bảo dược bổ dưỡng tuyệt hảo. Độc đan của Thiềm Vương còn có công hiệu thần kỳ giúp kéo dài tuổi thọ, cảnh giới càng cao, sống càng lâu Thiềm Vương, kéo dài tuổi thọ hiệu quả càng tốt. Tương truyền đã từng có người từ Thiên Đãng Sơn mang ra độc đan của cao giai Niết Bàn cảnh độc vương, có thể kéo tuổi thọ dài hơn 20 tuổi. Vùng đất ngập nước hắc ám rộng lớn lãnh tịch, đưa tay khó thấy được năm ngón tay, nơi này không có đại thụ che trời như phía ngoài, đều là trúc thiết thụ mảnh khảnh, vụn vặt lẻ tẻ, mười phần hoang vu. Số lượng lớn cuồng đồ lặng lẽ lén lút đi giữa vũng bùn các nơi tại vùng đất ngập nước, không dám náo ra động tĩnh, không dám phóng thích năng lượng, đều cẩn thận dò xét lấy ổ cóc. Tam Nhãn Bích Thiềm đều trốn rất sâu, đương nhiên cũng ngủ rất say, chỉ cần cẩn thận, liền có thể không gây ra tiếng động nào mà móc bọn nó ra mang đi. Sâu trong vùng đất ngập nước, đội ngũ Thanh Quỷ Điện cẩn thận rời nước đầm của một mảnh đầm sâu đi. Đầm sâu rộng chừng 200-300 mét, sâu không thấy đáy. Trên vách đầm có rất nhiều lỗ nhỏ, trong mỗi cái lỗ nhỏ đều là hang động của Tam Nhãn Bích Thiềm. Càng là hướng xuống, lỗ nhỏ càng nhiều. Đám người Thanh Quỷ Điện mang theo dây thừng, nhao nhao lặn xuống. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đào mở mỗi cái lỗ nhỏ, lấy độc thiềm to mọng đang nằm ngáy o o bên trong ra, đưa vào trong nhẫn không gian. Thu hoạch lớn. Bọn hắn kích động, lại càng thêm cẩn thận, càng hướng xuống, số lượng Tam Nhãn Bích Thiềm càng nhiều, càng dễ dàng bừng tỉnh bọn chúng, mà từ hình thể đến xem, cảnh giới cũng càng ngày càng cao. Dưới đáy đầm sâu, phó điện chủ Thanh Quỷ Điện kích động nắm chặt tay, đứng trước mặt một cái bệ đá. Bệ đá trông giống như một cái tế đàn, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, cũng không biết bọn bích thiềm này từ nơi nào dọn tới. Hơn 20 con bích thiềm to như con nghé nằm sấp từng vòng, nằm ngáy o o, tại đỉnh tế đàn lại là một con bích thiềm toàn thân màu xanh lam, hiện ra kim quang cực đại. Khi cơ thể nó nổi lên kim quang liền mang ý nghĩa bích thiềm đã bắt đầu biến đổi. Có được độc đan có thể ảnh hưởng tuổi thọ, cũng đã thành Thiềm Vương. Thiềm Vương, là Thiềm Vương. Thăm dò dòng dã 8 ngày, rốt cuộc cũng phát hiện được một con Thiềm Vương. Phó điện chủ hít một hơi thật sâu, cẩn thận nhất con bích thiềm đầu tiên ở bên dưới tầng tế đàn thu vào nhẫn không gian, ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Bắt đầu di chuyển từ dưới đi lên. Các trưởng lão và các đệ tử khác nhìn tới một màn này, cũng đều kích động, phấn chấn. Không biết độc vương này đã sống bao nhiêu năm, độc đan lại có thể kéo dài tuổi thọ bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần có thể có hiệu quả là được, trở về đưa cho lão tổ tông, khẳng định sẽ vui mừng. Bên ngoài đầm sâu, rất nhiều cuồng đồ đứng ở chỗ này, nhìn quanh xuống phía dưới, hâm mộ càng ghen ghét. Phía dưới là ai? Bọn người Khương Phàm lại cưỡi hắc lân ngao tới đây, quan sát tới đầm sâu. Ánh sáng màu xanh ngọc bích lấp lóe, tô điểm lấy hắc ám giống như mực đậm. Phó điện chủ Thanh Quỷ Điện, giống như đã phát hiện được Thiềm Vương. Đám cuồng đồ nơi này còn không biết tinh binh của Xích Thiên ở bên ngoài đã gây nên bao nhiêu chuyện đáng giận, đều là vài người cắm đầu tìm con cóc. Phía dưới thật sự có Thiềm Vương. Bạch Tai kinh ngạc. Khẳng định là vậy, đó là một cái ổ cóc lớn, không có thực lực độc vương, chiếm không được. Đám cuồng đồ đánh giá bọn hắn, tinh binh của Xích Thiên thần triều sao.
chạy thế nào lại tới nơi này? Độc Phương có cảnh giới gì? Khương Phàm hỏi. Cao giai niết bàn cảnh, độc tính cực mạnh, con mắt thứ ba càng đáng sợ. Bạch Tai lắc đầu, tam nhãn bích thiểm chính là siêu cấp bá chủ trên mặt nổi tại Thiên Đãng Sơn, mỗi khi tới thời kỳ thức tỉnh đi săn trong một năm, đều là ác mộng của vô số yêu ma, ngay cả ám hắc ma lang kia đều lý trí tránh lui. Chớ ngẩn ra đó, làm thôi. Khương Phàm ra hiệu cho Bạch Tai. Làm gì? Thả lôi đó. Khương Phàm để lại một câu nói, sau đó cưỡi hắc lân ngao thoát ra ngoài. Hướng Vãn Tình, Chu Thanh Thỏ cũng chạy trốn trước tiên. Bạch Tai đã hiểu, lập tức khống chế đại tướng chuẩn bị hành động, hắn mang theo phó tướng khác nhanh chóng rời khỏi. Đại tướng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó. Ầm ầm. Lôi chiều cuồng bạo được phóng thích, chấn động vùng đất ngập nước mênh mông, đâm rách hắc ám yên lặng. Sắc mặt đám cuồng đồ xung quanh đầm sâu đột nhiên biến đổi, mắng to né ra. Trong đầm sâu, các cường giả Thanh Quỷ Điện đang bận rộn vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị tiếng vang mãnh liệt càng đột nhiên chấn động đến toàn thân đều khẽ run rẩy. Ngay sau đó lôi chiều cuồng bạo đã bao phủ đầm sâu, từ đỉnh chóp thẳng tới dưới đáy, những nơi đi qua, lôi chiều đều nóng nảy cuồng kích, oanh sát những đệ tử trưởng lão kia, càng xé rách đầm vách tường bùn đất. Ầm ầm. Phía trước lôi chiều xen lẫn thành số lượng lớn lôi đao, cuồng dã đánh về tế đàn phía dưới đáy. Phó điện chủ bỗng nhiên biến sắc, trước tiên liền đưa tay, vung ra hắc luân, vòng tròn đen của hắn, nghênh kích lôi chiều. Kết quả, bạo tạc kịch liệt đinh tai nhức óc, càng thêm vang dội trong đầm sâu, lôi chiều bắn ngược, xông ngược lên trời, lại lần nữa tàn phá bừa bãi các nơi trong đầm sâu, các đệ tử và trưởng lão vừa mới may mắn sống sót đã bị oanh sát hơn phân nửa. Sau đó, đám bích thiềm ngủ say trong lỗ nhỏ xung quanh vách tường đầm lầy, một con lại tiếp một con mở mắt ra. Thiềm vương nằm sấp trên tế đàn, còn có 9 con cóc to lớn còn sót lại xung quanh, cũng đều liên tiếp mở mắt. Oanh minh qua đi, đầm sâu lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Phó điện chủ ngưng tụ con ngươi, cùng thiềm vương đối mặt. Oa! Tiếng cóc vang trầm muộn trong đáy đầm, sóng âm rung động linh văn, khí độc sôi trào dưới đầm sâu, con mắt thứ ba của thiềm vương cưỡng ép mở ra, câu thông u minh vô tận, bộc phát ra ánh sáng hủy diệt, đánh về phía phó điện chủ. Tất cả bích thiềm xung quanh toàn bộ đều thức tỉnh, mở ra con mắt thứ ba, phóng thích khí độc. Đầm sâu hỗn loạn như đang mở ra cánh cửa địa ngục, minh quang vô tận, tử khí các loại, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phó điện chủ suýt nữa đã chết bất đắc kỳ tử, nhưng không có vội vã chạy trốn, dù sao cũng đã như thế này, phải bắt lấy thiềm vương. Một trận ác chiến dẫn bạo đầm sâu, năng lượng kinh khủng hình thành như cơn lốc như sóng chiều dâng cao, cả đầm sâu đều bị phá hủy. Những tiếng vang điếc tai, liên miên bất tuyệt, đại địa oanh minh, vùng đất ngập nước bị liên miên bừng tỉnh. Một đám tiếp lấy một đám tam nhãn bích thiềm ngủ say đều thức tỉnh. Ai làm, chán sống rồi sao? Mấy vị trưởng lão may mắn còn sống sót leo ra khỏi đầm sâu, giận dữ quát mắng đám cuồng đồ chạy trốn nơi xa. Chúng ta là Xích Thiên Thần Triều, đưa đại lễ cho các ngươi. Khương Phàm cưỡi hắc lân ngao phóng tới phía trước, không quên để lại một câu. Nhanh nhanh nhanh, vùng đất ngập nước chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Bạch Tai kêu gọi đại tướng đuổi tới, cưỡi hắc lân ngao phóng đi. Ca ca, người thật sự là xấu xa. Chu Thanh Thọ chợt vỗ hắc lân ngao, lo lắng đuổi theo Khương Phàm. Đây là chiến thuật. Khương Phàm đưa mắt nhìn ra xa, bên trong vùng đất ngập nước hắc ám liên tiếp xuất hiện tiếng cóc kêu, số lượng lớn ánh sáng màu xanh lam nở rộ từ dưới đất. Tràng diện mặc dù tráng quan, nhưng tiếp đó chính là độc thiềm bạo động, khẳng định sẽ trở thành mỹ cảnh của Thiên Đãng Sơn. Chu Thanh Thọ không chút khách khí liền đả kích. Trong lòng không hỏng, người có thể phát huy xuất sắc như vậy. Tinh binh của Xích Thiên, con bà nó, Thanh Quỷ Điện cùng các ngươi không đội trời chung. Trưởng lão trốn tới đầm sâu ngóng nhìn nơi này, mặt mày đều dữ tợn. Vùng đất ngập nước yên tĩnh lâm vào oanh động, mấy trăm ngàn con bích thiềm thức tỉnh, bích quang lấp lóe như minh hoa nở rộ. Vùng đất ngập nước vô tận được tô điểm như là vùng đất u minh. Tiếng kêu vang liên miên, một ngạt càng mang theo cơn nóng giận vì bị đánh thức, bắt đầu điên cuồng phát sát đám cuồng đồ ở các nơi. Đội ngũ của Thanh Quỷ Điện thật vất vả mới bắt lấy được thiềm vương, giết ra ngoài hố sâu, bốn phương tám hướng toàn bộ là tam nhãn bích thiềm đã thức tỉnh. Bọn hắn một bên nguyền rủa tinh binh Xích Thiên, một bên điên cuồng giết sông ra phía ngoài.
Cứ như vậy, trải qua được bọn người Khương Phàm, cẩn trọng, dày vò, đám cuồng đồ phạm vi Bắc Bộ tại Thiên Đãng Sơn Mạch đã bị triệt để khơi dậy lửa giận. Lấy Yêu Huyết Cung, Thanh Quỷ Điện cầm đầu, số lượng lớn cường tộc mạnh phái đã liên hợp, còn có hàng vạn cuồng đồ, khởi xướng tập kích với tinh binh của Xích Thiên tiềm phục trong bóng tối. Năm chi đội tinh binh lọt vào phục kích, ba chi đội toàn quân bị diệt, hai chi đội thương vong hơn phân nửa. Các tinh binh may mắn còn sống sót cẩn thận tìm hiểu tình hình, mới biết được là có đội ngũ khác làm chuyện ngu xuẩn. Bọn hắn vội vàng liên hệ quân trưởng, phải nhanh xử lý việc này một chút, nếu không ngọn lửa tức giận rất có thể sẽ đốt tới khu vực khác, liên lụy tất cả tinh binh. Nơi đó là Thiên Trọng Lâu. Khương Phàm cưỡi Hắc Lân Ngao đứng tại một đỉnh núi nguy nga, ngắm nhìn hào quang nhỏ yếu nơi cuối tầm mắt. Giống như một vòng mặt trời rơi xuống trong dãy núi thâm thúy, tỏa ra cường quang ngập trời, mây đen nặng nề nơi đó đều chiếu thành dáng chiều, ở trong bóng tối vô tận tại dãy núi này vô cùng đáng chú ý, phạm vi vài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Hẳn là nơi đó, sau khi Thiên Trọng Lâu tiến vào Thiên Đãng Sơn Mạch, chính là chiếm lấy địa khu Trung Bắc Bộ, tuyên bố rằng nơi ánh sáng đi tới, đều là lãnh địa của bọn hắn. Chỗ ánh sáng biến mất, chính là lãnh địa của ám Hắc Ma Lang. Bọn hắn hợp tác lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau, mờ mờ ảo ảo thành chủ nhân của nửa Thiên Đãng Sơn Mạch. Bạch Tai cưỡi Hắc Lân Ngao, cảnh giác rừng rậm thâm thúy. Ám Hắc Ma Lang không chỉ có hung tàn cường đại, mà số lượng còn rất nhiều, nghe nói vượt qua 100.000, mà cho tới bây giờ đều là ẩn hiện thành đàn, một khi bị tiếp cận, hậu quả khó mà lường được. Là trùng hợp sao? Khương Phàm nắm chìa khóa treo trên cổ, lặp đi lặp lại cảm nhận vị trí phần thiên chiến vực. Phần thiên chiến vực ở đâu? Vẻ mặt Hướng Vãn Tình nghiêm trọng lên, nếu như giấu ở nơi nào đó dưới mặt đất, bọn hắn còn có thể thần không biết quỷ không hay mở ra, nếu như trong lãnh địa Thiên Trọng Lâu, bọn hắn muốn tới gần cũng khó khăn. Khương Phàm nắm chìa khóa, liên tục cảm nhận. Khoảng cách, phương hướng, vị trí, giống như đều chỉ tới nơi đó. Coi như không phải trực tiếp ép ở dưới Thiên Trọng Lâu, cũng hẳn là gần chỗ bọn hắn. Chu Thanh Thọ lắc đầu nói. Ca ca, vận khí này của ngươi, thật sự không phải là ta đả kích ngươi chứ? Hướng Vãn Tình nói. Nếu Thiên Trọng Lâu an cư lạc nghiệp ở chỗ này, có thể đã phát hiện phần thiên chiến vực tồn tại hay không, hoặc cảm ứng được thứ gì đó. Thiên Khải chiến trường là do bọn người Thiên Hậu liên thủ bố trí phong ấn, ngay cả Xích Thiên Thần Tôn đều tra không được vị trí. Thiên Trọng Lâu hẳn không có phát hiện được bí mật dưới mặt đất, chỉ là trùng hợp chọn nơi đó. Sau khi Khương Phàm nhìn trời thì cũng rất có lòng tin đối với phong ấn mà bọn hắn bố trí, lúc trước Ngọc Tỷ truyền quốc thức tỉnh chỉ là bởi vì hắn đạt được truyền thừa của trời, đánh thức đại đạo cùng nơi đó cưỡng ép cộng minh, mới mở ra vết nứt. Nếu như nơi này không có thiên uy như thế, hẳn là sẽ không tiết lộ ra bất kỳ khí tức gì. Bạch Tai nói, bây giờ Thiên Đãng Sơn Mạch loạn thành một bầy, Thiên Trọng Lâu khẳng định đang tăng cường đề phòng, bên trong tất cả đều là đệ tử tuần sát, chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay tới gần nơi đó, chỉ sợ không thực tế. Khương Phàm suy nghĩ, nói. Vẫn biện pháp cũ, huyết chú yêu binh đồ, khống chế mấy tên trưởng lão của Thiên Trọng Lâu, mang chúng ta vào, chỉ cần có thể để cho ta tới gần nơi được phong ấn, ta có thể cưỡng ép mở ra phần thiên chiến vực. Hướng Vãn Tình nói. Mở ra thì dễ dàng. Nhưng làm sao có thể không gây ra tiếng động gì mà mang đi được. Bên trong Thiên Trọng Lâu cũng có thánh nhân chấn giữ. Phần thiên chiến vực tương đương với không gian luyện ngục, một khi giải trừ phong ấn, bạo động bên trong có thể lấy số lượng lớn uy lực mà lật tung Thiên Trọng Lâu. Nơi đó có tàn hồn của ta, có di cốt của ta, mượn nhờ lực lượng chiến vực, đủ để diệt sát thánh nhân. Khương Phàm vô cùng tin tưởng đối với phần thiên chiến vực của mình, huống chi còn có tàn hồn kiếp trước đang khống chế. Lại phải khai chiến. Chu Thanh Thọ âm thầm nhếch miệng, ta làm việc liền không thể nhỏ giọng lặng lẽ tức giận, cũng không phải bạo loạn, giết thánh. Ai, quá nóng này. Ấn ký kiếp trước trên phần thiên chiến vực quá mạnh, cơ thể ta bây giờ rất khó khống chế, đến lúc đó chỉ có thể thả toàn bộ thần viêm ra ngoài, mai táng mảnh thiên đãng sơn này, diệt tuyệt toàn bộ sinh linh nơi này. Đáy mắt Khương Phàm lóe ra sát ý tàn nhẫn. Người đến đều là địch, phải giết thì giết. Hắn càng phải mượn cơ hội này, lấy hung danh chấn nhiếp tám phương. Mẹ ơi! Ta còn tưởng rằng muốn khai chiến, kết quả là muốn đổ sát. Chu Thanh Thọ đang muốn lắc đầu, lại nhìn thấy Bạch Tai ở bên trái mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, kích động càng sùng bái nhìn Khương Phàm,
Hướng Vãn Tình ở bên phải mang theo đôi mắt đẹp lưu chuyển, thần thái sáng láng, thần tình kia rõ ràng có chút mê say. Chu Thanh Thọ trợn trắng mắt, chỉ có một mình ta là người bình thường sao? Lúc này, Hắc Lân Ngao dưới người bọn họ bắt đầu bạo động, lộ ra răng nanh, ô ô gầm nhẹ. Là ám hắc ma lang. Bạch Tai Kích phát ra bành trướng cốt khí, liên tiếp ngưng tụ ra 18 chuôi cốt mâu, cứng rắn sắc bén, hiện ra ý lạnh trắng muốt. Náo ra thanh thế, giết ra ngoài, kích thích người của Thiên Trọng Lâu đi ra, bắt lấy. Khương Phàm ngắm nhìn phương hướng Thiên Trọng Lâu lần cuối cùng, sau đó nhét chìa khóa vào cổ áo. Các ngươi ở phía trước, giết ra ngoài. Bạch Tai thét lên ra lệnh cho đại tướng. Bọn người đại tướng khống chế Hắc Lân Ngao, nhảy xuống núi đá, lao thẳng đến rừng già hắc ám. Trong rừng già ẩm ướt tươi tốt, số lượng lớn ám hắc ma lang giống như ma khí phiêu đãng, mạnh mẽ tấn mãnh, liên tiếp xuất hiện. Bọn chúng hùng tráng uy mãnh, to như chiến mã, toàn thân bao trùm lấy lông tóc giống như những cây châm đen, móng vuốt cực lớn, răng nanh sắc nhọn, con mắt bọn chúng nhấc lên huyết quang, có thể nhìn thấu hắc ám nồng đậm. Ngao, sói đầu đàn chu dài giống như kèn lệnh chiến tranh, mấy trăm con ám hắc ma lang nhúc nhích bắp thịt toàn thân, lộ ra răng nanh dữ tợn, bổ nhào tới phía bọn người Khương Phàm. Ầm ầm, lôi chiều cuồng kích, liệt diễm oanh minh, đại tướng và các phó tướng lao thẳng đến đàn sói táo bạo. Bọn người Khương Phàm theo sát phía sau, rất nhanh đã giết ra khỏi trùng vây. Nhưng, sự kinh khủng thật sự của ám hắc ma lang là số lượng tộc đàn, còn có cuồng tính không cắn chết mục tiêu tuyệt đối không bỏ qua. Đàn sói theo đuổi không bỏ, tiếng sói chu thê lương quanh quẩn tại hắc ám, truyền bá giữa quần sơn, gọi đàn sói nơi khác trở về. Bầy ám hắc ma lang rất nhanh đã bạo động, từ bốn phương tám phóng tới, chạy tán loạn giữa khu rừng, xê dịch ở trong núi, còn có lao xuống từ không trung, nhanh chóng bao vây tiêu diệt bọn người Khương Phàm đang chạy trốn. Thanh thế càng náo càng lớn, trong cánh rừng hắc ám tất cả đều là nhấc lên ma khí, lít nha lít nhít huyết mâu, để cho người ta dùng mình. Không sai biệt lắm. Khương Phàm rơi xuống đất, hai tay nén mặt đất, nhấc lên ngập trời thổ triều, nuốt sống bọn người Bạch Tai. Ám hắc ma lang vẫn theo đuổi không bỏ, theo số lượng lớn sói đầu đàn đang gào thét, bọn chúng từ mặt đất tám phương mãnh liệt đào đất, muốn đuổi bắt tới dưới mặt đất. Khương Phàm triệu ra Thái Tổ Sơn, chấn động địa tầng, nhấc lên thổ triều minh mông, chặn đánh bọn chúng, gian nan chạy thoát. Trước khi đi Chu Thanh Thọ đã ném Hắc Lân Ngao, cũng thuận tiện thu Chu Thanh Thọ vào Thông Thiên Tháp. Ám hắc ma lang bạo động kinh động đến Thiên Trọng Lâu đang khẩn trương đề phòng. Tinh binh của Xích Thiên, bọn hắn muốn làm trái với ước định sao? Một nam tử cường tráng đứng trước thi thể Hắc Lân Ngao, sắc mặt âm trầm. Hắn là Nhiếp Kinh Luân, lâu chủ Thiên Trọng Lâu. Ta đã nói không thể giao dịch với bọn hắn, nơi này là Thiên Đãng Sơn, là lãnh địa của chúng ta có gì phải sợ? Một nam tử gầy gò đi tới, hắn là Nhiếp Thiên Lang. Truyền nhân thiên phẩm mà sau khi Thiên Trọng Lâu quật khởi bồi dưỡng được, lại vừa mới tiến vào Niết Bàn Cảnh liền được xác định là người thừa kế, bây giờ đã là Niết Bàn Cảnh Tam Trọng Thiên, đã tiếp quản đại bộ phận sự vụ của Thiên Trọng Lâu. Nhiếp Thiên Lang đang nén giận đối với tình huống gần đây tại Thiên Đãng Sơn Mạch, nơi này là lãnh địa của bọn hắn, càng là khu vực săn bắn của bọn hắn, dược viên, có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý đến đám kia tinh nhuệ Xích Thiên Nam Bộ. Mười mấy vạn cuồng đồ tràn vào, ngay cả người của tôn chủ cùng cường tộc khác đều tới. Bây giờ người tràn vào Thiên Đãng Sơn càng đến càng nhiều, nếu như tinh binh của Xích Thiên thành thật thật, các phương sẽ còn cảm giác sau khi chúng ta đọ sức một phen cùng tinh binh của Xích Thiên, đã làm một ít ước định. Nhưng nếu như bây giờ tinh binh của Xích Thiên tùy ý hoành hành, còn nháo đến nơi này, Thiên Trọng Lâu chúng ta sẽ bị cho là trước đó bị dọa, đánh đến sợ nên mới thỏa hiệp. Một nữ tử xinh đẹp đi tới, trang điểm vô cùng mỹ lệ, tư thái xinh đẹp, y phục tùy tiện triển hiện nơi mình kiêu ngạo, chỉ là ánh mắt vô cùng lạnh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng là đại trưởng lão của Thiên Trọng Lâu, Trử Diễm Hoa, sớm đã kiên định duy trì Nhiếp Thiên Lang, hai người tính cách tương tự nhau, đều là hung ác cấp tiến, trước đó nàng rất khó chịu đối với việc lâu chủ giao dịch cùng tinh binh của Xích Thiên. Bây giờ bọn hắn lặng lẽ tới gần Thiên Trọng Lâu, khẳng định là có mục đích. Đây quả thực không thể nhịn. Ta muốn bảo đảm Thiên Trọng Lâu, càng muốn bảo đảm cho ngươi. Ngữ khí của Nhiếp Kinh Luân trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên Lang. Thời điểm trước đó đối kháng cùng tinh binh của Xích Thiên, đối phương không chỉ có hung hãn không sợ chết,
còn muốn nghĩ cách săn giết Nhiếp Thiên Lang, thậm chí tuyên bố, nếu như không cho phép bọn hắn hành động tại Thiên Đãng Sơn, cường giả đến tiếp sau đó cuối cùng sẽ có khả năng săn giết Nhiếp Thiên Lang, dù là hắn trở lại bên trong Thiên Trọng Lâu. Nhiếp Kinh Luân không thể không thận trọng cân nhắc, dù sao Nhiếp Thiên Lang cũng là thiên phẩm mà Thiên Trọng Lâu bọn hắn gian nan bồi dưỡng được sau khi quật khởi, là cơ sở để vững chắc địa vị tôn chủ. Mà, chỉ bằng vào một nhà Thiên Trọng Lâu, thật sự rất khó đối kháng Xích Thiên Hoàng Triều, hắn càng không hy vọng xa vời các tôn chủ khác tới hỗ trợ, đám hỗn đản kia còn ước gì Thiên Trọng Lâu sụp đổ nữa đây. Nhiếp Thiên Lang khẽ nói, bọn bây giờ hắn nháo đến cửa nhà, không biết đã đánh ra mưu ma trước quỷ gì, nếu chúng ta thật sự không hành động, lần sau bọn hắn muốn trực tiếp đứng ở trước Thiên Trọng Lâu. Đại trưởng lão Trử Diễm Hoa nói, tinh binh của Xích Thiên đến Thiên Đãng Sơn Mạch chúng ta, khẳng định có mục đích đặc biệt, chúng ta không thể nào lại trơ mắt nhìn như vậy lấy, nhất định phải điều tra tình huống. Tốt nhất là giết một tên quân trưởng, giáo huấn bọn hắn, cho tất cả thế lực xông vào Thiên Đãng Sơn một cái thái độ. Giao cho các ngươi. Nhiếp Kinh Luân không tiếp tục nhường nhịn, một là tinh binh của Xích Thiên đã vi phạm với ước định, hai là bây giờ cường tộc các phương đều tới, Thiên Trọng Lâu là chủ nhân Thiên Đãng Sơn Mạch, nhất định phải cho thấy thái độ, để tránh bị người xem nhẹ, càng phải chấn động bọn hắn. Xuất phát. Nhiếp Thiên Lang không kịp chờ đợi, thả người nhảy lên ám hắc ma lang trước mặt, vọt vào trong rừng rậm. Toàn bộ đuổi theo cho ta. Trử Diễm Hoa cưỡi ám hắc ma lang, thét lên ra lệnh cho đàn sói cùng các trưởng lão Thiên Trọng Lâu xung quanh. Trong lúc nhất thời, đàn sói chu dài, xuất động thành đàn, số lượng từ mấy trăm tăng đến hơn 3.000 con, phóng tới trong rừng rậm, hung tàn lùng bắt đội ngũ tinh binh của Xích Thiên. Mục tiêu của bọn hắn vô cùng rõ ràng, chính là muốn vây bắt một chi đội ngũ do quân trưởng dẫn đội. Tại thời điểm Khương Phàm trêu chọc Thiên Trọng Lâu, quân trưởng quân đoàn Dạ Lang thứ hai, Tùy Toàn Thắng đang trấn thủ tại phía Bắc Thiên Đãng Sơn Mạch đã nhận được tin tức. Tùy Toàn Thắng có một dự cảm mãnh liệt, bọn hắn bị hãm hại. Các tinh binh phân tán trong núi rừng Bắc Bộ đều là hắn tự mình mang ra, không chỉ có thực lực mạnh, mà còn kỷ luật nghiêm minh, an bài bọn hắn làm cái gì liền sẽ chăm chú thực hiện, không thể nào vi phạm chỉ lệnh làm loạn khắp nơi. Huống chi, còn liên tiếp khiêu khích những thế lực như Yêu Huyết Tông kia, đưa tới công phẫn quét sạch Bắc Bộ. Trong này khẳng định có vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là có người đang hãm hại bọn hắn. Nhưng, ai dám hãm hại, ai có thể hãm hại? Đám cuồng đồ kia lại làm thế nào có thể kiên định tin tưởng chính là tinh binh của Xích Thiên bọn hắn làm? Tùy Toàn Thắng nghĩ đến Hắc Lân Ngao. Điểm đặc thù rõ rệt nhất của tinh binh quân đoàn Dã Lang chính là Hắc Lân Ngao. Chẳng lẽ là có người đã đạt được Hắc Lân Ngao? Sau khi quân trưởng liên tục suy nghĩ liền truyền ra ba mật lệnh. Đầu tiên, toàn thể ngồi xuống, điều tra người còn cưỡi Hắc Lân Ngao trong phạm vi lớn. Thứ hai, đuổi Hắc Lân Ngao đi đến chỗ quân đầu Dạ Lang tiên tập kết, cũng đề nghị quân đoàn đầu tiên sớm tổ kiến vòng vây, giải quyết đám cuồng đồ muốn trả thù. Thứ ba, đề nghị quân đoàn đầu tiên bí mật liên hệ quân trưởng quân đoàn Thánh Kiếm gần đó, chuẩn bị bất trắc. Ai, chơi lớn đi. Khương Phàm cưỡi Hắc Lân Ngao, đứng trên một vách đá cùng mây mù đụng vào nhau, nhìn qua đàn sói đang phóng tới nơi xa. Ở trong đó rõ ràng có người của Thiên Trọng Lâu, nhưng quy mô đàn sói quá lớn, trọn vẹn hơn 3.000 con, phạm vi phân tán đạt tới hơn 50 dặm. Chỉ là kích thích một chút mà thôi, phản ứng lớn như vậy sao? Tính tình Thiên Trọng Lâu thật mãnh liệt nhỉ, chúng ta chưa không có làm gì liền muốn triển khai trả thù toàn diện đối với tinh binh của Xích Thiên. Hướng Vãn Tình lắc đầu, không hổ là thế lực tại Đọa Lạc Thiên Quốc, trong lòng lộ ra sự tàn nhẫn cường thế. Có 7 ám hắc ma lang bảo vệ, muốn bắt một trưởng lão thần không biết quỷ không hay, chỉ sợ là không thể nào. Khương Phàm không thể không nghĩ biện pháp khác. Hướng Vãn Tình bỗng nhiên nói. Chúng ta không cần thiết nhất định phải bắt trưởng lão Thiên Trọng Lâu, còn có thể cân nhắc những người khác. Người nào có thể đi đến Thiên Trọng Lâu? Vị đại trưởng lão Yêu Huyết Tông kia, lấy danh nghĩa bái phỏng đi đến. Hắn là niết bàn cảnh cửu trọng thiên, bạch tai có khống chế không nổi. Khương Phàm lắc đầu, nói. Ta muốn có thể lặng lẽ mang chúng ta vào, còn không làm cho chú ý. Nếu như là thế lực khác bái phỏng, lâu chủ Thiên Trọng Lâu đều sẽ tự mình tiếp đái, cũng sẽ mật thiết chú ý. Hướng Vãn Tình nói. Vậy cũng chỉ có thể lặng lẽ đi theo đàn sói, Thiên Trọng Lâu náo thanh thế lớn như vậy.
sớm muộn muốn cùng tinh binh của Xích Thiên giết tới cùng một chỗ, nếu như đụng phải quân trưởng, một trận hỗn chiến khó tránh khỏi. Chúng ta cứ ở chỗ này tìm cơ hội. Chỉ sợ quân trưởng không nguyện ý cùng bọn hắn ngạnh kháng cứng. Tinh binh của Xích Thiên đến lùng bắt ta, không đến bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không dễ dàng khai chiến toàn diện cùng người của Thiên Trọng Lâu, thậm chí Đọa Lạc Thiên Quốc. Trước đó không có nghĩ đến những biện pháp khác, bây giờ cứ đi theo đi. Tinh binh của Xích Thiên không nguyện ý liều mạng cùng bọn hắn, nhưng điệu bộ bọn hắn đây giống như là không đạt mục đích không bỏ qua. Vậy trước tiên cứ đuổi theo, giữ tốt khoảng cách, tuyệt đối đừng để bị những đàn sói kia phát hiện chúng ta. Nếu như thực sự không được liền cân nhắc chui vào từ dưới đất. Khương Phàm không phải bất đắc dĩ thì thật sự không nguyện ý đi từ dưới đất. Bởi vì thế lực, giống như Thiên Trọng Lâu lại là tọa lạc trong núi rừng tươi tốt, khẳng định pháp trận bảo vệ sẽ được bố trí khắp dãy núi địa tầng, nếu như phải đi từ dưới mặt đất, rất dễ dàng xúc động cấm chế. Hướng Vãn Tình gọi hắn lại. Đừng vội đi, thu Hắc Lân Ngao đi. Bây giờ đám cuồng đồ Bắc Bộ đều đã sao động, truy sát tinh binh của Xích Thiên khắp nơi, chúng ta không thích hợp cưỡi Hắc Lân Ngao nữa. Hơn 3.000 con ám hắc ma lang phóng tới, nhanh chóng kinh động đến rừng già thâm thúy, hấp dẫn vô số cuồng đồ tụ tập, cũng ôm lấy Yêu Huyết Tông cùng các cường tộc đại phái. Đàn sói phóng tới phía trước, càn quét thành hình quạt, đám cuồng đồ phân tán tại hai bên, cũng tìm kiếm tinh binh của Xích Thiên. Phía trước phát hiện tung tích Hắc Lân Ngao, đang di chuyển đến Đông Bắc Bộ. Tin tức rất nhanh đã truyền đến. Đàn sói lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng đến Đông Bắc Bộ. Thanh thế càng náo càng lớn, càng ngày càng oanh động. Nhưng, sau khi bọn hắn dọc theo tung tích Hắc Lân Ngao đuổi bắt trọn vẹn 500 dặm, lại đứng tại phía trước một mảnh rừng đá mờ tối. Đàn sói cảnh giác lại sao động, không dám tùy tiện xâm nhập. Trử Diễm Hoa, Nhiếp Thiên Lang cũng đều rất cảnh giác. Bởi vì phía trước là lãnh địa của siêu cấp bá chủ, Ô Kim Viên tại Thiên Đãng Sơn. Ô Kim Viên cuồng bạo hiếu chiến, toàn thân vững như huyền thiết. Còn có cuồng lực kinh người. Bọn chúng không nhiều, chưa từng vượt qua 1.000 con, nhưng thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, thậm chí còn từng sinh ra thánh linh cảnh. Ô Kim Viên và ám hắc ma lang tộc càng là túc địch đời đời kiếp kiếp. Lúc trước Thiên Trọng Lâu có thể vào chú Thiên Đãng Sơn Mạch, cũng là bởi vì ám hắc ma lang tộc bị trọng thương, số lượng giảm nhanh trọn vẹn hơn 6 vạn con. Mà kẻ trọng thương bọn chúng chính là Ô Kim Viên. Mặc dù đã trải qua mấy trăm năm trưởng thành, tộc ám hắc ma lang đã khôi phục nguyên khí, càng liên hợp cùng Thiên Trọng Lâu, đè lại Ô Kim Viên, nhưng chúng nó vẫn không dám tùy tiện xâm chiếm lãnh địa Ô Kim Viên. Ám hắc ma lang quả quyết rút lui về phía sau, lách qua phạm vi rừng đá, tiếp tục di chuyển đến hướng Đông Bắc. Trận đi vòng này đã kéo dài khoảng cách, càng lãng phí thời gian, cũng cho quân đoàn Dạ Lang đầu tiên sớm nhận được tin tức tranh thủ đầy đủ thời gian chuẩn bị. Sau một ngày một đêm, khi bầy ám hắc ma lang kinh qua một vùng thung lũng, tinh binh của Xích Thiên sớm mai phục tại nơi này đột nhiên khởi xướng tập kích. Bọn hắn đánh vỡ nát núi cao, đình trệ đại địa, từ bốn phương tám hướng giết tiến vào sâu trong đàn sói, thẳng đến cường giả Thiên Trọng Lâu. Quân đoàn Dạ Lang thứ nhất, quân đoàn Thánh Kiếm thứ nhất, toàn bộ xuất hiện, lao thẳng đến đại trưởng lão Thiên Trọng Lâu. Thanh thế trận đuổi bắt thật lớn, ngược lại càng thành phục sát. Bầy ám hắc ma lang thoáng hỗn loạn. Nhưng rất nhanh đã phóng xuất cuồng tính, ma khí sôi trào cuồn cuộn, cuồng chiến với tinh binh Xích Thiên. Ngay sau đó các cường giả Yêu Huyết Cung cũng giết vào chiến trường, chém giết cùng cường giả Xích Thiên. Một trận hỗn chiến bộc phát cứ như vậy mà bộc phát. Bắt ba tên trưởng lão cho ta, ngàn vạn lần phải nhận định rõ ràng, bắt Thiên Trọng Lâu. Khương Phàm an bài Bạch Tai tìm cơ hội hành động. Ngài hãy nấp kỹ. Bạch Tai thừa dịp hắc ám cùng hỗn loạn. Lặng lẽ vây quanh biên giới chiến trường, phóng xuất ra đại tướng phó tướng mà hắn khống chế, giết vào đàn sói. Kiều Nhan Hướng Vãn Tình trắng nõn bị năng lượng cường quang đầy trời chiếu sáng bóng. Tinh binh của Xích Thiên lại mai phục ở chỗ này, chủ động phản kích, không sợ khiến cho các thế lực thiên quốc tức giận sao. Bây giờ thế lực cấp tôn chủ tại Đọa Lạc Thiên Quốc đều lần lượt kéo đến, không bao lâu, nói không chừng ngay cả tôn chủ đều muốn tới, đến lúc đó vừa hợp tác. Rất có thể đối bọn hắn đến một trường giết chóc. Bọn hắn không muốn chiến, nhưng lại không thể không nghênh chiến. Nơi này là thiên quốc, lý niệm kẻ yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh đã xâm nhập lòng người. Nếu quả thật bị đàn sói xua đuổi chạy trốn tứ phía, bọn hắn sẽ bị xem nhẹ, những cuồng đồ,
cường tộc kia càng không có cố kỵ, đến lúc đó tinh binh của Xích Thiên chỉ có thể rời khỏi Thiên Đãng Sơn Mạch. Nếu như cứng rắn một trận, giết đến người chết ta sống, hiện ra tư thái, bọn hắn còn có thể tiếp tục ở lại nơi này, cũng có thể uy hiếp những cường tộc kia. Khương Phàm mang theo ý cười trên mặt, tràn đầy phấn khởi nhìn trận chém giết thảm liệt. Đặc sắc. Đến bây giờ chỉ sợ hai bên bọn hắn còn không biết chuyện gì đây. Hướng Vãn Tình nhìn qua núi rừng hắc ám, số lượng lớn cuồng đồ lần lượt đuổi tới, phân tán tại các nơi, kích động nhìn hỗn chiến khó có được. Xích Thiên Thần Triều nếu biết nơi này có phần thiên chiến vực, cũng không chỉ là điều chút tinh binh. Ta hoài nghi, còn sẽ có cường giả ẩn núp. Phong cách làm việc của Xích Thiên Thần Triều là cầu ổn, cũng am hiểu phối hợp sáng tối. Hỏa lực của Tam Đại Quân Đoàn tập trung vào Tây Bộ, Vô Thượng Vương tự mình giáng lâm, cao oanh oanh liệt liệt, kỳ thật không chỉ đang buộc ta tới, cũng đang hấp dẫn lực chú ý của Đọa Lạc Thiên Quốc thậm chí Man Hoang chiến tộc. 38 chi đội tinh binh chui vào Thiên Quốc, tề tụ đến Thiên Đãng Sơn Mạch, cũng là làm bộ làm dáng. Mục đích là để cho ta biết, bọn hắn không chỉ có biết phần thiên chiến vực giấu ở Đọa Lạc Thiên Quốc, còn biết vị trí cụ thể, đến cũng được, không đến cũng phải đến. Nhưng người thật sự xử lý ta, cướp đoạt phần thiên chiến vực, rất có thể sớm tại thời điểm điều động Tam Đại Quân Đoàn liền đã chui vào Thiên Quốc, mai phục tới đây. Chỉ là không đợi đến khi phần thiên chiến vực mở ra, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Sẽ là cấp bậc Thánh Vương sao? Hướng Vãn Tình nhất lo lắng chính là cái này, nàng quá rõ ràng cảnh giới Thánh Vương cường đại như thế nào, vẫy tay một cái tùy tiện có thể chôn vùi trăm dặm sơn hà. Để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, hẳn là sẽ có cấp bậc Thánh Vương. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, ngữ khí khẳng định. Phần thiên chiến vực của chàng có thể ứng phó không? Hướng Vãn Tình kinh ngạc nhìn Khương Phàm, từ đầu đến cuối cũng không thấy Khương Phàm có bất kỳ khẩn trương cùng áp lực gì, rốt cuộc hắn lấy ở đâu ra lòng tin. Ta không thể, có người có thể giúp ta ứng phó. Ai? Hẳn là đã đến. Khương Phàm nhìn xung quanh dãy núi tươi tốt. Nơi này huyên náo oanh động, hẳn là có thể hấp dẫn bọn hắn đến đây. Trên chiến trường hỗn loạn, Bạch Tai khống chế bốn người đại tướng mạnh mẽ đâm tới, hung tàn chém giết ma lang, dần dần đến gần trưởng lão Thiên Trọng Lâu, tùy thời săn bắt. Khương Phàm ở phía xa chú ý kỹ, cũng đang yên lặng chờ đợi người hắn mong đợi. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý đến, trên một ngọn núi hiểm trở xa xa, quân trưởng quân đoàn Dã Lang thứ hai, Tùy Toàn Thắng đang đứng ở nơi đó. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt đến mỗi một góc trên chiến trường hỗn loạn, cũng đang dò xét lấy đám cuồng đồ ẩn núp xung quanh. Sau khi hắn biết, tinh binh của Xích Thiên khiêu khích Thiên Trọng Lâu, liền phỏng đoán người hãm hại bọn hắn có thể là muốn dẫn phát một trận đại chiến. Cho nên sau khi tiếp tục thông báo quân đoàn đầu tiên làm tốt an bài, cũng lặng lẽ theo sau. Bởi vì hắn suy đoán rất có thể đám tặc nhân kia cũng sẽ đích thân tới hiện trường, đưa tới vở kịch đặc sắc cho bọn hắn trong bóng tối. Quân trưởng, ngài nhìn nơi đó. Có binh vệ tập trung vào đại tướng bị Bạch Tai khống chế trên chiến trường. Khấu Bột, tại sao hắn lại ở chỗ này? Ánh mắt Tùy Toàn Thắng thoáng lăng lệ, định thần quan sát đến thuộc cấp đang tận tình chém giết trong bầy sói. Đó là một trong sáu vị đại tướng lệ thuộc vào hắn, phụng mệnh đóng giữ Sơn Lâm tận cùng phía Bắc. Nhưng sau khi cuồng đồ ở Bắc Bộ bạo động, chi đội của Khấu Bột liền biến mất, không còn lại xuất hiện. Tùy Toàn Thắng nghĩ Khấu Bột hẳn đã chết rồi, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chiến trường hỗn loạn giết tới điên cuồng. Thiên Trọng Lâu, Yêu Huyết Cung, Thanh Quỷ Điện đều triển hiện sự cường hãn cùng điên cuồng của tôn chủ Thiên Quốc bọn hắn, bất luận là võ pháp hay là chiêu thức, đều lộ ra sự ác độc. Tinh binh của Xích Thiên mặc dù giỏi về phối hợp, tiến lùi có theo, nhưng không chịu nổi có đàn sói điên cuồng trùng kích. Hai bên giết đến khó bỏ khó phân. Trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. Bạch Tai bắt lấy mấy cơ hội, khống chế bọn người đại tướng thành công xử lý ba vị trưởng lão Thiên Trọng Lâu, sau đó mượn nhờ đàn sói truy sát, vọt vào trong bóng tối. Khương Phàm không có lập tức rời khỏi, mà cố ý đợi một thời gian, quan sát đến xung quanh. Cho đến khi cảm giác quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, hắn mới chào hỏi Hướng Vãn Tình lặng lẽ vọt vào trong bóng tối. Khống chế toàn bộ. Bên ngoài mấy chục dặm, Bạch Tai mang theo ba vị trưởng lão máu me khắp người đang chờ đợi Khương Phàm. Ba vị trưởng lão hấp hối, ý thức hoảng hốt, vừa dùng đan dược liền gục ở chỗ này nghỉ ngơi. Khương Phàm hỏi, địa vị của bọn hắn tại Thiên Trọng Lâu là gì?
Thiên Trọng Lâu chia làm trưởng lão cung phụng cùng trưởng lão lệ thuộc trực tiếp, trưởng lão cung phụng mặc áo bào đen, tùy tiện không được tiến vào lầu chính, chỉ có thể đóng tại bên ngoài, trưởng lão lệ thuộc trực tiếp mặc áo bào đỏ, có thể tùy ý ra vào lầu chính. Hai nam tử này đều là trưởng lão cung phụng, một người là niết bàn cảnh nhị trọng thiên, một người niết bàn cảnh tam trọng thiên, cô nương này chính là trưởng lão lệ thuộc trực tiếp, trưởng lão mới, cảnh giới niết bàn cảnh nhị trọng thiên, nhưng thân phận rất cao, là một trong những thân tín của đại trưởng lão Trử Diễm Hoa. Thánh tổ của bọn hắn đang bế quan, hay là tỉnh táo? Thánh tổ ở trọng địa tầng cao nhất tại Thiên Trọng Lâu, tình huống cụ thể bọn hắn đều không hiểu rõ. Người ngoài chúng ta phải vào Thiên Trọng Lâu, có gì cần chú ý? Muốn tiến vào Thiên Trọng Lâu, đầu tiên phải đi qua lãnh địa ám Hắc Ma Lang. Bình thường mà nói, đàn sói sẽ tìm tòi khí tức, nếu như bị coi là nguy hiểm, rất có thể sẽ trực tiếp ăn hết. Nhưng bây giờ là tình huống đặc thù, bọn hắn có thể làm bộ chật vật vò tới nơi đó, nói đàn sói bị phục kích, tử thương thảm trọng, như thế thì đàn sói sẽ không lo được tìm tòi, trực tiếp xuất động số lớn đàn sói tiếp viện chiến trường. Nếu như bí mật chui vào từ dưới đất thì sao? Tuyệt đối không thể, Thiên Trọng Lâu am hiểu bày trận, trên mặt đất, bọn hắn lấy lầu chính làm trung tâm, trong phạm vi 300 dặm đều kiến tạo kim lâu to to nhỏ nhỏ, liên hệ lẫn nhau, hình thành chiến trận bảo vệ. Từ mặt đất trở xuống, pháp trận mà bọn hắn bố trí, bất kỳ cái gì có vấn đề sẽ bị phát giác được. May mắn không có đi từ dưới đất, Khương Phàm lắc đầu, sau đó cùng nhau mau chóng rời khỏi. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gió gào thét đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đập xuống tại trước mặt bọn họ, ngăn cản đường đi. Quân trưởng Dạ Lang Quân, Tùy Toàn Thắng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như đao, sát ý tràn ngập. Khấu Bột, giải thích. Đại tướng sau lưng Bạch Tai đưa tay hành lễ, mặt không biểu tình. Quân trưởng, quân trưởng. Bọn người Khương Phàm hơi biến sắc, cảnh giác nam tử uy mãnh trước mặt. Mấy chục âm thanh xé gió liên tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong cánh rừng, chân núi, bao vây bọn hắn từ từng phương hướng. Ta bảo ngươi giải thích. Tùy Toàn Thắng toàn thân tràn ngập uy mãnh khí thế dần dần mãnh liệt. Đây là thuộc cấp của hắn, vậy mà tư thông cùng người ngoài. Đây là phản bội. Đây càng là sỉ nhục của hắn. Hai đầu lông mày Khấu Bột hiện lên chút giãy giụa, gương mặt có chút run rẩy. Nhưng vẫn bị huyết chú yêu binh đổ bá đạo khống chế, thờ ơ đứng ở nơi đó. Bạch Tai, Hướng Vãn Tình khẩn trương đề phòng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi đối sách. Làm sao lại bại lộ? Bị tiếp cận từ lúc nào? Thuộc cấp bên cạnh Tùy Toàn Thắng nói. Quân trưởng, bọn hắn giống như bị điều khiển. Tùy Toàn Thắng nhìn chằm chằm bọn người Bạch Tai, Khương Phàm. Các ngươi là ai? Các ngươi đã làm gì người của ta? Bọn người Bạch Tai mím chặt bờ môi, hô hấp dần dần gấp rút. Chết tiệt, cái này nên đối phó thế nào? Quân trưởng, niết bàn cảnh cửu trọng thiên, một bàn tay đều có thể đập nát bọn hắn. Ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai? Tùy Toàn Thắng tràn ngập khí tức sát phạt bức người, hùng hậu to lớn, ép về phía trước mặt người có khí tức mạnh nhất là Bạch Tai. Nói, các tinh binh Xích Thiên giận dữ gầm thét, cũng dám khống chế người của bọn hắn. Còn dám hãm hại bọn hắn, đám người này đúng là gan to bằng trời. Bọn hắn bị khống chế, tựa như nô lệ, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Khương Phàm ở bên cạnh đáp lời. Trả lời ta trước, các ngươi là ai? Tùy Toàn Thắng lạnh lùng lườm tên gia hỏa mặc áo bào đen mang theo mặt nạ này. Ngươi đoán xem chúng ta có thể là ai? Ta đang cùng ngươi nói chuyện trời đất sao? Đè lại toàn bộ cho ta, chặt tay phải, cho chảy ra chút máu. Lúc thống soái các ngươi an bài các ngươi tiến vào, đều đã nhắc nhở qua các ngươi phải xác định mục tiêu thế nào, trừ con mắt, còn sẽ có phụ trợ khác. Chậm đã. Tùy Toàn Thắng lập tức ngăn các binh vệ đang muốn xông tới lại, chăm chú tiếp cận Khương Phàm. Nhìn kỹ một chút. Khương Phàm nghênh tiếp Tùy Toàn Thắng ánh mắt. Tùy Toàn Thắng nhìn chằm chằm Khương Phàm, xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một miếng ngọc thạch, phía trên khắc họa lấy một mảnh huyết văn tương tự chu tước. Giờ phút này đang tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Sắc mặt các tinh binh Xích Thiên xung quanh đại biến, Ngọc Thạch có phản ứng. Ánh mắt Tùy Toàn Thắng hơi rung nhẹ. Khương Phàm. Khương Phàm cười nhạt mà nói. Người tốt, hân hạnh. Bọn người Tùy Toàn Thắng hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được mà nhìn nam tử trước mặt. Đây là Khương Phàm,
Tại sao Khương Phàm lại ở chỗ này? Từ khi rời khỏi trung vực Nam Bộ, đến lúc lên phía Bắc Đọa Lạc Thiên Quốc, lại đến khi tiến vào Thiên Đãng Sơn, dựa theo mong muốn nhanh nhất còn chừng 10 ngày. Sao bây giờ hắn đến được nơi này? Chẳng lẽ kẻ ở trung vực Nam Bộ kia là giả? Khương Phàm đưa tay chỉ về chiến trường xa xa. Ta chuẩn bị lễ gặp mặt cho các ngươi, coi như hài lòng. Khương Phàm, thật sự là ngươi, ta nói ai lại lớn gan như vậy, dám hãm hại quân đội Xích Thiên Thần Triều chúng ta. Có qua có lại, là các ngươi Hưng Sư Động mời chúng ta tới, ta đương nhiên muốn làm chút đáp lại để tránh mất cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, không hổ là thần hoàng kiếp trước, bị chúng ta khốn trụ, mặt còn có thể không đổi sắc. Dù sao các ngươi cũng không thể giết ta, các ngươi thậm chí còn hối hận khi gặp được ta. Hối hận, mục tiêu của chúng ta, chính là ngươi. Không, mục tiêu của các ngươi là phần thiên chiến vực. Các ngươi nhận được chỉ lệnh là phát hiện ta, truy tìm ta, chờ đợi ta mở ra phần thiên chiến vực. Các ngươi muốn là kẻ đầu tiên xuất hiện ở nơi đó, là kẻ đầu tiên bắt lấy người ở đó. Bởi vì các ngươi biết, nếu như sớm khống chế ta, ta chết cũng sẽ không mở ra phần thiên chiến vực. Các ngươi coi như hành động thất bại. Đáy mắt Tùy Toàn Thắng hiện lên tia sáng quái dị nhỏ bé không thể nhận ra, cái này thật đúng là chỉ lệnh mà thống lĩnh bí mật truyền đạt. Phương pháp mở ra phần thiên chiến vực, chính là máu của ngươi. Ha ha, máu của ta, Xích Thiên Thần Triều các ngươi còn thiếu sao, năm đó sau khi ta chết, lão tặc hẳn là đã cướp nhiều nhất. Nếu quả thật đơn giản như vậy, lão tặc đã sớm lấy máu của ta vẩy khắp Thiên Đãng Sơn Mạch. Nếu ngươi đã tới liền có chìa khóa mở ra phần thiên chiến vực. Cầm được chìa khóa thì có thể mở ra phần thiên chiến vực. Tùy Toàn Thắng muốn dùng sức mạnh khí thế áp bách Khương Phàm, nhưng Khương Phàm hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ta đương nhiên có chìa khóa, nhưng nếu có chìa khóa liền có thể mở ra, cũng quá coi thường hai vị thiên hậu, Tu La bố trí phong ấn giúp cho thần hoàng, thần tôn các ngươi càng không có khả năng trở tới bây giờ. Khương Phàm nhìn chằm chằm Tùy Toàn Thắng. Dưới mặt nạ truyền đến âm thanh cười nhạt. Bây giờ có tâm tình gì? Chơi liều đi, đây chính là lời nhắn nhủ nhiệm vụ cho thần tôn các ngươi, một lần ngươi sai lầm liền có thể bị mất tương lai. Tùy Toàn Thắng cau mày. Nếu ngươi đã tới, khẳng định phải mở ra phần thiên chiến vực. Chúng ta đợi nổi, nhưng các ngươi không dậy nổi, chỉ cần chúng ta giữ lại ngươi liền có thể ăn chắc ngươi. Ngươi sai, chúng ta không dậy nổi, các ngươi càng đợi không được. Xích Thiên tiếp tục binh ép Tây Bộ, chẳng mấy chốc sẽ khiến cho các hoàng đạo khác suy đoán, đến lúc đó toàn giết tới, Xích Thiên Thần Triều các ngươi gánh vác được sao? Thật đến lúc đó, phần thiên chiến vực cũng không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không dám. Khương Phàm chỉ nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Các binh vệ Xích Thiên khẩn trương rằng co với Khương Phàm, cũng chờ đợi lệnh của Tùy Toàn Thắng. Tùy Toàn Thắng lâm vào lưỡng nan. Rốt cuộc cũng phát hiện được Khương Phàm, tuyệt đối là một công lao to lớn, thế nhưng loại tình thế này cũng không phải là thứ mà hắn kỳ vọng. Bây giờ là bắt sao? Hay là thả đây? Bắt Khương Phàm, chính như hắn nói, nếu như sống chết không mở ra thì sao? Thả, thật vất vả mới đụng phải, há có thể nói buông liền buông.